Diệp Thần thật sâu lo âu, Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, cái này hai người sau lưng, còn có Hồng Thiên Kinh bóng dáng. Lần này đánh rắn không chết, bọn họ lần sau lại kéo nhau trở lại, liền khó đối phó. Đặc biệt là Yên Tịch Kiếm Linh, hắn đi qua lần này sinh tử kiếp khó khăn, rất có thể phá rồi sau đó lập, đột phá tu vi, sau này hắn thực lực, đem sẽ thành được càng cường hãn. Nhâm Phi Phàm nói, đích xác không ổn, thế cục càng ngày sẽ càng phức tạp, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày hôm nay Diệp Thần đánh đau chó rớt xuống nước, thiếu chút nữa hại được Yên Tịch Kiếm Linh âm dãnh lật thuyền, Yên Tịch Kiếm Linh khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, giết chết Diệp Thần, báo thù rửa hận, miễn được lưu lại tâm ma. Mà Diệp Thần trên mình, còn có Địa Tâm Diệt Châu, Công Giã Phong cũng không khả năng thả qua hắn. Ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất buông tha Địa Tâm Diệt Châu, đừng mang theo bên người, nếu không mục tiêu quá rõ ràng, vậy quá nguy hiểm. Nhâm Phi Phàm nhắc nhở. Hiện tại Diệp Thần còn có Địa Tâm Diệt Châu nơi tay, cừu hận kéo được quá lớn, vô luận là Yên Tịch Kiếm Linh, vẫn là Công Giã Phong, cũng không thể thả qua hắn. Tốt nhất biện pháp, là bỏ qua Địa Tâm Diệt Châu, để cho hắn tự sanh tự diệt, hấp thu một phần chia cừu hận. Cứ như vậy, Diệp Thần áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Không được, ta không thể bỏ lại Linh Hài Nhi bỏ mặc. Diệp Thần nhưng là trực tiếp cự tuyệt, mặc dù, hắn biết đem Địa Tâm Diệt Châu mang theo bên người, cực kỳ nguy hiểm, nhưng, Linh Hài Nhi là hắn trả giá như thế nhiều, hắn há có thể bỏ lại Linh Hài Nhi bỏ mặc. Nếu như không phải là Linh Hài Nhi tương trợ, hắn sợ rằng liền cửu điên ở nơi nào, cũng không thể nào biết. Tùy ngươi, đây là đường của ngươi chọn, sau này không nên hối hận. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói. Diệp Thần nói, ta không hối hận. Nhâm Phi Phàm cười một tí, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc giỏi, ta cũng biết ngươi là như vậy tính cách, thu thập một tí, ta mang ngươi đi gặp một người. Diệp Thần nói, đi gặp ai? Nhâm Phi Phàm đứng chắp tay, nói, ngươi đi thì biết, lên đường đi. Đợi một chút. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhìn chung quanh thiên địa, đã trở thành không gian phế tích, cửu điên liền hài cốt đều không lưu lại, không khỏi một hồi thổn thức. Ta là cửu điên tiền bối, lập một tòa bia. Diệp Thần ảm đạm than thở một tiếng, sử dụng mậu thổ nguyên phù, từng tia mậu thổ tinh khí hội tụ, ở trong hư không, đế tạo ra được một phiến thiên đường. Rồi sau đó, Diệp Thần điều tới xa la cây cỏ cây sức sống, vẩy vào cái này phiến thiên đường trên, tạo ra liền hoa cỏ cây cối. Trong phút chốc, Diệp Thần liền như sáng tạo thế giới vậy, đế tạo ra được một khối trôi lơ lửng ở trên trời rừng rậm bí cảnh. Hắn ở nơi này phiến bí cảnh trên, lập một tòa bia, phía trên có khắc cửu điên tên chữ, coi là tưởng niệm. Cuối cùng, Diệp Thần ở nơi này khối trước mộ bia, cúi người chào thật sâu tế bái một tí, im lặng không tiếng động. Nhâm Phi Phàm toàn bộ hành trình mắt thấy, cười một cái nói, ngươi thật là có tâm tư, hy vọng ta sau này chết, ngươi cũng có thể thay ta lập bia. Nhâm tiền bối, đừng nói đùa. Diệp Thần cười khổ một tí. Nhâm Phi Phàm nói, tốt lắm, không có chuyện gì nói, cùng ta lên đường. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy thật sâu cảm thấy uy hiếp. Phải mau sớm để cho mình cường đại lên, mới có thể đối phó Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong. Ta không thể thời thời khắc khắc bồi bạn ngươi, mặc dù có thiên nữ làm bia đỡ đạn, nhưng quy tắc thiên uy vẫn tồn tại, ta không thể tham gia quá sâu, cho nên, ta chuẩn bị mang ngươi đi gặp một người, mời hắn rời núi giúp ngươi. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, mang Diệp Thần lên đường. Rốt cuộc muốn đi gặp ai? Mời người nào rời núi? Diệp Thần hỏi. Thái Ất Thần Tôn, thiên nữ 12 cái một trong người hầu. Nhâm Phi Phàm từ từ mở miệng nói. Thái Ất Thần Tôn, Thái Thượng Thiên Nữ người làm. Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết, Thái Thượng Thiên Nữ có 12 cái người làm, gọi là 12 thần tôn. Hắn đã gặp qua Thiên Ngục Thần Đế, Ngọa Long Thần Tôn, Bay Lôi Thần Tôn, Bá Tánh Thần Tôn vân. Vân. Hiện tại, Nhâm Phi Phàm nói Thái Ất Thần Tôn, Diệp Thần nhưng là không gặp qua, cũng không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm mang hắn đi thấy người, chính là Thái Thượng Thiên Nữ người làm. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm bóng người, rất nhanh biến mất ở tại chỗ, hoàn toàn biến dạng hư không rời đi. Mà ở hai người rời đi sau đó, một viên ngôi sao to lớn, nhưng bỗng nhiên từ chân trời hạ xuống xuống. Ngôi sao này, có vô số tín đồ ở quỳ bái khấn cầu, vô cùng nguyện lực tín ngưỡng ngưng tụ, thiên uy cuồn cuộn,
chính là Nho Tổ pháp bảo, Nguyện Vọng Thiên Tinh. Giao. Một đạo thân ảnh, từ Nguyện Vọng Thiên Tinh trên nổi lên, chính là Nho Tổ. Hy Hoàng lôi ấn hơi thở, Nhâm Phi Phàm. Nho Tổ ánh mắt quét nhìn toàn trường, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn từ trong không khí, bắt được một chút còn sót lại sấm sét thiên uy, đó là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, Hy Hoàng lôi ấn hơi thở. Suy. Lúc này, một đạo kiếm quang, từ bên kia bầu trời đâm rách tới. Kiếm quang rơi xuống, một đạo uyển chuyển bóng đẹp nổi lên, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Nho Tổ, người cũng tới. Huyền Cơ Nguyệt thấy Nho Tổ, mắt đẹp trầm xuống, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nữ hoàng, người vậy cảm nhận được liền Hy Hoàng lôi ấn hơi thở. Nho Tổ từ từ nói. Lúc đầu, hắn là cảm ứng được cửu thiên thần thuật chập chờn, mới hạ xuống nơi đây. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nàng cũng không ngoại lệ. Luân hồi chi chủ sau lưng người bảo vệ xuất hiện, chúng ta phiền toái. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm ngưng trọng, không chỉ là cửu thiên thần thuật hơi thở, nàng còn bắt được trong sâu thẳm, một cổ cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, tựa như đao kiếm vậy gác ở cổ nàng trên, để cho nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái đó Nhâm Phi Phàm, đúng là khó giải quyết. Nho Tổ thanh âm cũng là nặng nề, tự nhiên biết trong truyền thuyết Hy Hoàng lôi ấn, đại biểu cái gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây chính là cửu thiên thần thuật, Nhâm Phi Phàm đã tu luyện viên mãn, một khi Nhâm Phi Phàm sấm sét hạ xuống, thiên uy đỉnh cấp bùng nổ, vậy đủ để đem bọn họ hai cái xương nghiền thanh cho rắc. Ngươi có cái gì dự định? Huyền Cơ Nguyệt hỏi. Ha ha, nơi này còn có thần diệt thiên chiếu công còn sót lại hơi thở, tình hình bây giờ, chỉ có nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta tránh ở sau lưng, mới có thể thu hoạch mưu lợi bất chính. Nho Tổ cười một tiếng, ánh mắt quét nhìn chung quanh, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay trước, từ nơi này còn sót lại Hy Hoàng lôi ấn hơi thở, thần diệt thiên chiếu công hơi thở, còn có cửu điên mộ bia, không ngừng ngược dòng thiên cơ, trả lại nguyên trạng nơi này đã từng sự tình phát sinh. Huyền Cơ Nguyệt bàn tay thua ở sau lưng, cũng ở đây hơi bấm ngón tay suy diễn, xem bói trước nơi này đã từng phát sinh hết thảy, vậy dòm ngó gặp được rất nhiều. Người muốn cho Nhâm Phi Phàm, và Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong tranh đấu. Chúng ta lại nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Huyền Cơ Nguyệt vậy rõ ràng liền Nho Tổ ý. Không sai, Hồng Thiên Kinh muốn dựa vào thần diệt thiên chiếu công, hủy diệt thiên nhân vực, chuyện này, ngược lại không cần chúng ta bận tâm, để cho Nhâm Phi Phàm và Luân Hồi Chi Chủ đi kháng nhận định liền tốt, chúng ta nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng phải đẹp thay. Nho Tổ híp mắt, trong lòng đánh chỉ tính theo ý mình. Huyền Cơ Nguyệt nói, đừng quá ngây thơ, bọn họ không phải người ngu, không thể nào đần độn để cho người ngoài lượm tiện nghi. Nho Tổ nói, ta biết, ta và huyết thần có trăm ngày ước hẹn, đến lúc đó, Luân Hồi Chi Chủ nhất định hiện thân, sau lưng hắn người bảo vệ, cũng có thể hiện thân, trước giải quyết hết chúng ta, bằng vào ta lực một người, chưa chắc có thể chống lại, đến lúc đó xin nữ hoàng bệ hạ, tương trợ một hai. Khoảng cách trăm ngày ước hẹn, càng ngày càng đến gần. Nếu như chỉ là huyết thần và diệp thần xuất hiện, Nho Tổ sẽ không sợ sợ, có tuyệt đối lòng tin trấn áp. Nhưng, diệp thần sau lưng, tồn tại một cái người bảo vệ, thậm chí nắm giữ Hy Hoàng lôi ấn, cái này làm cho hắn kiêng kỵ sâu đậm. Cho dù hắn có nguyện vọng thiên tinh, cũng không có tuyệt đối chắc chắn chống lại, cho nên muốn kêu Huyền Cơ Nguyệt tương trợ. Ha ha, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Huyền Cơ Nguyệt nhưng là cười nhạt. Nho Tổ nói, không sai. Môi hở răng lạnh, nếu như ta bị giải quyết, người vậy sẽ không tốt lắm. Huyền Cơ Nguyệt nói, chính là một câu môi hở răng lạnh, liền muốn kêu ta ra tay, không có dễ dàng như vậy. Nho Tổ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt nói, sau khi chuyện thành công, nguyện vọng thiên tinh mượn ta dùng một chút. Nho Tổ tim giật mình, nói, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Cơ Nguyệt nói, ta muốn cầu nguyện, cha ra Long Uyên Thiên Kiếm rơi xuống. Nho Tổ hơi kinh hãi, nói, ngươi muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, thế cục càng ngày càng phức tạp, đơn thuần một cái thần la thiên kiếm, chấn không đè ép được cục diện, ta muốn lại thu phục một cái thiên kiếm, vậy liền có thể vô tư không lo. Nho Tổ ha ha cười một tiếng nói, nữ hoàng bệ hạ thật là lớn hùng tâm, một cái thiên kiếm còn chưa đủ, còn muốn lại cướp lấy một cái, chỉ sợ ngươi không có như vậy khí vận. Huyền Cơ Nguyệt nói, người đây cũng không cần quản,
ta chỉ hỏi ngươi, có chịu hay không mượn. Nho Tổ nói, nữ hoàng muốn cầu nguyện, vậy ta dĩ nhiên là mượn, chỉ cần ngươi ở trăm ngày ước hẹn đến trước khi thời điểm, giúp ta giúp một tay. Huyền Cơ Nguyệt nói, một lời đã định. Nho Tổ cười nói, được, chất phác thẳng thắn, vậy liền mặc cả xong, một lời đã định. Thỏa thuận xong, Nho Tổ cùng Huyền Cơ Nguyệt vỗ tay làm thề, mỗi người rời đi. Sắp trước khi đi, Huyền Cơ Nguyệt nhìn thấy cửu điên mộ bia, muốn ra tay hủy diệt. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có động thủ, miễn được quá mức dính nhân quả, cuối cùng trực tiếp rời đi. Cửu điên mộ bia, liền yên tĩnh sừng sững ở Diệp Thần Sáng Lập Thiên Đường trên, coi như là lấy được yên nghỉ. Mà người còn sống, còn phải đối mặt tương lai động trời gió bão. Suy, Diệp Thần bên này, Nhâm Phi Phàm mang hắn biến dạng hư không, đi tới một phiến trên sa mạc. Cái này phiến sa mạc, mỗi một hạt cát nhỏ, lại có thể mang theo sấm sét hơi thở, chân người đạp ở phía trên, giống như đạp phải dòng điện, cả người xốp giòn tê dại à. Đây là địa phương nào? Thiên nhân vực còn có như vậy chi địa, thật là cổ quái. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, ngăn cản dòng điện tập kích. Đây là Thái Ất Thần Tôn địa phương ẩn cư, hắn ở sa mạc nhất trung tâm ốc đảo bên trong, chúng ta đi bộ qua, mời hắn rời núi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt híp lại, ngắm nhìn phía trước. Trước mắt, là hoang vu sa mạc thế giới, phong trần che trời, cát vàng cuộn sạch, không thấy được một chút sinh linh dấu vết. Đi bộ qua. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm nói, muốn mời người rời núi, tự nhiên muốn khách khí một chút, đi thôi. Lúc này đi trước khởi bước, đi trong sa mạc tim đi tới. Diệp Thần một hồi hồ nghi, vậy đi theo đi lên, chân đạp ở cát trên, mặc dù có linh lực bảo vệ, nhưng luôn có loại bị điện giật ảo giác, trong không khí vậy tràn ngập sấm sét nóng nảy mùi vị, làm người ta bất an. Những thứ này sấm sét hơi thở, thậm chí liền Diệp Thần đại hoang thiên lôi thể, đều không thể hấp thu. Nhâm Phi Phàm nhưng là khí định thần nhàn hình dáng, hắn tu luyện hy hoàng lôi ấn, cái này thế gian tất cả lôi pháp, vô luận biết bao cổ quái, đều có thể hấp thu. Cái này sa mạc, là một kiện pháp bảo sao? Diệp Thần nhìn bốn phía, dần dần nhìn thấu đầu mối. Từ nơi này phiến trên sa mạc, hắn cảm thấy một cổ hỗn độn pháp bảo hơi thở, và đại hàn cấn nhạc phong nhân quả tương thông, tựa hồ là bát quái đồng nguyên. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, ánh mắt cũng không tệ lắm, cái này phiến sa mạc, đích xác là pháp bảo biến thành, kêu Thái Ất Chấn Lôi Xa, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong. Thái Ất Chấn Lôi Xa. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, quả nhiên không đoán sai, đích xác là pháp bảo, mà là 33 thiên hỗn độn chí bảo, bát quái hỗn độn một trong, và đại hàn cấn nhạc phong là đồng nguyên, đều là bát quái thuộc tính pháp bảo. Đại hàn cấn nhạc phong là cấn quẻ thuộc tính, đại biểu núi cao mậu thổ, mà Thái Ất Chấn Lôi Xa, là chấn quẻ thuộc tính, đại biểu sấm sét tia chớp. Khó trách cái này phiến sa mạc, sẽ có sấm sét hơi thở, nguyên lai là trong truyền thuyết 33 thiên hỗn độn chí bảo, Thái Ất Chấn Lôi Xa diễn hóa ra tới. Cẩn thận một chút, cái này Thái Ất Chấn Lôi Xa bị thiên nữ rèn luyện qua, uy lực đặc biệt lớn, đừng đạp phải bẫy dập. Nhâm Phi Phàm nhắc nhở. Pháp bảo này còn bị Thái Thượng Thiên Nữ rèn luyện qua. Khó trách hơi thở như thế lợi hại. Diệp Thần nhất thời cả kinh, khó trách quanh quẩn ở quanh thân sấm sét hơi thở, như vậy nồng nặc, lúc đầu vậy quá Ất Chấn Lôi Xa, lại có thể bị Thái Thượng Thiên Nữ tự tay rèn luyện qua, thuộc tính so với thông thường hỗn độn pháp bảo, còn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này trong sa mạc, thậm chí còn hàm chứa từng ngọn sấm sét cạm bẫy, người nếu như đạp phải, sẽ bị nổ bay. Thật may Diệp Thần nhanh trí, lại có Nhâm Phi Phàm nhắc nhở, cuối cùng không có trúng chiêu. Thiên nữ tọa hạ 12 cái người làm, Thái Ất Thần Tôn nhất được nàng xem trọng, muốn mời hắn rời núi, quả thực không dễ, thằng nhóc, xem ngươi lần này vận khí, có hay không trước kia tốt như vậy. Nhâm Phi Phàm thở dài một cái, tựa hồ đối với mời Thái Ất Thần Tôn rời núi chuyện, vậy không có bao nhiêu chắc chắn. Thái Thượng Thiên Nữ không phải nói muốn đào tạo ta sao? 12 thần tôn dĩ nhiên là sẽ hết sức giúp ta. Diệp Thần nhíu mày một cái. Hiện tại hắn đối mặt Yên Tịch Kiếm Linh và Công Dã Phong sát ý, áp lực cực lớn, nếu như có thể có một vị thần tôn rời núi tương trợ, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng nghe Nhâm Phi Phàm mà nói, tựa hồ muốn mời động vị này Thái Ất Thần Tôn, không phải chuyện dễ.
Nhâm Phi Phàm nói, Thái Ất Thần Tôn khác có nhiệm vụ, hắn ở lại chỗ này, là sẽ đối kháng Hồng Thiên Kinh hủy diệt mưu kế, không thể tùy tiện rời đi. Thái Ất Thần Tôn sẽ đối kháng Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần hơi kinh hãi, hắn tự nhiên cũng biết, Hồng Thiên Kinh muốn hủy diệt hết thảy, lấy ra vạn giới bổn nguyên chất dinh dưỡng. Chỉ là không nghĩ tới, Thái Ất Thần Tôn ẩn cư nơi đây, lại có thể cũng cùng Hồng Thiên Kinh hủy diệt âm mưu có liên quan. Cùng gặp được Thái Ất Thần Tôn, ta lại cùng ngươi nói. Nhâm Phi Phàm không có nói nữa quá nhiều, tiếp tục chạy về phía trước đường. Diệp Thần trong lòng tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền đi theo tiếp tục đi đường. Để tỏ lòng thành ý, hai người đều là đi bộ, cũng không có phi hành, đi bộ tốc độ cũng không mau. Như vậy đi một ngày, còn không đến trong sa mạc tim, càng không thấy cái gì ốc đảo. Màn đêm buông xuống, sa mạc nhiệt độ chợt giảm xuống, ban ngày vẫn là nóng bức, hiện tại nhưng là gió lạnh từng cơn. Hàng loạt gió lạnh, không ngừng gào thét mà qua, trong gió có sấm sét hơi thở, cuồn cuộn vang động. Gió lớn nổi lên cát, mỗi một hạt cát nhỏ, đều là sấm, va chạm một tí, liền trên không trung nổ, kích thích bụi mù cuồn cuộn, vô cùng nguy nga. Diệp Thần còn chưa có xem qua này cùng kỳ cảnh, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cũng may hắn nội tình thâm hậu, cũng không sợ sợ, dùng hoàng tuyền đồ bảo vệ được thân thể, liền tĩnh tọa tu luyện. Đại Hàn Cấn Nhạc Phong nội hạch, dung nhập vào mậu thổ nguyên phù bên trong, ngược lại cũng không tệ. Diệp Thần móc ra Đại Hàn Cấn Nhạc Phong nội hạch, lấy thêm ra mậu thổ nguyên phù, ánh mắt chớp động một tí, liền có dung hợp ý. Lập tức, Diệp Thần điều động ra một ít nước suối vàng, dùng làm dung hợp môi giới, liền đem Đại Hàn Cấn Nhạc Phong nội hạch, đánh vào mậu thổ nguyên phù bên trong. Vù vù, nội hạch một đánh vào, mậu thổ nguyên phù liền chấn động, lá bùa trên hiện ra hạt hoàng linh khí sôi trào tới giữa, diễn hóa ra từng ngọn núi cao núi lớn đổ đằng, khá là tráng lệ. Rất tốt, dung hợp viên này nội hạch, ta mậu thổ nguyên phù, uy lực lớn hơn. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, Đại Hàn Cấn Nhạc Phong là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, pháp bảo này nội hạch, năng lượng vô cùng là dư thừa, dung nhập vào mậu thổ nguyên phù bên trong, mậu thổ nguyên phù phẩm chất, liền tăng lên thật nhiều. Sau này, Diệp Thần mậu thổ nguyên phù, uy lực có vạn quân nặng, sử dụng một cái tới, liền như núi cao trấn áp, so với trước kia là cường hãn hơn. Chiều nay, Diệp Thần liền đang tế luyện mậu thổ nguyên phù, từ từ quen thuộc. Một đêm yên lặng, đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tiếp tục đi theo Nhâm Phi Phàm đi đường. Hai người dần dần đi sâu vào, rốt cuộc, ở đầy trời trong cát vàng, Diệp Thần thấy được lau một cái màu xanh lá cây. Phía trước, một tòa ốc đảo, đập vào mi mắt. Nhâm tiền bối, đến. Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời vui mừng. Ừ. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, híp mắt nhìn phía trước, tựa hồ đang nhớ lại chút gì. Hô hô hô. Nhưng ngay vào lúc này, ở giữa thiên địa, gió lớn chào đáng, sấm sét vang khắp. Một đầu đen nhánh đồ sộ ảnh, từ trong hư không phá ra, hiện lên ở Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm trước mặt hai người. Đầu này đen nhánh đồ sộ ảnh, giống như Tu La Ác Ma, không có máu thịt thân thể, chỉ là một cái hồn thể, cả người nhúc nhích cổ xưa sấm sét, đùng đùng vang dội, tản mát ra cực kỳ khủng bố âm u hơi thở. Thái Ất Thánh Địa, người tới dừng bước. Đen nhánh đồ sộ ảnh phát ra lãnh khốc hung lệ thanh âm, máu đỏ ánh mắt, nhìn chăm chú Diệp Thần hai người. Diệp Thần thấy rõ, đen nhánh kia đồ sộ ảnh nói chuyện lúc đó, cả người mơ hồ có từng cái cấm chế xích sắt, không ngừng lóe lên, mãi mãi phù văn ở chìm nổi. Cố nhân Nhâm Phi Phàm, muốn cùng bạn cũ tụ họp, xin phiền truyền đạt một tiếng. Nhâm Phi Phàm đứng chắp tay, từ từ nói. À, lúc đầu người chính là Nhâm Phi Phàm. Thần tôn đại nhân ẩn cư mấy chục ngàn năm, người bất kỳ đều không gặp, các hạ hay là mời hồi đi. Đen nhánh đồ sộ ảnh thanh âm một ngạt, hạ lệnh trục khách. Ha ha, ngoại giới chính là gió nổi mây vần, ẩn cư lánh đời, không giải quyết được vấn đề, hay là gọi Thái Ất Thần Tôn đi ra gặp ta đi. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, trong tay soạt một tí, hiện ra một thanh trường kiếm, huyết nguyệt trói lọi mơ hồ phun trào. Các hạ bộ dáng như vậy, là chuẩn bị xông vào. Đen nhánh đồ sộ ảnh trong mắt dâng lên huyết sát hơi thở, trong tay rào một tiếng, hiện ra một cái cây đinh ba, sát khí dày đặc. Hai bên giằng co, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, chuẩn bị muốn động thủ. Lôi Yểm, để cho hắn vào đi.
Lúc này, ốc đảo chỗ sâu, truyền ra một giọng già nua. Tên là Lôi Yểm đen nhánh đồ sộ ảnh, sau khi nghe được, lập tức thu hồi cây đinh ba, cung kính đáp một tiếng, ưm. Hắn lại nhìn về phía Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần nói, các ngươi có thể tiến vào, cẩn thận một chút, không nên quấy rầy thần tôn đại nhân thanh tịnh. Đa tạ. Nhâm Phi Phàm chắp tay một cái, liền dẫn Diệp Thần đi vào. Diệp Thần hạ thấp giọng, nói, Nhâm tiền bối, tên kia thật là cường hãn hơi thở. Từ vậy Lôi Yểm trên mình, Diệp Thần cảm thấy cường hãn vô cùng hơi thở, thực lực phỏng đoán có thể sánh bằng thái chân cảnh, nếu như chiến đấu, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói, là thái ất chấn lôi xa khí linh. Là khí linh. Diệp Thần cả kinh, lại không nghĩ rằng cái đó Lôi Yểm, lúc đầu chính là thái ất chấn lôi xa khí linh. Xem ra thái ất chấn lôi xa, món pháp bảo này, bị thái thượng thiên nữ rèn luyện sau này, quả nhiên là không giống vật thường, lại có thể sản sinh ra như thế cường đại khí linh. Một đường tiến về phía trước, ốc đảo bên trong, phong cảnh thanh tú, không khí thanh nhuận, u tịch linh hoạt kỳ ảo, bên trong xây dựng trước một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc, cửa mở ra, mơ hồ có thể gặp một cái ông già, ngồi xếp bằng ở bên trong. Diệp Thần ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp cái đó ông già, cả người quanh quẩn từng luồng kinh khủng hủy diệt dấu vết, vô cùng cường đại khí tức hủy diệt, mơ hồ hình thành gió bão, ở bên trong phòng cuồn cuộn nổ ầm, nhưng hơi thở cầm nặn được đặc biệt tinh chuẩn, chỉ ở bên trong phòng vần quanh, cũng không có một chút tràn ra tới. Cái này ông già, chính là Thái Ất Thần Tôn, hắn vậy tu luyện hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời kinh hãi không thôi. Trên người lão giả khí tức hủy diệt, so cửu điên còn kinh khủng hơn, hủy diệt đạo ấn tu vi, lại có thể đạt tới bát trọng thiên. Không sai, hắn chính là Thái Ất Thần Tôn, Thái Thượng Thiên Nữ người làm, các ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Nhâm Phi Phàm thanh âm nhàn nhạt, mang Diệp Thần, bước vào nhà bên trong. Một bước vào bên trong phòng, Diệp Thần nhất thời cảm thấy khổng lồ áp lực, ác liệt hủy diệt gió bão, hắc ám cuồn cuộn, điên cuồng cuốn tới, cơ hồ phải đem người xé nát. Thật may, Nhâm Phi Phàm đúng lúc thả ra một món linh khí, đem tất cả khí tức hủy diệt, cũng chấn áp xuống đi. Diệp Thần đứng ở Nhâm Phi Phàm bên người, thoáng chốc tới giữa, có loại như mộc xuân phong cảm giác, không khỏi âm thầm thán phục Nhâm Phi Phàm thực lực, quả nhiên là sâu không lường được. Nhâm Phi Phàm, ngươi làm sao tới? Thái Ất Thần Tôn thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, cũng là hơi lộ vẻ xúc động, thu liễm lại trên mình khí tức hủy diệt. Cảm ơn bạn đã đề cử. Ta muốn mời ngươi rời núi. Nhâm Phi Phàm đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng minh ý đồ. Mời ta rời núi, ha ha, Nhâm Phi Phàm, ngươi đây là nói giỡn, ngươi thực lực, trên ta xa, ngươi có phiền toái gì, có thể tự mình giải quyết, cần gì phải mời ta rời núi. Thái Ất Thần Tôn ánh mắt híp lại, trong thanh âm nhưng là mang vẻ cô đơn, tựa hồ đang cảm thán Nhâm Phi Phàm thực lực. Nhâm Phi Phàm nói, sau lưng có người đang ngó chừng. Ta không thể tham gia quá sâu, nếu không sau lưng người bầy bố, sẽ không tiếc giá phải trả hạ xuống, hậu quả khó mà dự liệu. Thái Ất Thần Tôn cười lạnh một tiếng, nói cái này cùng ta không liên quan, nếu không có chuyện gì khác, mời ngươi trở về đi. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, nói, dĩ nhiên cùng ngươi có liên quan, luân hồi chi chủ gặp nạn, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn bỏ mặc? Vừa nói, hắn liếc mắt một cái Diệp Thần. Luân hồi chi chủ. Thái Ất Thần Tôn trong lòng chấn động một cái, nhìn về Diệp Thần, ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ đang nhớ lại cổ xưa ước định. Nhâm Phi Phàm nói, Thái Thượng Thiên Nữ đào tạo kế hoạch, ngươi đều quên sao? Hiện tại luân hồi chi chủ có phiền toái, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm Thiên Nữ ý nguyện, lánh đời tị cư bỏ mặc sao? Thiên Nữ đại nhân kế hoạch. Thái Ất Thần Tôn một hồi mờ mịt, tựa hồ rơi vào nhớ lại bên trong, thật lâu không nói. Qua tốt một trận. Hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong mắt đục ngầu đổi được vô cùng kiên định, nói. Không, cái này chuyện không liên quan ta. Thiên Nữ đại nhân chừng 12 cái người làm, những người khác tương trợ luân hồi chi chủ, cái này đã đủ rồi, ta khác có nhiệm vụ trên người, ta sẽ đối kháng Hồng Thiên Kinh, tuyệt không thể dễ dàng rời đi. Nhâm Phi Phàm nói, Hồng Thiên Kinh đã bị phong ấn, ngươi không cần phải để ý đến hắn, cứ việc rời núi là được. Thái Ất Thần Tôn trực tiếp lắc đầu, nói, không được. Hồng Thiên Kinh vậy con cờ, công Dã Phong, hắn ở tu luyện thần diệt thiên chiếu công, một khi luyện thành, đó đúng là chư thiên ngày tận thế.
ta phải ngăn cản hắn. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói ta kêu ngươi rời núi, chính là vì ngăn cản Công Giã Phong, đừng nhường Hồng Thiên Kinh âm mưu được như ý. Thái Ất Thần Tôn vẫn là cự tuyệt, nói, không được, ta hủy diệt mộ đạo, còn không tu luyện tới cửu trọng thiên cảnh giới, hơi lơ là sẽ bị Công Giã Phong mất đi, huống chi còn có một cái Yên Tịch Kiếm Linh, ta một thân một mình, càng không phải là bọn họ địch thủ. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi sợ cái gì, Công Giã Phong thần diệt thiên chiếu công, còn xa xa không có luyện thành, ngươi hiện tại rời núi chính thích hợp, và đời này luân hồi chi chủ phối hợp, đủ để đánh bại bọn họ. Thái Ất Thần Tôn ánh mắt kiên quyết, nói, không được, không được là không được. Diệp Thần Mi đầu đại chiếu, hướng Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm tiền bối, nếu đối phương cố ý không chịu rời núi, vậy coi như xong, cần gì phải thấp giọng hạ khí cầu người. Nhâm Phi Phàm nói, hắn vậy tu luyện hủy diệt mộ đạo, đối phó Công Giã Phong chính thích hợp, hủy diệt mộ đạo tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể phá vỡ thần diệt thiên chiếu công. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, hủy diệt mộ đạo, có thể phá vỡ thần diệt thiên chiếu công. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, hủy diệt mộ đạo, là nguyên thủy tam đạo một trong, tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật, ví dụ như cái này hủy diệt mộ đạo. Nếu như đỉnh cấp cảnh giới, có thể phá hỏng thần diệt thiên chiếu công mặt trời. Nguyên thủy tam đạo, lại có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật. Diệp Thần rất kinh ngạc, hắn tự nhiên nghe qua nguyên thủy tam đạo, hắn hủy diệt mộ đạo, chính là nguyên thủy tam đạo một trong. Ban đầu ở thần quốc thời điểm, hắn liền nghe một vị luân hồi mộ địa bên trong sư tôn, Lăng Thiên mũi tên thần nói tới qua, nguyên thủy tam đạo vô cùng huyền diệu, bao gồm hủy diệt mộ đạo, thời gian mộ đạo. Chế sinh mộ đạo, là chư thiên vạn giới đạo pháp nguyên thủy. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng, nguyên thủy tam đạo lại có sánh bằng cửu thiên thần thuật uy lực, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Phải biết, cửu thiên thần thuật là đứng đầu nhất cửu môn cao nhất nguyên thuật, thế gian hiếm có hắn con, chỉ ít Diệp Thần cho tới bây giờ không gặp qua, có công pháp gì thần thông, có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật. Nhâm Phi Phàm nói, bất quá, nguyên thủy tam đạo vừa mới bắt đầu uy lực, cực kỳ có hạn. Nhất định phải tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, mới có thể có sánh bằng cửu thiên thần thuật uy lực, quá trình vô cùng khó khăn, cơ hồ không thể nào đạt tới. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là gật đầu một cái. Hiện tại hắn hủy diệt đạo ấn, là từ hủy diệt mộ đạo lột xác tới, tu luyện tới tầng thứ 6, còn xa xa không cảm nhận được đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật uy lực, xem ra phải đến tột cùng nhất tầng thứ 9, mới có thể. Mà hiện tại, Thái Ất Thần Tôn đã tu luyện tới tầng thứ 8. Khoảng cách nhất đỉnh cấp cảnh giới, chỉ có một bước xa. Tiền bối, xin ngài xem ở Thái Thượng Thiên Nữ phân thượng, rời núi giúp ta giúp một tay, vãn bối cảm kích khôn cùng. Diệp Thần hướng Thái Ất Thần Tôn chắp tay một cái, thành khẩn nói. Hiện tại, từ Nhâm Phi Phàm trong miệng, Diệp Thần biết được nguyên thủy tam đạo, tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, lại có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật, nhất thời vô cùng động tâm. Khó trách cửu điên ở trước khi chết. Vậy dặn dò hắn nhất định phải đem hủy diệt đạo ấn, tu luyện tới tầng thứ 9. Này cùng đạo pháp, chân thực có đoạt thiên địa tạo hóa công, một khi đại viên mãn, uy lực khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ muốn kêu Thái Ất Thần Tôn rời núi, đối kháng Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong là một mặt, mặt khác, hắn cũng có thể tiến một bước tiếp xúc, hủy diệt mộ đạo bí ẩn. Thái Ất Thần Tôn hủy diệt đạo pháp, chừng bát trọng thiên tiêu chuẩn, nếu như có hắn chỉ giáo, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn. Nói không chừng có thể cao hơn một tầng lầu. Cái loại này thâm ảo đạo pháp, chênh lệch một tầng, đều là khác biệt một trời, nếu như không có cao nhân chỉ điểm, Diệp Thần muốn chỉ bằng vào mình năng lực, đột phá nhất trọng thiên, sợ rằng đều là vô cùng khó khăn. Hừ, thằng nhóc, chính là thủy nguyên cảnh, bằng ngươi cũng xứng kêu ta rời núi. Ngươi chút thực lực này, lãng phí luân hồi chi chủ huyết mạch, ngươi không tư cách ở ta trước mặt nói chuyện. Thái Ất Thần Tôn ánh mắt tức giận. Khinh thường nhìn Diệp Thần. Hiển nhiên, Diệp Thần chỉ có thủy nguyên cảnh tu vi, để cho hắn vô cùng khinh bỉ, thậm chí cảm thấy lãng phí luân hồi chi chủ huyết mạch, lãng phí Thái Thượng Thiên Nữ tài bồi. Tiền bối đây là ý gì, chẳng muốn rời núi cũng không sao, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng có vẻ khó chịu. Ha ha, ngươi không phục đúng không? Lôi Yểm, đi vào. Thái Ất Thần Tôn lạnh giọng kêu lên. Một tôn to lớn đen nhánh bóng người, bắt đầu từ bên ngoài bay vút tới, vừa tiến vào trong phòng,
vô cùng khủng bố hung ác lôi khí, chính là điên cuồng lan tràn. Chính là Thái Ất Chấn Lôi Xa Khí Linh, Lôi Yểm. Lôi Yểm nói, thần tôn đại nhân có gì phân phó? Thái Ất thần tôn nói, người lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Lôi Yểm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nhất thời công khai, trong tròng mắt hiện ra sát khí, hướng Thái Ất thần tôn chắp tay nói, Thái Ất thần tôn một phủ râu dài, nói, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thể ở một nén hương trong thời gian, đánh bại Lôi Yểm, ta liền rời núi giúp ngươi. Vừa nói, Thái Ất thần tôn đốt một nén hương, cắm ở đại sảnh lư hương trên, yên tĩnh nhìn Diệp Thần. Lôi Yểm máu đỏ hai tròng mắt, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tay hiện ra dáng vóc to binh khí cây đinh ba. Diệp Thần tim nhất thời co rút nhanh, cái này Lôi Yểm, thực lực cường hãn như vậy, coi như là không thời hạn gian, đỉnh cấp tỷ thí, hắn đều cảm thấy vô cùng áp lực. Huống chi, hiện tại vẫn là phải một nén hương trong thời gian, hoàn toàn đánh bại, lại là áp lực to lớn. Nếu như Hoang Ma Thiên Kiếm còn có thể vận dụng, Diệp Thần có lẽ có điểm chắc chắn, nhưng, trước đây Nho Thần Cốc lòng đất đánh một trận, Hoang Ma Thiên Kiếm linh khí lớn dây dưa, còn muốn lại qua một trận, mới có thể khôi phục như cũ, hiện tại không thể dùng. Không có Hoang Ma Thiên Kiếm, ở ngắn ngủi một nén hương trong thời gian, đánh bại Lôi Yểm, Diệp Thần tự liệu chắc chắn chừng mực. Thằng nhóc, động thủ. Nhâm Phi Phàm nhìn một mắt Diệp Thần, nhưng là thúc giục hắn xuất chiến. Nhâm tiền bối. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nhâm Phi Phàm nói, nếu như ngươi liền cửa ải này cũng không qua, vậy chúng ta vậy không tư cách lại lưu ở chỗ này. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cũng biết trận chiến trước mắt này, cực kỳ mấu chốt. Không chỉ là muốn mời Thái Ất thần tôn rời núi, càng phải để cho hắn biết, đời này luân hồi chi chủ, tuyệt không phải cái gì phế vật. Diệp Thần, tuyệt đối có tư cách đứng ở chỗ này. Mậu thổ nguyên phù, mở ra thiên đường. Diệp Thần biết đối phương lợi hại, dẫn đầu xuất thủ, mậu thổ nguyên phù lập tức sử dụng, từng tầng một vô cùng vừa dày vừa nặng mậu thổ tinh khí, lập tức ở bốn phía lan tràn. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Chung quanh nhất trọng trọng không gian, không ngừng sụp đổ. Ngay lập tức tới giữa, trong phòng khách chính là xuất hiện một phiến mênh mông không gian chiến trường. Ồ, Thái Ất thần tôn và Lôi Yểm. Thấy Diệp Thần thủ đoạn này, đều là có chút kinh ngạc. Mậu thổ nguyên phù, hẳn không có trầm trọng như vậy lực lượng mới đúng, lại có thể lập tức đè nổ không gian, có chút cổ quái. Thái Ất thần tôn khẽ cau mày, chỉ cảm thấy Diệp Thần trong tay mậu thổ nguyên phù, uy lực so hắn tưởng tượng, còn hung ác hơn nặng nề rất nhiều. Hắn nhưng là không biết, Diệp Thần mậu thổ nguyên phù, đã dung hợp đại hàn cấn nhạc phong nội hạch, không còn là đơn thuần lớn bình thường nguyên phù. Mà là đạt tới cao nhất nguyên phù tầng thứ, đã có vô thượng thiên uy. Hô hô hô, từng luồng mậu thổ tinh khí, nhanh chóng tại không gian bên trong chiến trường lan tràn, cũng ngưng tụ thành một khối thiên đường. Cuồn cuộn hoàng tuyền đồ, nhanh chóng dòng nước chảy đến khối này thiên đường trên, xa la cây nổi lên, thật sâu cắm rễ, vô cùng cỏ cây sức sống, diễn hóa thành muôn vàn rừng rậm thực vật, giống nhau là một khối thế giới nhỏ. Lôi Yểm các hạ, xin mời. Diệp Thần một cước bước, bước lên mậu thổ thế giới bên trên, mời đối phương tới chiến. Ha ha, thằng nhóc, lấy là chiếm chỉa xuống đất lợi, ta chỉ sợ ngươi. Lôi Yểm nhìn hờ hững, xách cây đinh ba, ầm ầm tiến vào Diệp Thần mậu thổ trong thế giới đi. Hắn tự nhiên biết, ở nơi này phiến thiên đường bên trong, Diệp Thần chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, nhưng hắn cũng không sợ. Dẫu sao, Diệp Thần tu vi, chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi. Hắn hoàn toàn không buông ở bên trong mắt. Oanh! Lôi Yểm một bước vào mậu thổ thế giới, cuồn cuộn sấm chớp mưa bão hơi thở, lập tức nổ bể ra. Diệp Thần dưới chân đất đai, đều là kịch liệt lay động, xuất hiện từng tia kẽ hở, vùng lân cận rừng rậm cây cối, lại là sụp đổ. Hi hi, nếu như là thật luân hồi chi chủ, ta có thể sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng, ngươi chính là một cái thủy nguyên cảnh, ngươi không tư cách đạt được thiên nữ đại nhân xem trọng. Lôi Yểm ánh mắt đột nhiên lãnh khốc, cây đinh ba mãnh liệt huy động, hung hăng quét về phía Diệp Thần hông, giọng nói, tựa hồ mang ghen tị. Dẫu sao, ở hắn trong mắt, Thái Thượng Thiên Nữ là cao cao tại thượng tồn tại, không thể chạm, nhưng mà, Diệp Thần nhưng đạt được Thiên Nữ xem trọng, tự nhiên để cho hắn vô cùng căm hận. Hô! Kinh khủng cây đinh ba, mang nhọn sức lực gió, hung hăng quét cướp mà qua,
liền không khí đều bị biến dạng ra từng đạo dấu vết. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, vậy cảm thấy to lớn áp lực, cái này lôi yểm, thực lực đủ để sánh bằng thái chân cảnh trung kỳ cường giả. Coi như Diệp Thần thân xác cường hãn, nhưng nếu như cứng rắn bị hắn nhất kích, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Sa La, ngăn lại hắn. Diệp Thần quát to một tiếng, lập tức chỉ huy Sa La cây ra tay. Tí tách, tí tách, tí tách. Sa La tạo tức huy động cành, từng cây một nhánh cây giống như thần liên, còn quấn sáng mở tiên khí, thậm chí nổi lên cổ xưa phù văn, linh khí dày đặc, như cù long vậy, răng khắp nơi, hướng lôi yểm quấn quanh đi. Ngăn được sao? Lôi yểm huyết mâu hung ác, thân thể gân cốt nổ tung, như ác ma tu la, cây đinh ba mãnh liệt huy động, mang theo tiếng sấm gió, từng cổ một thái ất sấm năng lượng, đưa tới nổ, đem từng cái Sa La nhánh cây, toàn bộ nổ được nổ tung nghiền. Đáng chết! Sa La cây thần sắc rất là khó khăn xem, thân cây cũng bị liên lụy, kịch liệt lay động. Ta trước làm thịt ngươi. Lôi yểm đồ sộ kích cuồng sát, thần uy như ngục, trước đâm về phía Sa La cây, muốn nhất kích giết chết. Hủy diệt đạo ấn, mở. Thái Dương Tiên Hoàng chạm. Nhưng mà, vào lúc này, sau lưng hắn truyền tới một hồi chợt quát tiếng. Diệp Thần trong tay, nắm một chuôi cự kiếm, ánh mắt vô cùng hung hãn. Hướng lôi yểm sau lưng bạo chém tới. Lúc đầu, thừa dịp Sa La cây ngăn trở cơ hội, Diệp Thần đã vọt đến lôi yểm phía sau, trong cơ thể triệu ngôi sao ùng ùng nổ tung, vô cùng linh khí hóa thành một chuôi cự kiếm. Cái thanh cự kiếm này, vàng óng sáng chói, vô cùng lóa mắt, hoàn toàn là năng lượng cấu trúc mà thành, ở bên trên cự kiếm, còn nhấp nhô tầng tầng đạo ấn văn lạc. Đó là nhất hung dữ, hung ác nhất hủy diệt đạo ấn. Giờ khắc này, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn mở hết, thi triển ra một kích mạnh nhất tiên hoàng chém, triệu ngôi sao năng lượng, và hủy diệt đạo ấn hòa làm một thể, đơn giản là muốn oanh phá vạn dặm ngân hà, uy lực vô cùng kinh người. Cái gì? Lôi yểm nhìn bạo chém mà đến một kiếm, cũng là con người co giúp lại. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần võ kỹ, lại có thể sẽ hung hãn đến tình cảnh này. Mãnh liệt như vậy một kiếm. Đủ để chém chết một ít thái chân cảnh sơ kỳ cường giả, coi như là hắn, vậy cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là, một cái thủy nguyên cảnh, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Bên ngoài sân, xem cuộc chiến thái ất thần tôn, cũng là bỗng nhiên lên, cả kinh thất sắc, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần ra tay một cái, lại có như thế huy hoàng khí thế. Diệp Thần ánh mắt vô cùng nặng luyện, hắn rất rõ ràng, cái này lôi yểm vô cùng cường đại. Muốn ở một nén hương trong thời gian đánh bại hắn, cơ hồ không thể nào. Cho nên, hắn không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là toàn lực, phụ cầu một kích giết chết. Thái ất chấn lôi xa, lên. Trong lúc nguy cấp, lôi yểm bỗng chợt quát. Ở giữa thiên địa, cuồn cuộn cát vàng phun trào. Ốc đảo bên ngoài thế giới, đúng phiến sa mạc, đều là cổn động. Vô cùng gió cát, gào thét tới, phá vỡ trùng trùng hư không. Hạ xuống đến lôi yểm trên mình. Thoáng chốc tới giữa, lôi yểm trên thân hình, hình thành một tầng thật dày cát vàng khôi giáp. Tầng này khôi giáp, nhúc nhích sấm sét hơi thở, điện mang nổ tung. Ở chung quanh thân thể hắn, cũng có tầng tầng cát, hình thành vách tường hộ thuẫn, gắt gao bảo vệ. Mỗi một hạt cát nhỏ bên trong, đều mang sấm chớp mưa bão hơi thở, đặc biệt khủng bố. Oanh! Diệp Thần hung hăng một kiếm, chém xuống đi. Chém vào vậy tầng tầng bảo cát tường trên lá chắn, nhất thời gặp phải nghiêm trọng lực cản. Cảm ơn bạn đã đề cử. Những thứ cát này bảo tường thuẫn, lực phòng ngự quá đáng sợ, coi như là chịu cái mặt trời nổ, đều không thể dung chuyển chút nào. Hơn nữa, mỗi một hạt cát nhỏ, đều mang bát quái sấm sét hơi thở, Diệp Thần cự kiếm chém một cái đi lên, lập tức dẫn phát sấm chớp mưa bão. Ùng ùng, nhất trọng trọng sấm chớp mưa bão, phản chấn tới đây. Kinh khủng sấm sét hơi thở, điên cuồng đánh vào Diệp Thần toàn thân. Trần bia, bảo vệ. Sáu đạo gia trì, phá. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lúc nguy cấp, lập tức sử dụng trần bia, ngăn trở sấm chớp mưa bão đánh vào, bảo vệ được thân thể. Đồng thời, Diệp Thần trên MU bàn tay, có luân hồi văn lạc hiện lên, lục đạo luân hồi hơi thở, trực tiếp lao nhanh ra. Một cái luân hồi chi bàn hư ảnh, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Nhân đạo, xúc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo tinh vị, toát ra vô cùng ánh sáng rực rỡ. Cuồn cuộn sáu đạo hơi thở, luân hồi thiên uy, bơm vào đến Diệp Thần cự kiếm trên. Oanh!
có lục đạo luân hồi hơi thở bơm vào, Diệp Thần kiếm thế bạo tăng, kiếm khí biến dạng tới giữa, nổ lên triệu ngôi sao đồ đằng, mũi nhọn đổi được vô cùng khủng bố, suy rồi một tiếng, trực tiếp xé ra trùng trùng bảo cắt tường thuẫn phòng ngự, phịch đích một tiếng, một kiếm trùng trùng chém ở lôi yểm trên mình. Rắc rắc. Nhưng mà, lôi yểm trên thân thể, còn có một tầng bảo cắt khôi giáp. Diệp Thần vội vàng tới giữa, lục đạo luân hồi pháp hơi thở, cũng không có thể vận chuyển tới trình độ cao nhất, chỉ là thả ra chút, ở phá hỏng trùng trùng tường thuẫn sau đó, thế đạo liền thật to suy giảm, một kiếm này rơi vào lôi yểm trên mình, chỉ đem hắn khôi giáp thoáng đánh rách, cũng không có thể một kiếm giết chết hắn. May là như vậy, lôi yểm vậy thần sắc tái mét, vô cùng kinh hoàng, chỉ cảm thấy từng cơn mãnh liệt kiếm lực, không ngừng truyền tới. Nếu như không phải là có lôi xa khôi giáp ngăn trở, hắn chắc là phải bị Diệp Thần xé nát. Đại Hàn Cấn Nhạc Phong, chân áp. Diệp Thần mắt gặp không thể một kiếm chém chết, quyết đoán cực nhanh, lập tức rút người ra lui về phía sau đó sử dụng mậu thổ nguyên phù. Một tòa thật to núi cao, từ nguyên phù bên trong bay vút lên ra, vang dội, sau đó quay đầu hướng lôi yểm chân áp xuống đi. Cái gì, Đại Hàn Cấn Nhạc Phong? Lôi yểm thấy vậy, nhất thời bị sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, Đại Hàn Cấn Nhạc Phong, lúc đầu ở Diệp Thần trong tay, còn sáp nhập vào mậu thổ nguyên phù bên trong. Thì ra là như vậy. Bên ngoài sân, Thái Ất Thần Tôn cũng là sắc mặt chợt biến, rốt cuộc rõ ràng Diệp Thần mậu thổ nguyên phù, tại sao sẽ có trầm trọng như vậy uy lực, lúc đầu đã sớm sáp nhập vào Đại Hàn Cấn Nhạc Phong lực lượng. Vô cùng nặng nề, vô cùng hung hãn, vô cùng hùng hồn núi cao, hung hăng áp chế xuống. Lôi yểm ánh mắt tuyệt vọng, muốn né tránh, nhưng khí cơ bị Diệp Thần bao phủ, cả người cứng còng, căn bản nhúc nhích không được. Oanh! To lớn núi cao đè xuống, lôi yểm kêu thảm một tiếng, nhất thời bị chấn áp tại. Hắn chỉ là khí linh hồn thể, cũng không có máu thịt thực chất, nhưng cái này Đại Hàn Cấn Nhạc Phong, là hỗn độn chí bảo, vô cùng huyền diệu, liền linh hồn cũng có thể chấn áp, hắn vậy chạy khỏi bất quá. Hô! Kịch chiến hạ màn, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ra đầu đầy mồ hôi. Trận chiến này, thắng được vô cùng là khó khăn. Cái này lôi yểm, thực lực vẫn là quá mạnh mẽ, Diệp Thần thậm chí điều động lục đạo luân hồi pháp lực lượng, mới khó khăn lắm chiến thắng. Thái Ất tiền bối, ta thắng. Diệp Thần nhìn về Thái Ất Thần Tôn. Kết thúc chiến đấu, vậy từng luồng lôi xa, như nước chảy tuột đi ra ngoài. Chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại lôi yểm, bụi văng đầy người, bị áp chế ở núi cao dưới. Thái Ất Thần Tôn thấy Diệp Thần thắng được, gương mặt cũng là âm trầm, yên lặng hồi lâu. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nói, không, người thua. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tiền bối. Rõ ràng là ta thắng, ngươi chẳng lẽ muốn chống chế. Nhâm Phi Phàm ánh mắt liếc, nói, làm sao, Thái Ất lão đầu, người muốn dựng nợ sao? Thái Ất Thần Tôn lắc đầu một cái, chỉ Lư Hương, nói, một nén hương thời gian đã qua. Luân hồi chi chủ, người vượt qua thời gian. Nghe vậy, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là chấn động một cái, nhìn về Lư Hương, quả nhiên thấy vậy một nén hương, sớm đã tắt. Diệp Thần mặc dù chiến thắng lôi yểm, nhưng dẫu sao vượt qua thời hạn, dựa theo ước định, vẫn bại. Cái này, Diệp Thần nhất thời im miệng, không nói ra lời. Nhâm Phi Phàm cũng là yên lặng, hắn nhìn chăm chú chiến đấu, nhưng cũng không nhận ra được, thật ra thì đã vượt quá thời gian. Thái Ất Thần Tôn cười không nói, vung tay lên, một cổ kính lực quét ra, dọn đi Diệp Thần đỉnh núi, đem lôi yểm giải cứu ra. Thần Tôn đại nhân, xấu hổ, ta bại. Lôi yểm cúi đầu xin lỗi nói. Không sao, thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, người cũng không coi là oan uổng. Thái Ất Thần Tôn híp mắt mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người còn có lời gì muốn nói. Diệp Thần yên lặng một hồi, nói, nguyện thua cuộc. Nếu ta đánh bại, vậy ta lập tức rời đi. Thái Ất Thần Tôn cười nói, dễ đi không đưa. Nhâm tiền bối, thật xin lỗi. Diệp Thần rất là như đưa đám, hướng Nhâm Phi Phàm xin lỗi một tiếng, liền cúi đầu yên lặng xoay người đi ra ngoài. Nhâm Phi Phàm nhìn xem Thái Ất Thần Tôn, lại nhìn xem Diệp Thần, một hồi nổi gióa, cuối cùng không nói gì, vậy đi ra ngoài. Chậm! Thái Ất Thần Tôn khoát tay, gọi lại hai người. Nhâm Phi Phàm nói, người đã thắng, còn muốn nói thêm cái gì, người sau này cứ việc ở lại chỗ này,
làm ngươi con rùa đen rút đầu. Thái Ất Thần Tôn nói, Nhâm Phi Phàm, cần gì phải như vậy tức giận. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về Diệp Thần, ta thu hồi mới vừa nói, luân hồi chi chủ, không phải cái gì phế vật, hắn đúng là có tư cách, đáng thiên nữ đại nhân đào tạo, hắn so người bất kỳ đều có tư cách, để cho thiên nữ đại nhân coi trọng tương gia. Nghe vậy, Diệp Thần hơi sững sờ. Thái Ất Thần Tôn trong tròng mắt, nhưng tràn đầy tán dương thần sắc. Một bên Lôi Yểm, cũng là mang bội phục ý. Hiển nhiên, mới vừa chiến đấu, Diệp Thần lấy thủy nguyên cảnh thực lực, đánh bại Lôi Yểm, để cho hai người mở rộng tầm mắt, đều là vô cùng khuất phục, hoàn toàn công nhận Diệp Thần tồn tại. Luân hồi chi chủ, ta không thể ra núi giúp ngươi, xin ngươi hãy thứ tội. Bởi vì, ta công phu, còn không luyện đến nhà, ta cùng thiên nữ đại nhân đã thề, không đem hủy diệt mộ đạo luyện đến đỉnh cấp, tuyệt không rời núi. Hồng thiên kinh quá mức mạnh mẽ, ta chỉ có đem hủy diệt mộ đạo, luyện đến tột cùng nhất cảnh giới, mới có tư cách rời núi cùng hắn chống lại, lúc này đi ra ngoài, chỉ là chịu chết thôi. Thái Ất Thần Tôn than thở một tiếng. Hủy diệt mộ đạo, là nguyên thủy tam đạo một trong, truyền thuyết là có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật, nhưng phải luyện đến tột cùng nhất cảnh giới, mới có cái hiệu quả này. Giống như tâm ma đại chú kiếm như vậy, nếu như là tột cùng nhất bước, người nọ người cũng phải sợ. Vạn khư đều phải sợ hãi, nhưng luyện không tới cao cấp nhất, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi, uy hiếp không được chân chính thượng vị giả. Hiện tại Thái Ất Thần Tôn hủy diệt đạo ấn, chỉ có bát trọng thiên, còn chưa tới cửu trọng thiên cảnh giới, cho nên, hắn cự tuyệt rời núi. Tiền bối, ta hiểu ý ngươi. Diệp Thần trong lòng có nhiều chuyện phải nói, nhưng cuối cùng là nhịn được. Thái Ất Thần Tôn cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy? Ta quá nhát gan. Rõ ràng Hồng Thiên Kinh đã bị phong ấn, Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong thực lực, cũng không có đạt tới đỉnh cấp, ta nhưng vẫn là không dám rời núi, xem con chuột. Diệp Thần nói, vãn bối không dám. Cố nhiên nói như vậy, nhưng lòng hắn bên trong nhưng đích xác là cái ý này. Thái Ất Thần Tôn nói, muốn đối phó Hồng Thiên Kinh, không như vậy dễ dàng, loại cảnh giới đó nhân vật, khí vận vô cùng là bàng bạc, không như vậy dễ dàng bị giết chết. Nói tới chỗ này, Thái Ất Thần Tôn nhìn về Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm Phi Phàm, người muốn gọi ta rời núi, nói rõ là muốn gọi ta chịu chết, thậm chí, người liền mình cũng muốn hy sinh, thành tựu đời này luân hồi chi chủ, có phải hay không? Nghe vậy, Diệp Thần cả người kịch chấn, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Chẳng lẽ, đây chính là Nhâm Phi Phàm chân thực ý? Hắn muốn hy sinh Thái Ất Thần Tôn, thậm chí là hy sinh tự thân, chỉ vì thành tựu mình. Nhâm Phi Phàm ánh mắt thâm thúy, không có biểu lộ ra cái gì thần sắc, nhàn nhạt nói, nói nhảm không cần phải nói quá nhiều, người nếu quyết định làm con rùa đen rút đầu, vậy cứ tiếp tục lập tức đi tốt lắm, ta không miễn cưỡng ngươi. Thái Ất Thần Tôn nói, ha ha, người kích ta không dùng, ta là không thể nào rời núi, nhưng... Nhìn về phía Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ta có thể đưa một món quà cho ngươi. Lễ vật. Diệp Thần ngẩn ra. Ừ. Thái Ất Thần Tôn gật đầu một cái, bàn tay nắm chặt, ngoại giới gió cát hô hô, vô cùng sấm sét bảo cát gào thét đi vào, thổi được Diệp Thần không mở mắt ra được. Sau đó, Diệp Thần thấy rõ, vậy đầy trời bảo cát, cuối cùng ở Thái Ất Thần Tôn trong ngón tay, diễn hóa thành một món cát chảy. Cái này một món cát chảy, đúng như nước suối vậy lưu động, từng viên một cát trong suốt lóe sáng, đầu đuôi tương liên, từng cơn cổ xưa hỗn độn khí tức tràn ra tới. Cái này Thái Ất Chấn Lôi Xa, là thiên nữ đại nhân rèn luyện qua pháp bảo, ta đưa cho ngươi. Thái Ất Thần Tôn vung tay lên, cái này một món cát chảy, liền bay về phía Diệp Thần. Pháp bảo này bên trong, có nồng đậm sấm chớp mưa bão khí tức hủy diệt, người sau khi luyện hóa, đối với tu luyện hủy diệt mộ đạo, cũng có ích lợi. Diệp Thần tiếp Thái Ất Chấn Lôi Xa, ngưng thần vừa thấy, liền thấy cái này từng viên một cát, đóng dấu trước rất nhiều thật nhỏ phù văn cổ xưa. Muốn đến là Thái Thượng Thiên Nữ rèn luyện bút tích. Thần hồn thấm vào, Diệp Thần liền thấy mỗi một hạt cát nhỏ nội bộ, cũng hàm chứa một cái sấm sét thế giới, mơ hồ câu thông Thái Thượng, mỗi một cái sấm sét thế giới, đều tràn đầy hủy diệt năng lượng ba động. Cát bên trong, có sấm sét đại thế giới, cái này giới tử giấu tu di kỳ cảnh, để cho được Diệp Thần cũng có điểm rung động. Quá tốt, cái này Thái Ất Chấn Lôi Xa, rất thích hợp ta tu luyện hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, những hạt cát này bên trong sấm sét đại thế giới,
hủy diệt năng lượng như vậy dư thừa, đặc biệt thích hợp hắn tu luyện hấp thu. Lôi Yểm, người sau này đi theo luân hồi chi chủ. Thái Ất Thần Tôn lại vung tay lên, tỏ ý Lôi Yểm vậy đi theo Diệp Thần. Đại nhân, Lôi Yểm một hồi lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Thái Ất Thần Tôn sẽ để cho hắn vậy rời đi. Ngươi là Thái Ất Chấn Lôi Xa Khí Linh, rời đi pháp bảo này, ngươi sống không được bao lâu, sau này đi theo luân hồi chi chủ, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thái Ất Thần Tôn nói. Lôi Yểm chắp tay cảm ơn, phi thân đi tới Diệp Thần trước người, quỳ xuống, nói. Tiểu nhân Lôi Yểm, lại luân hồi chi chủ. Rất tốt, đứng lên đi. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, cũng biết cái này Lôi Yểm, thực lực vô cùng mạnh mẽ, sau này đi theo hắn bên người, cũng có thể trở thành một cái cường đại trợ lực. Cảm ơn luân hồi chi chủ. Lôi Yểm đứng lên, hầu hạ ở Diệp Thần bên người. Thái Ất tiền bối, đa tạ tặng lễ, núi xanh nước trong, chúng ta ngày khác có duyên phận tạm biệt. Diệp Thần hướng Thái Ất Thần Tôn, chắp tay, trong lòng nhưng là vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui sướng phải, lấy được rồi Thái Ất Chấn Lôi Xa, chuyến này cuối cùng không uổng công. Nhưng dầu gì phải, Thái Ất Thần Tôn từ đầu đến cuối không chịu rời núi, sau này hắn đối mặt Công Dã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh, áp lực đem cơ hội làm to lớn. Thái Ất Thần Tôn nói, có duyên phận tạm biệt. Nhâm Phi Phàm nói, Thái Ất lão đầu, ta cũng đi, ngươi liền pháp bảo đều đưa ra ngoài, sau này mình thật tốt bảo trọng. Thái Ất Thần Tôn nói, yên tâm, ta cái này lão xương, còn chưa chết, ta còn muốn sống, chính mắt làm chứng thiên nữ đại nhân, tiêu diệt luân hồi chi chủ thời khắc. Nhâm Phi Phàm nói, ha ha, cái này nhất thế, ai giết ai còn chưa nói được, chúng ta đi. Lập tức mang Diệp Thần rời đi. Diệp Thần thu hồi Thái Ất Chấn Lôi Xa, liên quan Lôi Yểm cùng nhau, đặt vào hoàng tuyền đồ bên trong đi, sau đó cùng Nhâm Phi Phàm rời đi. Ra phòng khách, bên ngoài chỉ còn lại cái này phiến ốc đảo bên ngoài sa mạc, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vậy phiến sa mạc, vốn chính là Thái Ất Chấn Lôi Xa biến thành, hiện tại Thái Ất Chấn Lôi Xa đã rơi xuống Diệp Thần trên tay, sa mạc dĩ nhiên là biến mất, chỉ còn lại một mảng lớn hoang thổ. Thái Ất Thần Tôn cư trú ốc đảo, ở vô biên vô tận hoang thổ trong thế giới, lộ vẻ được vô cùng thê lương. Diệp Thần thật sâu cúi đầu một cái, và Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, hoàn toàn đã đi xa. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, trở lại một phiến tĩnh lặng trong thung lũng. Cái này vùng thung lũng, chính là Linh Hài Nhi trước, mang Diệp Thần chạy ra khỏi Nho Thần Cốc lòng đất, nhà thung lũng. Nơi đây, khoảng cách Long Uyên Thiên Kiếm chôn giấu địa điểm, chưa đủ trăm dặm. Diệp Thần về tới đây, nhất thời cảm thấy trong cơ thể Long Uyên phù chiếu, cũng là ông tác hưởng đứng lên, dị động lớn vô cùng. Nhâm tiền bối, người dẫn ta hồi nơi này, là muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm sao? Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi. Hiện tại có Nhâm Phi Phàm ở chỗ này, nói không chừng thật có thể cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Không, bây giờ còn chưa phải lúc, Long Uyên Thiên Kiếm phong ấn cấm chế, đặc biệt sâu. Bây giờ còn chưa đến cướp được thời điểm, hơn nữa Hồng Thiên Kinh bên kia, Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ bên kia, khẳng định cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm, người vừa động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ, chưa chắc có thể đoạt lấy bọn họ. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nhưng là không có ý động thủ. Vậy, người dẫn ta hồi tới nơi này, làm gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, ta mơ hồ cảm giác được, nơi đây nhân quả chưa dứt. Có lẽ còn sẽ có cái gì khó lường biến hóa, chúng ta ở chỗ này đợi một chút. Khó lường biến hóa? Diệp Thần nhướng mày một cái, nơi này trừ Long Uyên Thiên Kiếm, còn có cái gì nhân quả? Nhâm Phi Phàm cũng không nói nhiều, một mình đi tới núi xa xa vách đá hạ, ngồi xếp bằng tu luyện, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Diệp Thần thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, thu liễm tâm thần, sử dụng hoàng tuyển đồ, trực tiếp chui vào. Hô hô hô! Vừa tiến vào hoàng tuyền đồ, Diệp Thần nhất thời cảm giác được, một hồi sức lực nghiêm túc gió bão, cuồn cuộn thổi tới. Chỉ gặp ở hoàng tuyền thế giới một bên, lại có thể xuất hiện một mảng lớn sa mạc. Cái này phiến sa mạc, vừa nhìn vô tận, cũng không biết có nhiều ít ngàn dặm, vô cùng vắng lặng. Sa mạc bên trong, nổi lơ lửng một tôn thân ảnh khổng lồ, như đen nhánh tu la vậy, sách cây đinh ba, cả người sấm sét xiềng xích vần quanh, vô cùng hung ác, chính là Lôi Yểm. Mà hoàng tuyền thế giới một bên kia, thì là sinh cơ bừng bừng hình dáng, xa la cây trà chấn thủ,
vô số cỏ cây tách thả ra, chim hót hoa thơm. Hai bên thế giới, vắng lặng cùng sức sống, tử vong cùng phồn vinh, như bát quái âm dương lưỡng cực, mơ hồ đối lập, lại lẫn nhau trọng hợp, lại có đại đạo hai uẩn, làm người ta lộ vẻ xúc động. Cảm ơn bạn đã đề cử. Tôn chủ, thấy Diệp Thần tới, Lôi Yểm và Sa La Cây Trà, đều là cung kính thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Ca ca, một đạo non nớt đứa bé thanh âm, vậy truyền tới Diệp Thần bên tai. Là Linh Hải Nhi. Linh Hải Nhi tung tăng chạy tới, hơi thở và so với trước kia, đã tốt lắm rất nhiều, gương mặt mang đỏ thắm. Linh Hải Nhi, người ngươi tốt lắm. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời vui mừng. Lần trước Linh Hải Nhi bởi vì hắn hủy diệt đạo ấn, lớn bị đánh vào, hắn chính là áy náy, không nghĩ tới Linh Hải Nhi khôi phục được nhanh như vậy. Ca ca, đa tạ ngươi pháp bảo, người ta tốt hơn nhiều. Linh Hải Nhi nói, ta pháp bảo. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn về Lôi Yểm, chợt công khai. Nhất định là Thái Ất Chấn Lôi Xa. Thái Ất Chấn Lôi Xa, mỗi một hạt cát nhỏ bên trong, đều có vô cùng sấm chớp mưa bão khí tức hủy diệt. Những khí tức kia, đối với Linh Hải Nhi mà nói, dĩ nhiên là tư bổ vật, có thể phụ trợ hắn khôi phục thương thế. Tôn chủ, đứa con nít này là địa tâm diệt châu khí linh, người nghĩ là chiếm đoạt hắn luyện công sao? Ta đã kém không nhiều chữa khỏi hắn thương thế, ngươi qua hai ngày uống, là tốt nhất thời điểm. Lôi Yểm bay gần qua tới, cung kính nói. Linh Hải Nhi nghe vậy, nhất thời bị sợ hết hồn, nói ca ca, chớ ăn ta. Diệp Thần cười một tiếng, nói ta không ăn ngươi. Lôi Yểm, Linh Hải Nhi là bạn của ta, ngươi đừng dọa đến hắn. Lôi Yểm nói, thuộc hạ biết tội. Tốt lắm, Linh Hải Nhi, đừng sợ. Người tiếp tục nghỉ ngơi. Diệp Thần sờ một tí Linh Hải Nhi đầu. Cảm ơn ca ca. Linh Hải Nhi tiếng non nớt ngây thơ nói cảm ơn, liền trở lại Sa La dưới tảng cây, tiếp tục điều tức nghỉ ngơi thân thể. Hoàng Tuyền thế giới bên trong nhiều một phiến sấm chớp mưa bão sa mạc, trong không khí có cuồng bạo khí tức hủy diệt, những thứ này hơi thở, hắn hấp thu, đối với thân thể khôi phục có trợ giúp lớn. Ta cũng phải tu luyện. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Cũng không biết Nhâm Phi Phàm phải ở chỗ này chờ bao lâu, hắn tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, trực tiếp bay đến trong sa mạc đi. Một bay vào sa mạc, Diệp Thần nhất thời cảm thấy được, sa mạc bên trong, chôn giấu một món cát chảy. Vậy một món cát chảy, chính là cốt lõi nhất Thái Ất Chấn Lôi Xa, đúng phiến sa mạc, đều là Thái Ất Chấn Lôi Xa diễn hóa ra tới. Diệp Thần điều tới một món nước suối vàng, bơm vào đến sa mạc hạch tâm, trực tiếp luyện hóa Thái Ất Chấn Lôi Xa. Hiện tại hắn luyện hóa pháp bảo, không cần tận lực nhỏ máu nhận chủ, dùng nước suối vàng thay thế đều có thể, hơn nữa càng thuận lợi. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm giác được, mình thuận lợi và Thái Ất Chấn Lôi Xa, thành lập huyết mạch liên lạc. Pháp bảo này, tựa hồ thành hắn khí quan một phần chia. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, nhúc nhích ý niệm, liền có thể xóa bỏ Lôi Yểm cái này khí linh, cũng không sợ hắn làm phản. Sau khi luyện hóa, Diệp Thần càng có thể rõ ràng cảm ứng được, mỗi một hạt cát nhỏ bên trong, đều có kinh khủng sấm sét thế giới. Những thứ này sấm sét thế giới, và thái thượng thế giới lẫn nhau câu thông, có thể ăn cắp thái thượng thế giới một chút hủy diệt nguyên khí, vô cùng kỳ diệu. Không hổ là thiên nữ rèn luyện qua pháp bảo, quả nhiên huyền diệu. Diệp Thần ngần than thầm, lập tức chấn định tâm thần, vận chuyển hủy diệt đạo pháp, bắt đầu hấp thu cát bên trong, ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Những hạt cát này, mơ hồ và thái thượng thế giới câu thông, Diệp Thần đạo pháp một vận chuyển, liền trộm vào tay một chút thái thượng hủy diệt khí. Cái này một chút hủy diệt khí, đối với Diệp Thần mà nói, cũng là rất có ích lợi. Đáng tiếc không thể một mực ăn cắp. Diệp Thần có chút thương tiếc, nếu như có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thái thượng linh khí, hắn khẳng định có thể đột phá. Nhưng thái thượng thế giới, quy tắc vô cùng là vững chắc, muốn ăn cắp thái thượng linh khí. Là hết sức là chuyện khó khăn. Cho dù cái này Thái Ất Chấn Lôi Xa, bị Thái Thượng Thiên Nữ rèn luyện qua, Diệp Thần cũng chỉ có thể ăn cắp đến một chút xíu, còn chưa tới nghịch thiên cải mệnh bước. Như vậy tu luyện 3 ngày, Diệp Thần lấy Thái Ất Chấn Lôi Xa làm môi giới, trộm vào tay không thiếu Thái Thượng hủy diệt khí, hủy diệt đạo ấn hơi thở, rất nhiều tăng tiến, đã có thể mơ hồ thấy hủy diệt đạo ấn thất trọng thiên ngưỡng cửa. Mà đây 3 ngày thời gian, Linh Hải Nhi trạng thái. Vậy hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Nhưng mà,
Nhâm Phi Phàm không có tin tức truyền vào, hắn nói nhân quả chưa dứt, nơi này có thể sẽ có khó lường biến hóa. Nhưng, cũng 3 ngày, còn không có bất kỳ dị biến. Diệp Thần kết thúc tu luyện, mở mắt ra, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Nhâm Phi Phàm hỏi một chút. Ca ca. Lúc này, Linh Hài Nhi nhưng xích lại gần tới đây. Diệp Thần nghi ngờ nói, thế nào? Linh Hài Nhi ngưng trọng nói, ca ca, ta cảm ứng được vùng lân cận có một vị vô cùng mạnh mẽ tồn tại, hắn cũng là tu luyện hủy diệt đạo ấn, hơi thở cường hãn, thậm chí vượt qua Thái Ất Thần Tôn. Nghe vậy, Diệp Thần kinh hãi, nói cái gì? Thái Ất Thần Tôn hủy diệt đạo ấn, chừng bát trọng thiên tiêu chuẩn, vượt qua hắn, đây chẳng phải là cửu trọng thiên đỉnh cấp. Cửu trọng thiên cảnh giới hủy diệt đạo ấn, đây chính là đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật à, có thể ung dung phá hỏng thần diệt thiên chiếu công mặt trời. Linh Hài Nhi nói, nhân khí nó tức ẩn núp được đặc biệt sâu, lần trước ta cũng không phát hiện, lần này trạng thái hoàn toàn khôi phục, mới miễn cưỡng bắt được. Ngay lúc nói chuyện, Linh Hài Nhi sử dụng địa tâm diệt châu, hiện ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong, là một cái ông già, đang cày cấy ruộng đất. Một cái cày bừa nông phu. Diệp Thần rất kinh ngạc, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nơi này lại có thể tồn tại cao nhân như vậy, khí tức hủy diệt thậm chí so Thái Ất Thần Tôn còn lợi hại hơn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng nổi phải, cái này cao nhân, lại là bình thường cày bừa nông phu. Phảng phất là một người phàm tục mà thôi. Ca ca, ta cảm ứng được hình ảnh, chính là như vậy. Linh Hài Nhi nói. Được. Ta biết, cảm ơn ngươi, Linh Hài Nhi, ta đi ra ngoài và Nhâm tiền bối thương lượng một chút, ngươi ở lại chỗ này. Diệp Thần nói, cái này, Linh Hài Nhi nhìn xem Lôi Yểm, tựa hồ có chút sợ. Diệp Thần cười nói, đừng sợ, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Linh Hài Nhi khiếp tiếng nói, à, Sa La, chăm sóc kỹ hắn. Diệp Thần phân phó, liền ra Hoàng Tuyền Đồ. Nhâm Phi Phàm đang nhắm mắt điều tức. Diệp Thần đi tới trước mặt hắn, chắp tay kêu một tiếng, Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm mở mắt ra, ánh mắt nhưng là bắn ra tinh mang, nói quả nhiên là nhân quả chưa dứt, lúc đầu vùng lân cận còn cất giấu một vị cao nhân. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói tiền bối, ngươi đều biết. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói không biết là cái gì cao nhân, ẩn núp thành một cái nông phu, lại có thể lừa gạt được ta tai mắt, liền ta đều không nhận ra được. Nếu như không phải là Linh Hài Nhi được trời ưu đãi, vừa vặn cảm ứng được hắn khí tức hủy diệt, có thể chúng ta đời này cũng không phát hiện được. Nhâm tiền bối, vậy, lại xem. Diệp Thần tim đập bịch bịch, so Thái Ất Thần Tôn còn lợi hại hơn tồn tại, không biết là cao thủ gì, nếu như đối phương hủy diệt đạo ấn, thật tu luyện đến cửu trọng thiên, vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Như vậy tu vi, ngụy trang thành nông phu, giọt nước không lọt. Suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Đi, ta đây muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, hiển nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lấy hắn tu vi, chu vi vạn dặm trong phạm vi, có cái gì khí tức khác thường, một tí liền phát giác, nhưng hết lần này tới lần khác không phát hiện vậy nông phu khác thường, thật sự là quái dị. Lập tức Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, ngự gió bay đi vậy nông phu chỗ ở. Hai người cũng không có biến dạng hư không, bởi vì vậy nông phu cư trú chi địa, cách nơi này gần vô cùng, chỉ có không tới 100 dặm xa. Cũng chỉ một cái chớp mắt, Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần, đã tới mục tiêu. Nơi này là một tòa núi hoang, trên núi hoang, xây dựng một tòa thảo lư. Một cái mang nón lá nông phu, múa cái cuốc, ở thảo lư trước trong ruộng đồng, cày cấy trước hoa màu, một bộ di nhiên tự đắc hình dáng. Nhâm tiền bối, nơi này. Tựa hồ khoảng cách Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể Long Uyên phủ chiếu, đã cuồn cuộn nóng lên, dị tượng vô cùng kịch liệt. Cái này vùng núi hoang, khoảng cách Long Uyên Thiên Kiếm chôn giấu điểm, chỉ có không tới 3 dặm đường xá, cơ hồ là một bước là có thể đã tới. Cái này lão nông phu, làm sao vừa vặn ở nơi này làm ruộng, hắn sẽ không biết Long Uyên Thiên Kiếm chân tướng. Đang đợi thời cơ cướp lấy. Nguyên lai là hắn, khó khăn quái. Nhâm Phi Phàm thấy lão nông kia phu gương mặt, cả người chấn động một cái, một hồi kinh ngạc. Tiền bối, người biết hắn. Diệp Thần ngạc nhiên nói. Là Hằng Cổ Thánh Đế người, kêu diệt vô cực, năm đó Hồng Thiên Kinh đuổi giết Hằng Cổ Thánh Đế,
hắn lấy là Diệt Vô Cực đã bị giết chết, không nghĩ tới còn sống. Nhâm Phi Phàm thanh âm nhẹ nhẹ, tựa hồ rơi vào nhớ lại bên trong. Người này là Hằng Cổ Thánh Đế người. Diệp Thần cũng là lớn là chấn kinh. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, ừ, không nghĩ tới hắn lúc đầu không có chết, khó trách ta không phát hiện được hắn tồn tại, hắn nếu không có chết, khẳng định đạt được Hằng Cổ Thánh Đế ban phúc, trên người có thái thượng thế giới diệu pháp, hắn muốn ẩn cư, vậy thì thật là ai cũng không tìm được. Diệp Thần trong mắt hơi chăm chú, cũng là công khai. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nếu Hằng Cổ Thánh Đế thuận lợi phi thăng, cái này Diệt Vô Cực, thành tựu người bên cạnh, dĩ nhiên là lấy được thiên đại ban phúc, trên mình số mạng không phải chuyện đùa, hắn nếu như muốn khiêm tốn, lánh đời ẩn cư, vậy thì thật là liền Nhâm Phi Phàm cũng không tìm được hắn. Nhâm Phi Phàm nói, trên người hắn có thái thượng ban phúc, ta không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không rất có thể kích động thiên cơ, bị sau lưng những tên kia phát hiện. Nói xong, Nhâm Phi Phàm sắc mặt mang ngưng trọng, liền muốn rời đi. Diệp Thần cả kinh nói, tiền bối, ngươi phải đi sao? Nhâm Phi Phàm nói, ừ, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa, cái này Diệt Vô Cực, hủy diệt đạo ấn tu luyện đến tầng thứ 9, ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm không có lưu lại nữa, trực tiếp xoay người biến dạng hư không rời đi. Tiền bối. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy mất đi người tâm phúc. Hắn võ đạo chiến ý tuy thịnh, nhưng vậy không cuồng ngông đến, lấy là dựa hết vào tự mình một người thực lực, liền có thể đối phó Công Dã Phong, Yên Tịch Kiếm Linh hai đại thượng vị giả. Hít sâu một hơi, Diệp Thần thoáng tỉnh táo lại. Nhâm tiền bối sẽ không bỏ lại ta bỏ mặc, việc cần kíp, là nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên thực lực. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, xem xuống phía dưới Diệt Vô Cực. Nếu như có thể đạt được Diệt Vô Cực chỉ điểm, hắn hủy diệt đạo ấn, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lập tức ngự gió bay xuống. Cái đó Diệt Vô Cực, còn là một bộ nông phu hình dáng, cũng không ngẩng đầu lên, yên lặng cày cấy trước thiên địa, tựa như không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, mới vừa Nhâm Phi Phàm ở chỗ này, Diệt Vô Cực không cảm ứng được hơi thở, vậy còn nói được, nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm đã đi rồi, Diệp Thần hơi thở, nhất định là bại lộ. Nhưng mà, đối phương nhưng là không có chút nào phát giác hình dáng, tựa như thật sự là một cái người phàm, cái gì cũng không biết. Diệp Thần ngự gió hạ xuống, đứng ở Diệt Vô Cực trước mặt, nhìn khắp bốn phía, chung quanh không một chút cấm chế, cũng không có trận pháp chập chờn, bình thường nông cư thảo lư, không có bất kỳ đặc biệt. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Diệt Vô Cực tiền bối. Diệp Thần chắp tay một cái, trực tiếp kêu gọi ra Diệt Vô Cực tên chữ, chỉ muốn bỗng nhiên nổi tiếng, đưa tới sự chú ý của đối phương. Nhưng, Diệt Vô Cực hình như là người điếc, tựa hồ cũng không có nghe được Diệp Thần mà nói, còn ở cúi đầu canh tác trước. Vãn bối Diệp Thần, ngưỡng mộ Hằng Cổ Thánh Đế uy danh, đặc biệt tới gặp Diệt Vô Cực tiền bối. Diệp Thần lại chắp tay một cái, thậm chí báo ra Hằng Cổ Thánh Đế tên chữ. Cái này một tí, Diệt Vô Cực già nua khô thân thể thon gầy, có một chút nhỏ nhẹ run run. Mặc dù cái này một chút run run, đặc biệt nhẹ, nhưng Diệp Thần vẫn là nhận ra được. Quả nhiên, Nhâm tiền bối nói không sai. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, xem ra Nhâm Phi Phàm nói không sai, người này đích xác là Hằng Cổ Thánh Đế người. Diệt Vô Cực, như vậy ngang ngược tên chữ, muốn đến người này trước kia, cũng là bướng bỉnh bất tuần, vô cùng cuồng ngạo đồ, nhưng cuối cùng, lại có thể cam nguyện đảm nhiệm Hằng Cổ Thánh Đế người. Có thể tưởng tượng được, Hằng Cổ Thánh Đế nhân cách mị lực, thủ đoạn thần thông, có cường hãn dường nào, không hổ là có thể đột phá Hồng Thiên Kinh đuổi giết, phi thăng thái thượng thế giới nhân vật lớn. Người tuổi trẻ, người đang nói cái gì, ta lớn tuổi lạc, lỗ tai vậy mau điếc, nghe không tới phiên người nói chuyện. Diệt Vô Cực ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần, mặt đầy bể râu mờ mịt thần sắc. Mặt hắn bàng, hiện đầy năm tháng phong sương, đúng như một cái cầy cấy liền cả đời lão nông phu, chán nản tịch mịch. Tiền bối, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo, hủy diệt đạo ấn bí ẩn, ta muốn đối kháng thượng vị giả. Diệp Thần bàn tay động một cái, tầng tầng hủy diệt dấu vết, lập tức từ hắn trên da tuôn ra, cuồng bạo khí tức hủy diệt, lập tức cuộn sạch bốn phía. Diệp Thần cũng không có nương tay, lấy trước mắt hắn hủy diệt tu vi, coi như là một ngôi sao, đều có thể sống sờ sờ nghiền nổ. Nhưng, khí tức hủy diệt thả ra ngoài,
chung quanh chỉ là nổi lên một hồi nhẹ gió, hơi thổi lất phất qua hoa màu, liền một cái cỏ đều không có thể phá hủy. Diệp thần tất cả khí tức hủy diệt, tựa hồ cũng bị một cổ lực lượng vô hình, toàn bộ tiêu biết. Thấy một màn này, Diệp thần nhất thời vô cùng lộ vẻ xúc động, kinh hãi lui về sau ba bước, nội tâm vô cùng chấn động. Tiền bối thật là cường hãn thần thông, lại có thể im hơi lặng tiếng, liền hóa giải vãn bối ra tay, xin tiền bối dạy bảo, ta biết ngươi là hằng cổ thánh đế người, đối với thượng vị giả có khắc cốt cửu hận, ta cũng chuẩn bị đối kháng thượng vị giả, mời tiền bối tương trợ. Diệp thần cung kính chắp tay, vô cùng bội phục diệt vô cực tu vi. Nếu như bàn về chân thật sức chiến đấu, coi như là nho tổ, cũng không thể như thế ung dung, hóa giải được diệp thần hủy diệt đạo ấn. Mà đây cái diệt vô cực, nhưng làm được dễ dàng, ngược lại không phải là nói hắn thực lực, so nho tổ còn lợi hại hơn, mà là bởi vì hắn đối với hủy diệt đạo pháp, lĩnh ngộ đặc biệt sâu, đã đến xuất thần nhập hóa tình cảnh. Cho nên, diệp thần hủy diệt gió bão, còn không lật lên, liền bị hắn chân áp xuống. Đơn thuần bàn về hủy diệt đạo ấn tu vi, diệt vô cực là xứng đáng không thẹn đệ nhất thiên hạ, không ai bằng. Người tuổi trẻ, người nói bậy bạ gì đó, ta cái gì cũng nghe không hiểu, người tránh ra một chút, đừng quấy rầy ta làm ruộng. Diệt vô cực ha ha cười một tiếng, tay nhẹ nhàng ngăn lại, một cổ vô hình kinh lực, lập tức đem diệp thần thân thể, trực tiếp ép lui ra ngoài. Cảm ơn bạn đã đề cử. Tiền bối. Diệp thần thân thể không ở lui về phía sau, hoàn toàn không nghe sai khiến, sát vậy không thắng được, một đường lui bước, đã đến núi hoang vách đá bên bờ. Mà ở liền bên vách đá, diệp thần nhưng cảm thấy vậy cổ kính lực biến mất, vội vàng ổn định thân hình, miễn được rơi xuống. Cái này diệt vô cực xuất thủ lực lượng, thật là cầm nặn được vừa đúng lúc. Tiền bối ẩn cư ở chỗ này, có phải hay không muốn mưu đoạt Long Uyên Thiên Kiếm? Diệp thần ánh mắt sắc bén, lời nói vô cùng kịch liệt, liền Long Uyên Thiên Kiếm nói hết ra. Nhưng, diệt vô cực còn là một bộ yên lặng hình dáng, chỉ lo làm ruộng. Diệp thần muốn đi gần qua đi, nhưng đất hoa màu và thảo lư chung quanh, đều có một cổ vô hình bình phong che chở, ngăn cách hắn nhịp bước, để cho hắn căn bản không cách nào đến gần. Tiền bối nếu không chịu trả lời, vậy vãn bối ở lại chỗ này, cùng tiền bối trả lời mới ngưng. Diệp thần khí nhét ngực ức, liền đứng ở đất hoa màu bên ngoài, xuôi tay chờ. Cái này diệt vô cực, rõ ràng triển lộ ra thực lực cường hãn, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu thừa nhận, để cho diệp thần đặc biệt không biết làm sao. Nhưng, diệp thần cũng biết, cái này rất có thể là đối phương khảo nghiệm. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh ở tâm tình, giữ trầm ổn cung kính hình dáng, yên lặng chờ. Mãi cho đến trời tối. Diệt vô cực chỉ làm diệp thần là không khí, tự mình nhổ cỏ, trồng trọt, tưới nước, chém củi, hắn tự do ra vào, vậy cổ bình phong che chở cấm chế, tựa hồ chỉ có thể hạn chế diệp thần, đối với chính hắn, nhưng là không có ảnh hưởng. Diệp thần liên tiếp đợi 3 ngày, trừ con ngươi, thân thể những địa phương khác, ngay cả động vậy không động qua. Cũng 3 ngày, diệt vô cực còn là một bộ hờ hững hình dáng, vẫn là làm ruộng. Diệp thần cũng không nổi giận. Dù sao ở huyết thần và nho tổ 100 ngày ước hẹn đến trước, hắn có chính là thời gian, có thể từ từ chờ. Lại qua 3 ngày, diệt vô cực khối kia đất hoa màu, đã trồng đầy hoa màu. Diệp thần trong lòng mừng thầm, lấy là đối phương chịu cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Nhưng không ngờ, đến ngày thứ 2, diệt vô cực lại có thể đi mở khẩn đất hoang, lại tiếp tục lập lại cày cấy động tác. Diệp thần nhất thời nổi dóa, nhưng không muốn buông tha hy vọng. Vẫn là kiên nhẫn chờ. Như vậy lại qua 3 ngày, trước sau, Diệp thần một mực chờ liền 10 ngày, thủy chung là khiêm nhường hình dáng, cũng không có mở miệng nói qua nửa câu nói nhảm. Ngày này chạng vạng tối, diệt vô cực khẩn hoang giúp xong, ở trước nhà ngồi, dùng một cái bẩn thỉu lớn chén kiểu uống trà. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bỗng dưng, diệt vô cực ngẩng đầu, trong mắt không còn là nông phu đục ngầu. Mà là tràn đầy nghiêm ngặt nhuệ khí, tinh mang lóe lên. Diệp thần thấy vậy, nhất thời đại hỉ, ngay tức thì thấy được hy vọng, nói tiền bối, ta không muốn quấy rầy ngươi thanh tịnh, chỉ là muốn để cho ngươi chỉ giáo một chút, hủy diệt đạo ấn tu luyện bí ẩn, ngươi hủy diệt mộ đạo, tu luyện đến gần đỉnh cấp cảnh giới, như vậy chọc trời tạo hóa tu vi, nếu có thể chỉ điểm vãn bối 1-2, vãn bối vô cùng cảm kích. Diệt vô cực cười lạnh một tiếng, nói, hủy diệt mộ đạo. Ai nói ta tu luyện đến nhất đỉnh cấp?
Diệp Thần sửng sốt một chút, nói chẳng lẽ không đúng sao? Diệt Vô Cực nói, rốt cuộc là người nào nói, người kêu hắn cút ra đây. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút, hay là từ Hoàng Tuyền đồ bên trong, cho gọi ra Địa Tâm Diệt Châu, nói, Linh Hải Nhi, người đi ra. Rào. Một hồi châu quang thoáng qua. Linh Hải Nhi non nớt thân thể, xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Ca ca. Linh Hải Nhi nắm Diệp Thần tay, hơi có điểm sợ hãi nhìn Diệt Vô Cực. Xuất từ Địa Tâm Diệt Châu bén nhạy cảm ứng, hắn cảm giác được cái này Diệt Vô Cực khí tức hủy diệt, vô cùng khủng bố, đủ để ở một cái hô hấp trong thời gian, càn quét hết thảy. Ha ha, nguyên lai là Địa Tâm Diệt Châu. Diệt Vô Cực ánh mắt bạo sáng, lách cách một tiếng, vứt bỏ lớn chén kiểu, nhìn chằm chằm Linh Hải Nhi nói. Tiểu Hoa Hoa, chính là ngươi, nói ta hủy diệt mộ đạo, đã tu luyện tới nhất đỉnh cấp. Linh Hải Nhi rụt rè nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệt Vô Cực lớn tiếng nói, ai nói là nhất đỉnh cấp? Chỉ là tầng thứ 9 thôi. Dứt lời, Diệt Vô Cực sau lưng, hiện ra một tôn pháp tướng. Cái này tôn pháp tướng, chừng trăm trượng cao, phơi bày ra tai nạn ma thần khí tượng, đen nhánh xâm nghiêm, phía trên nhấp nhô 9 tầng hủy diệt đạo ấn hơi thở. 9 tầng hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần và Linh Hải Nhi thấy được. Đều là cùng kêu lên kêu lên. Diệp Thần nói, 9 tầng hủy diệt đạo ấn, còn không phải là đỉnh cấp sao? Diệt Vô Cực nói, không, hủy diệt đạo ấn, đỉnh cấp cảnh giới có thập trọng. Cái gì, hủy diệt đạo ấn có thập trọng? Diệp Thần cả kinh thất sắc. Không sai, hủy diệt là nguyên thủy tam đạo một trong. Nguyên thủy tam đạo, là thiên địa tạo hóa thành đạo pháp, giống như hồng mông cổ pháp vậy, cũng không phải là sức người sáng chế. Mà nhân định thắng thiên, vô số kỷ nguyên trước kia, có nghịch thiên cường giả phá thiên đứng, sáng tạo ra cửu thiên thần thuật, thành công nghiền ép nguyên thủy tam đạo. Nhưng, nguyên thủy tam đạo, vẫn là có sánh bằng cửu thiên thần thuật có thể, đó chính là tu luyện tới nhất đỉnh cấp. Đột phá thiên địa, Diệt Vô Cực một chữ một cái, chữ chữ như hồng trung đại lữ, chấn động tâm hồn người. Đột phá thiên địa, Diệp Thần thật sâu kinh hãi. Diệt Vô Cực nói, không sai. Nguyên thủy tam đạo 9 tầng cảnh giới, chỉ là mới bắt đầu chi đạo, uy lực không thể cùng cửu thiên thần thuật so sánh, chỉ có đột phá thiên địa, đánh vỡ nguyên có thiên địa hạn chế, mới có thể đạt tới vô thượng cảnh giới, cùng cửu thiên thần thuật cũng giá tể khu. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nói cho nên, thứ thập trọng, mới là nguyên thủy tam đạo đỉnh cấp. Diệt Vô Cực nói, đúng là như vậy, cõi đời này có rất nhiều người, lấy là tầng thứ 9 chính là đỉnh cấp. Lấy làm cái này là có thể đạt tới cửu thiên thần thuật tiêu chuẩn, đó là sai mậu lớn vậy, không đột phá thiên địa, không đánh vỡ quy tắc, tuyệt không khả năng cùng cửu thiên thần thuật so sánh. Diệp Thần trực tiếp không nói ra lời, hoàn toàn rung động. Lúc đầu hủy diệt đạo ấn, còn có thứ thập trọng, đó mới là nhất đỉnh cấp. Nếu như không tới thứ thập trọng, căn bản không có và cửu thiên thần thuật so sánh có thể. Nhâm Phi Phàm nhất định là không biết một điểm này. Bởi vì hắn tu luyện là cửu thiên thần thuật, đối với nguyên thủy tam đạo hiểu, không hề coi là đi sâu vào, tự nhiên không giống Diệt Vô Cực như vậy, biết như thế nhiều. Diệt Vô Cực híp mắt, nói, hiện tại các ngươi hiểu không? Ta hủy diệt đạo ấn, chỉ là tầng thứ 9 mà thôi, còn không coi là đỉnh cấp, điểm này tu vi, muốn đối kháng Hồng Thiên Kinh, đó là tuyệt đối không được. Nghe xong Diệt Vô Cực mà nói, Diệp Thần và Linh Hải Nhi chố mắt nhìn nhau, đều là không nói ra lời. Diệt Vô Cực nhìn Diệp Thần nói, cho nên, thằng nhóc, người muốn từ trên người ta, có ý gì, đều là vô căn cứ, Hồng Thiên Kinh không phải ta có thể đối phó, trừ phi ta hủy diệt đạo ấn, có thể luyện đến tột cùng nhất thứ thập trọng. Diệp Thần trong lòng hỗn loạn một phiến, không nghĩ tới hủy diệt mộ đạo còn có thứ thập trọng, muốn luyện đến đỉnh cấp, lại còn muốn đột phá thiên địa, điều này thật sự là ngoài dự liệu. Tiền bối, không phải như vậy, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Không phải sẽ đối kháng Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần hít sâu một hơi, chỉnh đốn suy nghĩ, miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, chấn định nói. Không phải Hồng Thiên Kinh còn có thể là ai? Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, đều là Hồng Thiên Kinh con cờ mà thôi. Diệp Vô Cực lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên cũng là biết rất nhiều bí mật. Diệp Thần nói, đừng muốn từng bước đi, mặc dù ta cuối cùng là phải đối mặt Hồng Thiên Kinh, nhưng hiện tại, chỉ là muốn đối kháng hắn hai con cờ, tiền bối có cửu trọng thiên hủy diệt đạo ấn tu vi, đối phó bọn họ vậy là đủ rồi.
Diệt Vô Cực ha ha cười một tiếng, nói, nếu như ngươi và ta, ôm trước ngọc đá cùng vỡ ý tưởng, đó đích xác là đủ rồi, dẫu sao ngươi luân hồi huyết mạch, nếu như tự bạo, hai tên kia, hẳn cũng không cản được. Diệp Thần nói, tiền bối nói đùa, ta không phải một thân một mình, sau lưng còn có đồng bạn, chỉ muốn chú ý, vẫn là có cơ hội chu diệt hai quả kia con cờ. Diệt Vô Cực nói, người đồng bạn kia là ai, thực lực trên ta xa, 10 ngày trước hắn rõ ràng tới, lại không chịu hiện thân, nếu như hắn chịu ra mặt, người cũng không cần đắng cùng 10 ngày. Diệp Thần nói, ta đồng bạn kia, và tiền bối có thiên ti vạn lũ nhân quả, trong chốc lát vậy không nói được, nếu như tiền bối chịu chỉ điểm ta tu vi, ta sẽ chậm chậm bên cạnh thế hệ nói tỉ mỉ. Nhâm Phi Phàm và Diệt Vô Cực, đúng là có thiên ti vạn lũ nhân quả. Ngày xưa Nhâm Phi Phàm bố trí, để cho tai nan thiên kiếm kiếm linh sống lại, biến thành thánh thiên phủ Xích Huyên Thánh Vương con gái Lý Phi Tuyết, chuyện này quá mức phức tạp, tự nhiên không phải Diệp Thần vài ba lời có thể nói rõ ràng. Người đều thấy ta 10 ngày, đều không ngộ đến chút gì sao? Diệt Vô Cực sắc mặt trầm xuống, nói. Cái gì? Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn, tiền bối không phải ở làm ruộng sao? Diệt Vô Cực hừ một tiếng, nói ta là ở làm ruộng, nhưng cũng là đang tu luyện hủy diệt đạo ấn, không nghĩ tới trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, liền những vật này cũng không nhìn ra được. Diệp Thần vừa nghe, nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, chẳng lẽ Diệt Vô Cực cái này 10 ngày, nhìn như bình thường cử động, thực thì đều là đang tu luyện hủy diệt đạo ấn. Nhưng, hắn căn bản không lưu ý, chỉ lấy là Diệt Vô Cực ở đơn giản loại đất mà thôi. Diệp Thần vội vàng nói, vãn bối tạm thời không có phát hiện, xin tiền bối thứ lỗi. Diệt Vô Cực nói, hừ, ta lại cho ngươi 3 ngày, nếu như 3 ngày sau, ngươi vẫn là không cách nào từ ta cử động bên trong, lĩnh ngộ được hủy diệt đạo ấn bí ẩn, vậy cũng không cần nói chuyện, ngươi cứ việc cho ta cút. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Kế tiếp 3 ngày, Diệt Vô Cực tiếp tục là khẩn hoang làm ruộng, khôi phục trước bộ kia suy hủ tịch mịch nông phu hình dáng, hoàn toàn không thấy được chút nào mũi nhọn. Diệp Thần biết cái này 3 ngày thời gian, cực kỳ trọng yếu, cho nên âm thầm cùng Linh Hải Nhi liên lạc, nói, Linh Hải Nhi, ngươi và ta cùng xem xét có bí ẩn gì. Được, ca ca. Linh Hải Nhi đáp ứng, liền và Diệp Thần cùng xem xét. Diệp Thần lần này để ý, nhìn chăm chú Diệt Vô Cực động tác. Cái này một tí lưu ý xem kỹ xem, Diệp Thần quả nhiên phát hiện khác thường. Hắn phát giác, Diệt Vô Cực cày bừa động tác, lại có thể cùng thiên địa phù hợp, mỗi một hạ cử động, cũng phù hợp thiên địa khí chảy vận chuyển, cả người hoàn toàn cùng thiên địa hòa làm một thể. Cho nên, cho dù liền ban đầu Nhâm Phi Phàm, đều không có thể nhận ra được sự khác thường của hắn, chỉ có Địa Tâm Diệt Châu, bắt được một chút mịt mờ hủy diệt khí cơ chập chờn. Linh Hải Nhi rất nhanh phát hiện, nói ca ca, người xem cái này vị tiền bối động tác, có phải hay không rất kỳ diệu, lại có thể cùng thiên địa khí cơ tương liên, hắn mỗi động một tí, thiên địa khí lưu liền hoạt động một phần, để cho hắn hủy diệt đạo vận, lớn mạnh một phần. Diệp Thần vậy nhìn ra liền đầu mối, nói, đúng là như vậy, ta tựa hồ ngộ được. Trước khi 10 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần căn bản không lưu ý phương diện này, cho đến hiện tại, hắn cẩn thận xem xét, mới phát hiện khác thường. Nguyên tu luyện hủy diệt đạo ấn, cần phù hợp thiên địa, dẫn thiên địa lực cho mình dùng, cũng không phải là một vị phá hoại hủy diệt. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Diệt Vô Cực tháo xuống nông phu ngụy trang, trong mắt tinh mang lóe sáng, nhuệ khí dọn ra, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi nhìn ra chút gì sao? Diệp Thần chắp tay cười nói, hơi dò ngó đầu mối, lúc đầu tiền bối nhất cử nhất động, đều cùng thiên địa đại thế có liên quan, nhìn như bình thường làm ruộng. Thực ra là dẫn thiên địa khí lưu cho mình dùng, không ngừng lớn mạnh tu vi. Nghe vậy, Diệt Vô Cực nheo mắt lại, tựa hồ vậy rất hài lòng Diệp Thần cách nhìn, nói, rất tốt, trẻ con dễ dạy, cuối cùng ngươi không ngu xuẩn về đến nhà, đi vào ngồi đi. Sau đó liền mời Diệp Thần tiến vào thảo lư. Cảm ơn tiền bối. Diệp Thần trong lòng vui mừng, đi vào theo ngồi xuống. Diệt Vô Cực cho Diệp Thần rót một chén nước trà, nói âm vô cùng sinh dương. Dương vô cùng sinh âm, trăng tròn thì khuyết, thắng thua thiệt thì tròn, đây là âm dương sinh đôi đạo lý, nguyên thủy tam đạo là thiên địa tạo hóa thành, vậy tuân theo thiên địa chí lý, hủy diệt cuối, chính là sống lại. Cho nên, muốn tu luyện hủy diệt đạo ấn, cần cảm ngộ thiên địa miễn cưỡng không ngừng đạo lý, dẫn thiên địa đại lộ lực là dùng, mới khá nhất trọng đột phá,
nếu như đơn thuần suy nghĩ phá hoại hủy diệt, vậy tiến vào ngã ba. Diệp Thần nghe được lời này, như thể hồ quán đỉnh, mơ hồ cảm thấy tự thân hủy diệt đạo ấn tu vi, cũng có đột phá dấu hiệu, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối hiểu. Diệt Vô Cực cười nhạt một tí, nói, ngươi hiểu. Không, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Diệp Thần ngẩn ra, nói tiền bối đây là ý gì? Diệt Vô Cực nói, ta mới vừa cùng ngươi nói, chỉ có thể để cho tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng ngươi muốn đột phá thiên địa, tu luyện tới tột cùng nhất thập trọng, vậy thì không thể tuân theo đạo lý này. Diệp Thần nói, vậy muốn cái gì đạo lý? Diệt Vô Cực than thở một tiếng, nói ta cũng không biết, đây là ta cả đời theo đuổi, đáng tiếc ta cái gì cũng không hiểu, ta chỉ có thể dạy ngươi những thứ này, nhưng cái này chút còn xa xa không đủ. Ngươi muốn đột phá thiên địa, chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Phải không? Diệp Thần trong lòng giật mình, lúc đầu cái gọi là phù hợp thiên địa, âm dương sinh đôi, chỉ là phạm vi quy định bên trong đạo lý. Dựa vào đạo lý này, hắn đúng là có hy vọng, đổi được xem Diệt Vô Cực như vậy mạnh, đem hủy diệt đạo ấn tu luyện tới cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng, muốn đột phá cửu trọng thiên, đạt tới đỉnh cấp thứ thập trọng, thông thường thiên địa quy tắc đạo lý, đã không thể thỏa mãn. Cần ngoài ra tìm mới pháp môn. Mà đây đột phá thiên địa hạn chế pháp môn, liền Diệt Vô Cực mình cũng không tìm được. Cho nên, hắn chỉ có thể truyền thụ Diệp Thần tới nơi này, Diệp Thần muốn đột phá thiên địa, vẫn là muốn dựa vào lĩnh ngộ của mình. Bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ tiền bối dạy bảo. Đột phá thiên địa, trong thời gian ngắn ta cũng không cảm tưởng, có thể tu luyện tới cửu trọng thiên, đã là thiên đại tạo hóa. Diệp Thần trước mắt hủy diệt mộ đạo. Chỉ có tầng 6 tu vi, muốn đạt tới cửu trọng thiên, không biết có bao nhiêu xa xôi. Mà thập trọng đỉnh cấp, đó là muốn cũng không dám muốn. Phải biết, hủy diệt đạo ấn một khi luyện đến đỉnh cấp, đó là đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật cảnh giới. Cửu thiên thần thuật, có bao nhiêu khó tu luyện, xem Nhâm Phi Phàm, xem Công Giã Phong thì biết. Nhâm Phi Phàm vì tu luyện Hy Hoàng Lôi Ấn, năm đó là trả giá cực lớn. Thậm chí thiếu chút nữa trễ nãi bố trí, cuối cùng gián tiếp đưa đến Diệp Thần một tên thủ hạ, Tu La Ma Thần chết. Cảm ơn bạn đã đề cử. Mà Công Giã Phong, khổ tu mấy chục ngàn năm, dốc hết tâm huyết, cũng chỉ là mò tới điểm ngưỡng cửa, khoảng cách thiên chiếu đại viên mãn, vẫn là xa xa không kỳ. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm giác được muốn đột phá thiên địa, luyện đến thập trọng đỉnh cấp, vẫn là phải đem hy vọng, ký thác vào Thiên Võ Ngọa Long Kinh bên trên. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, thần bí nhất hồng mông cổ Pháp, liền Vạn Khư Thần Điện thượng vị giả, cũng không biết rơi xuống, đều không dòm ngó gặp qua toàn cảnh tồn tại. Này đằng công Pháp, hoặc giả là đột phá thiên địa mấu chốt. Bất quá, những thứ này đối với Diệp Thần mà nói, đều là cực kỳ xa xôi. Hiện tại, hắn chỉ là muốn đem hủy diệt đạo ấn, tăng lên tới thất trọng thiên nói sau. Thằng nhóc, ngươi cùng ta tới một chỗ. Diệt Vô Cực đứng dậy. Hướng Diệp Thần ngoắc ngoắc tay. Tiền bối, người muốn mang ta đi nơi nào? Diệp Thần một hồi nghi ngờ, đi theo Diệt Vô Cực, đi tới Thảo Lư sau nhà. Diệt Vô Cực đi tới sau nhà, nhẹ giọng niệm liền một câu thần chú, trên đất rào một tiếng, nhưng hiện ra một cái truyền tống trận pháp. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ xem. Diệt Vô Cực giọng thê lương, ngoắc tay, dẫn đầu bước lên truyền tống trận pháp. Diệp Thần kinh nghi bất định. Vậy đi theo đạp lên trận pháp. Một hồi không gian xoay tròn sau đó, Diệp Thần phát hiện mình đã tới một nơi tường đổ tàn viên chi địa. Diệt Vô Cực chắp hai tay sau lưng, bóng người tịch mịch, đứng tại tiền phương. Tiền bối, nơi này là nơi nào? Diệp Thần tò mò ngắm nhìn bốn phía, hắn cảm giác được, nơi này còn sót lại trước một chút nhàn nhạt kiếm khí chập chờn. Trải qua mãi mãi năm tháng, lại còn có kiếm khí tàn uy bảo tồn được. Chỉ có thể là vô thượng thiên kiếm. Ngoài ra, trên mặt đất còn có một chút thật nhỏ quy luật tinh thể, và Diệp Thần ở Nho Thần Cốc Địa Cung bên trong thấy qua, giống nhau như đúc. Là thẩm phán đạo Pháp lưu lại quy luật hơi thở. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã từng bùng nổ qua đại chiến. Đây là ta đã từng chiến đấu qua địa phương. Diệt Vô Cực thanh âm bể dâu, nói. Tiền bối, ngươi và Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong chiến đấu qua. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì? Không sai. Diệt Vô Cực chậm rãi đi về phía trước, nhìn bốn phía, tựa hồ nhớ lại cổ xưa thống khổ sự việc.
Năm đó, chủ nhân ta Hằng Cổ Thánh Đế, thuận lợi phi thăng, trở thành chân chính thượng vị giả. Ta là thủ hạ hắn, hắn không có quên ta, giáng xuống ban phúc phù chiếu, muốn cho ta cũng đắc đạo lột xác. Ngươi hẳn biết, cấp trên ban phúc phù chiếu, đại biểu cái gì? Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói ta biết. Cấp trên ban phúc phù chiếu, Diệp Thần tự nhiên biết là cái gì khái niệm, năm đó vì tranh đoạt thái thượng thiên nữ tơ tình, hắn là trải qua sinh tử. Người bình thường đạt được cấp trên ban phúc, đủ để nghịch thiên lột xác, thay đổi vận mệnh. Diệt Vô Cực nói, ta lúc ấy lấy được rồi chủ nhân ban phúc phù chiếu, vô cùng kích động, bắt đầu hấp thu luyện hóa, nhưng không ngờ, ta lại bị Yên Tịch Kiếm Linh theo dõi. Khi đó, Hồng Thiên Kinh đã thua ở Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền, bị trấn áp phong ấn, Yên Tịch Kiếm Linh vậy bị trừng phạt, khổ không thể tả, hắn vì giải cứu Hồng Thiên Kinh, mang Công Giã Phong tới đây, muốn cướp lấy ta ban phúc phù chiếu. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, cảm thụ bốn phía lưu lại kiếm khí, vậy hiển nhiên là yên vắng vẻ thiên kiếm lưu lại. Còn như những cái kia thẩm phán đạo pháp quy luật bể tinh, dĩ nhiên là Công Giã Phong lưu lại. Năm đó chiến đấu, nhất định là đặc biệt kịch liệt. Diệt Vô Cực nói, ta lúc ấy, còn không có hoàn toàn hấp thu phù chiếu năng lượng, chỉ hấp thu một phần chia, hủy diệt đạo ấn tu vi đạt tới bát trọng thiên, không phải hai người bọn họ địch thủ, trận chiến ấy, ta đánh bại. Diệp Thần giật mình trong lòng, nói, vậy sau đó. Diệt Vô Cực nói, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nổ phù chiếu, ngăn trở bọn họ đuổi giết, mình chạy nạn đi. Diệp Thần nói, phù chiếu bị nổ sao? Đây thật là, đáng tiếc. Hắn nhớ lại ngày xưa, mình và Đế Uyên Điện, Thiên Ngục Thần Đế, cướp đoạt Thái Thượng Thiên Nữ tơ tình phù chiếu. Kết quả cuối cùng, Đế Thích Thiên cướp bất quá, hủy diệt phù chiếu, không khỏi một hồi thương tiếc ý. Hiện tại Diệt Vô Cực ban phúc phù chiếu, cũng là bất đắc dĩ bị hủy đi. Trong sâu thẳm, tựa hồ tự có định số. Cấp trên ban phúc, thật không phải là phổ thông vị diện người, có thể cầm được. Diệt Vô Cực nói, đáng tiếc vậy không có biện pháp, nếu như không làm như vậy, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau đó ta vì né tránh bọn họ đuổi giết, không thể làm gì khác hơn là ở Long Uyên Thiên Kiếm chôn giấu điểm vùng lân cận, ẩn cư. Diệp Thần trầm giọng nói, tiền bối, người cũng biết Long Uyên Thiên Kiếm. Diệt Vô Cực nói, là chủ nhân ta nói cho ta, hắn ban phúc phù chiếu bên trong, hàm chứa nhiều vô cùng cơ mật, bao gồm ngươi luân hồi huyết mạch bí ẩn, nếu như không phải là hắn, ta có thể liền lá bài tẩy của ngươi, cũng không nhìn ra được. Diệp Thần có vẻ chấn động, thượng vị giả, quả nhiên là thông thiên triệt địa tồn tại, muốn đối kháng bọn họ, thật là muôn vàn khó khăn. Diệt Vô Cực nói, ta ẩn cư ở chỗ này, có hai chỗ tốt, thứ nhất, là có thể mượn Long Uyên Thiên Kiếm hơi thở, ẩn núp tự thân, không dễ dàng bị người phát hiện, thứ hai, là cùng Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế giãn ra, ta có thể cướp lấy kiếm này, báo thù rửa hận. Nói xong lời cuối cùng, Diệt Vô Cực trong tròng mắt có cừu hận sát ý. Hắn không chỉ là cừu hận của mình, còn có Hằng Cổ Thánh Đế hận ý. Năm đó Hằng Cổ Thánh Đế, bị Hồng Thiên Kinh đuổi giết, cuối cùng hại được tai nạn ma nữ tự bạo chết. Mối hận này, Diệt Vô Cực tự nhiên nhớ trong lòng, trừ Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, hắn còn muốn chu diệt Hồng Thiên Kinh, rửa sạch sỉ nhục. Nếu như có thể bắt được Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, vậy trả thù thì có thể. Diệp Thần nói, Long Uyên Thiên Kiếm, dẫu sao là vô thượng thiên kiếm, không dễ dàng cướp lấy. Diệt Vô Cực nói, ta cũng biết, chỉ tiếc năm đó chủ nhân ban cho ta phù chiếu, nếu như vậy phù chiếu linh khí, ta có thể toàn bộ hấp thu, nói không chừng hủy diệt đạo ấn tu vi, có thể đột phá thiên địa hạn chế, đạt tới thứ thập trọng. Đến lúc đó, muốn chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, dễ như trở bàn tay. Nói xong lời cuối cùng, Diệt Vô Cực trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, chiến ý dọn ra. Nhưng hạ một sát, hắn trong tròng mắt quang, chính là ảm đạm xuống, nói. Đáng tiếc, ta khí vận nông cạn, cuối cùng không lấy được chân chính thái thượng ban phúc, hôm nay mấy chục ngàn năm bể dâu, hủy diệt đạo ấn chỉ là luyện đến tầng thứ 9 mà thôi, đời này cũng không thể đột phá thứ thập trọng. Mà năm đó phù chiếu nổ, linh khí tản mát, cũng bị Yên Tịch Kiếm Linh bắt cơ hội, ngược dòng ra Long Uyên Thiên Kiếm rơi xuống, ta bây giờ muốn cướp lấy kiếm này, vậy cơ hồ không thể nào. Diệt Vô Cực thở dài một cái, Long Uyên Thiên Kiếm không chỉ hắn một người nhìn chằm chằm, sau lưng còn có Yên Tịch Kiếm Linh. Hắn nếu như động thủ, xúc động kiếm khí, lập tức sẽ bị Yên Tịch Kiếm Linh biết,
hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần chấn động trong lòng, cuối cùng rõ ràng Yên Tịch Kiếm Linh là làm sao biết Long Uyên Thiên Kiếm tung tích. Long Uyên Thiên Kiếm có rất nặng cấm chế sao? Diệp Thần hỏi. Kiếm này cấm chế cực lớn, nếu như cấm chế không buông động, trừ phi đỉnh cấp cảnh giới Hồng Thiên Kinh đích thân tới, nếu không ai cũng cầm không đi. Ta mơ hồ suy tính đến, cấm chế giãn ra ngày, không xa. Cùng Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế giãn ra, đây tuyệt đối là các phe tranh đoạt tiêu điểm. Diệt Vô Cực nói, tiền bối, người có cái gì dự định? Ta chỉ muốn báo thù mà thôi, như có cơ hội, ta người hai người hợp tác, cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm. Nếu có thể chấp trưởng kiếm này mũi nhọn, lại phối hợp ngươi luân hồi huyết mạch, ta hủy diệt đạo ấn, đủ để chém chết bị phong ấn Hồng Thiên Kinh. Được, như có cơ hội, chúng ta hợp tác, cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ đã ảo tưởng đến, chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, chém chết Hồng Thiên Kinh tốt đẹp tương lai. Diệt Vô Cực khẽ mỉm cười, sau đó lại là than thở một tiếng, nói thượng vị giả khí vận cực kỳ thâm hậu, muốn chém chết, tuyệt không phải chuyện dễ, người nếu ở không, liền rút ra chút thời gian, ở lại chỗ này, học hỏi ngày xưa nơi này chiến đấu. Ngay lúc nói chuyện, Diệt Vô Cực đưa tay trưởng liền bắt pháp quyết, chung quanh ánh sáng rực rỡ lững lờ, hiện ra một bức hình ảnh. Những hình ảnh này, nhưng là năm đó, Diệt Vô Cực và Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong tình cảnh chiến đấu. Năm đó Yên Tịch Kiếm Linh cao nhất kiếm pháp, Công Giã Phong thẩm phán đạo pháp, Diệt Vô Cực hủy diệt mộ đạo, các loại diệu pháp va chạm, cũng ghi chép ở những hình ảnh này bên trong. Diệp Thần thấy cái này một màn này mạc, nhất thời ánh mắt trợn to, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, những thứ này chiến đấu hình ảnh, đối với ta đặc biệt hữu dụng. Diệp Thần lập tức chấn định tâm thần, học hỏi trong hình chiến đấu. Từ nơi này chút chiến đấu trong hình, hắn có thể cảm ngộ đến hủy diệt mộ đạo diệu pháp, cũng có thể tiến một bước theo dõi Hiên Tịch Kiếm Linh kiếm pháp bí ẩn, Công Giã Phong thẩm phán đạo pháp huyền bí, biết người biết ta, kiểm chứng được mất, đối với sau này có nhiều chỗ tốt. Tốt lắm, người từ từ tính toán, ta đã già, sau này đối kháng Hồng Thiên Kinh, vẫn là phải dựa vào ngươi. Diệt Vô Cực ánh mắt hiền hòa, bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Mà Diệp Thần, chính là tất cả tâm thần, cảm ngộ những thứ này chiến đấu hình ảnh. Đối kháng Hồng Thiên Kinh trước không nói, nếu như có thể hiểu thấu đáo những hình ảnh này, ít nhất có thể là trăm ngày sau, huyết thần và nho tổ ước định, ra một phần lực. Nếu như tu vi có thể đột phá, ở trăm ngày ước hẹn bên trong, Diệp Thần có thể chiếm cứ chủ động. Cùng lúc đó, huyết thần cũng ở đây là trăm ngày ước hẹn chuẩn bị. Đi tới một nơi bí địa, huyết tử ngục. Đây là hắn đoạn thời gian này đi trước thứ 10 cái địa phương. Cũng có thể là trăm ngày ước hẹn đến nơi hẹn trước cái cuối cùng địa phương. Huyết tử ngục, ở thiên nhân vực, là huyết thần đã từng tu luyện qua địa phương. Chuẩn xác hơn mà nói, chỗ này, đã từng phụng hắn vi tôn, tương đương với hắn lãnh vực. Huyết tử ngục, đây chính là ta trí nhớ chỉ dẫn địa phương sao. Huyết thần biến dạng hư không, đi tới một miếng cổ xưa màu máu cự môn trước. Cái này phiến màu máu cự môn, chính là huyết tử ngục lối vào, cửa hai bên đôi thế từng cổ đầu khô lâu cốt, phía bên ngoài là hai cái ổ lưu động sông máu, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Ở huyết tử ngục bên trong, cũng là hiện đầy vô số hung ác tu sĩ, bọn họ tàn bạo mà tàn bạo, toàn bộ huyết tử ngục cũng bởi vì bọn họ tồn tại, mà bùng nổ vô số loạn đấu, chém giết, thảm họa, đủ loại tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Thỉnh thoảng còn có tay chân khối vụn, bị ném ra, tình cảnh đặc biệt thảm thiết. Thiên nhân vực tuy bình tĩnh, nhưng huyết tử ngục nhưng là một phiến ác loạn chi địa, nơi này hội tụ hơn nửa thiên nhân vực nhất cùng hung cực ác người. Kẻ ác đảo thập đại ác nhân có một nửa chính là từ nơi này bên trong đi ra. Ở huyết tử ngục bên trong, có hàng loạt đặc sản thiên tài địa bảo, ngục máu hoa, huyết tinh thạch, máu cung đài sen, máu cảnh liễu vân. Vân. Những thứ này thiên tài địa bảo, vô luận là luyện khí vẫn là chế thuốc, cũng là thượng hạng vật liệu. Cho nên, cái này làm cho được huyết tử ngục, tràn đầy sức hấp dẫn. Có vô số tu sĩ, bất chấp nguy hiểm trước tới nơi đây, chỉ vì hái sau lưng bảo bối. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều người, căn bản không phải vì tìm bảo tới, chỉ là muốn đơn thuần chém giết mà thôi. Dẫu sao, nhất có thể rèn luyện võ đạo tinh thần, vĩnh viễn là giết hại. Ở vô tận sát phạt bên trong, nhất có thể chui luyện tâm tính,
tăng tiến tu vi. Ta ở trước đây thật lâu, ở huyết tử ngục chôn xuống một thanh kiếm. Huyết thần nhìn huyết tử ngục lối vào, ánh mắt yếu ớt, nhức đầu đau tới giữa, cũng nghĩ đến rất nhiều trí nhớ. Hắn hồi tưởng lại, năm đó hắn đã từng ở huyết tử ngục, chôn xuống một thanh kiếm, kêu khắc tình ly hỏa kiếm, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, thuộc về bát quái hỗn độn, đại biểu cách quẻ ngọn lửa, và đại hàn cấn nhạc phong, canh kim càn nguyên châu, phi vũ tốn phong toa, thái ất chấn lôi sa vân. Vân cùng nổi danh, khắc tình ly hỏa kiếm, ngọn lửa hơi thở vô cùng phách liệt, mà huyết tử ngục, địa mạch linh khí cũng là vô cùng xâm nghiêm. Năm đó, huyết thần đem khắc tình ly hỏa kiếm, chôn giấu ở chỗ này, là muốn hấp thu nơi này địa mạch linh khí, tăng lên pháp bảo kiếm khí phẩm chất. Hôm nay mấy chục ngàn năm trôi qua, nếu như khắc tình ly hỏa kiếm còn không bị người đào lên nói, kiếm khí kia nồng nặc, sợ rằng đã đến đặc biệt kinh khủng bước. Nếu như có thể đào ra kiếm này, ở trăm ngày ước hẹn bên trong, đối kháng nho tổ, huyết thần liền nhiều một phần chắc chắn. Bất quá, khắc tình ly hỏa kiếm cụ thể chôn ở nơi nào, huyết thần cũng không xác định, hắn cần bước vào huyết tử ngục, tự mình tìm, cảm ngộ trí nhớ, mới có thể biết. Hơi hơi mang theo một chút năm tháng thổn thức bể dâu, huyết thần đi tới huyết tử ngục lối vào. Cái này huyết tử ngục, có thể nói thiên nhân vực gần gũi nhất địa ngục địa phương. Huyết thần biết sẽ rất khó khăn, nhưng như cũng dự định mạo hiểm tiến vào. Này, từ đâu tới người, tiến vào huyết tử ngục quy củ có hiểu hay không, 10.000 viên lớn nguyên đan, lấy ra. Huyết thần mới vừa dự định tiến vào, huyết tử ngục cửa hai cái người bảo vệ, nhưng là gào thét hô, mặt đầy gây khó khăn hình dáng, đi lên. Huyết thần ngẩn ra, nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhiều ít đan dược đều có thể tiện tay luyện chế, nhưng hắn cũng không hiểu những thứ này, vậy không cầm ra 10.000 như thế nhiều lớn nguyên đan. Hai vị huynh đệ, xin châm trước một hai. Huyết thần chắp tay một cái, chỉ muốn đi vào đào lấy ngày xưa chôn giấu kiếm, thực không muốn sinh nhiều rắc rối. Châm trước ra ra ngươi. Một cái người bảo vệ hừ lạnh một tiếng, đẩy huyết thần một cái. Huyết thần lui về phía sau một bước, sắc mặt nhất thời run lên. Đợi một chút, ngươi xem. Một cái khác người bảo vệ, nhưng là bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhưng giống như thấy quỷ như nhau. Làm sao? Lúc trước cái đó người bảo vệ, nhưng là không đếm xỉa tới hình dáng. Ngươi nhìn một chút hình dáng, có giống hay không là? Huyết thần. Sau một cái người bảo vệ, nơm nớp lo sợ nói. Huyết thần, ngươi nói gì sao, cái này không thể nào. Lúc trước người nọ sợ hết hồn, nhất thời ra đầu tê dại. Huyết thần, nhưng mà ngày xưa huyết tử ngục ngài chúa tể, ở huyết tử ngục cái này phiến địa phương hỗn loạn, rất miễn cưỡng xông ra nghịch thiên tôn hào, cũng trấn áp bốn phương, để cho tất cả thế lực phục tòng. Năm đó huyết tử ngục các nơi, cũng lập có huyết thần pho tượng, vạn người màng bái. Ngươi nhìn một chút hình dáng, có phải hay không vào huyết thần pho tượng, giống nhau như đúc. Phía sau người nọ cả người run rẩy, quay đầu chỉ chỉ huyết tử ngục bên trong một cái quảng trường. Vậy quảng trường bên bờ, có một tòa sụp đổ tượng đá. Tượng đá hiện đầy rêu xanh, nhưng loáng thoáng có thể gặp, là ngày xưa huyết thần pho tượng. Năm đó huyết thần, nhưng mà được gọi là đại ma vương, vô số người sợ hãi màng bái, sau đó huyết thần chết sau đó. Ước chừng qua vạn năm thời gian, đám người mới dám đem hắn tượng đá đẩy ngã. Giờ khắc này, so sánh huyết thần tàn tạ pho tượng, và thanh niên trước mắt, phía sau cái đó người bảo vệ, chính là sợ hãi phát hiện, thanh niên tướng mạo, và huyết thần pho tượng giống nhau như đúc. Lúc trước cái đó người bảo vệ, vậy so sánh một tí, nhất thời sắc mặt bị sợ tái mét, nhìn chằm chằm huyết thần nói. Ngươi là huyết thần. Cái này thế gian, tướng mạo tương tự người. Tuyệt đối không thiếu. Nhưng hiện tại, hai người rõ ràng cảm giác được, thanh niên trước mắt, không chỉ là tướng mạo tương tự, liên quan nhân quả số mạng hơi thở, đều cùng vậy sụp đổ pho tượng, có loại trong chỗ u minh liên lạc. Là ta thì như thế nào? Ta có thể tiến vào sao? Huyết thần nhưng không biết, mình năm đó ở huyết tử ngục bên trong, có bao nhiêu náo nhiệt, biết bao vô địch, biết bao làm người ta sợ hãi. Hắn đại khái trị giá nhớ. Năm đó hắn đúng là thống trị qua huyết tử ngục một đoạn thời gian, nhưng cụ thể như thế nào, vậy nghĩ không rõ lắm. Hắn chỉ muốn đi vào, đem vậy cầm chôn giấu kiếm lấy ra, là trăm ngày ước hẹn làm chuẩn bị. Mời vào. Hai cái người bảo vệ, cũng không dám ngăn trở, lật đật nhường ra một con đường.
Huyết Thần ánh mắt lãnh đạm, sải bước đi vào. Mà cửa nơi này vang động, vậy đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Đám người rối rít đưa mắt đầu tới đây, sau đó cũng thấy rõ Huyết Thần hình dáng, vậy cảm thấy trên người hắn số mạng khí cơ. Tất cả người, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ trà trộn ở Huyết Tử Ngục bên trong, tự nhiên thấy qua vô số lần Huyết Thần pho tượng hình dáng, cho dù là sụp đổ tượng đá, vậy cũng biết nhớ Huyết Thần tướng mạo. Huyết Thần trở về. Ngày xưa ma thần, ngày hôm nay trở về. Chạy mau à. Không biết là ai kêu một tiếng, sau đó người chung quanh, đều là hô to kêu lên, rối rít chạy trốn tứ tán, xem tránh ôn thần vậy tránh né Huyết Thần. Dám ở Huyết Tử Ngục trà trộn người, đều là cùng hung cực ác phần tử, đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Nhưng Huyết Thần hai chữ, đại biểu so tử vong đáng sợ hơn hơi thở, không có ai dám can đảm xúc phạm. Nghe nói, Huyết Thần nắm giữ nguyên thủy tam đạo ở giữa thời gian mộ đạo, ra tay một cái, có thể vặn vẹo thời gian, sáng lập vô gian địa ngục, để cho người vĩnh viễn, rơi vào thời gian trong địa ngục đi, không được siêu thoát, so tử vong còn đáng sợ hơn vạn phần. Thật ồn ào. Huyết Thần nhíu mày, ở vô số rung động ánh mắt bên trong, chính thức tiến vào Huyết Tử Ngục. Tin tức lan truyền nhanh chóng, Huyết Thần trở về tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Huyết Tử Ngục. Vô số thế lực cường giả và trưởng môn, đều là vô cùng khiếp sợ, vậy khó tin, rối rít truyền ra thần thức, muốn xem xét chân tướng. Từng đạo thần thức chập chờn, hạ xuống ở Huyết Thần trên mình, tựa như từng đạo ánh mắt, phải đem Huyết Thần nhìn thấu. Cũng nhìn chằm chằm ta làm gì? Huyết Thần có vẻ không vui, linh khí động một cái, đem chung quanh thần thức, toàn bộ chấn động chạy đi. Hắn linh khí bên trong, tựa hồ hàm chứa loại nào đó ác mộng vậy chập chờn, để cho được tất cả mọi người thần thức, đều bị uy hiếp, kinh hoàng tránh lui chạy đi. Thật sự là Huyết Thần. Trời ơi, quả nhiên là hắn. Hắn linh khí còn có thượng cổ uy nghiêm, nhưng chỉ còn lại một chút. Ha ha ha, không sai, ngày xưa chí tôn ma thần, hôm nay thực lực đã rơi xuống, ta thậm chí cảm giác được, hắn liền trí nhớ cũng bị mất. Từng đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng, từ Huyết Tử Ngục các nơi bên trong truyền ra. Đi qua mới vừa xem xét, rất nhiều các cường giả cũng phát hiện, Huyết Thần tu vi thật to rất xuống, thậm chí liền trí nhớ cũng mất, mặc dù hắn linh khí bên trong, còn hàm chứa một chút thượng cổ uy nghiêm, nhưng đã không cách nào chân chính chấn nhiếp nơi này các hung đồ. Nếu như có thể giết chết Huyết Thần, không biết sẽ có bao nhiêu khí vận thêm thân. Có thể đem vị này chí tôn ma thần, kéo xuống thần đàn, người nọ xanh dã không uổng công. Năm đó tộc ta tổ tiên, bị Huyết Thần tiêu diệt, bây giờ là thời điểm báo thù. Các nhà các phái cường giả, rất nhiều người, cũng toát ra thị huyết sát niệm. Có người muốn báo thù, có người đơn thuần muốn đem Huyết Thần kéo xuống thần đàn, có người muốn dựa vào giết chết Huyết Thần chiến tích, lấy được khí vận thêm thân. Tạm thời tới giữa, rất nhiều cường giả cũng là hoạt động, rối rít tụ tập, thương lượng tiêu diệt Huyết Thần kế hoạch. Nhưng, không có người nào dám xuất thủ trước, cũng muốn để cho người khác đi chịu chết, mình ngồi thu mưu lợi bất chính. Bởi vì, Huyết Thần ngày xưa uy danh, chân thực quá mức hung hãn, cho dù hôm nay té xuống thần đàn, nhưng cũng không có ai dám làm ra mặt chim, đi tìm Huyết Thần phiền toái. Phải biết, Huyết Thần là bất tử bất diệt thân thể, vô cùng mạnh mẽ, coi như hắn mất trí nhớ, tu vi rơi xuống, muốn giết chết hắn, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Mà ở đám người tụ tập thời điểm, Huyết Thần y theo trước trí nhớ chỉ dẫn, đi tới một cái hang quật. Cái động quật này, ở Huyết Tử Ngục bắc cảnh, gió tanh thảm thảm, bên trong mơ hồ truyền ra cường đại tiếng thú gào, tựa hồ ẩn cư trước cái gì đáng sợ hung thú. Ta kiếm, hẳn là chôn ở chỗ này. Huyết Thần thấp giọng lẩm bẩm, trí nhớ càng ngày càng chính xác, làm trợ thủ trưởng lộn một cái uy vũ đường đường trường kích, xuất hiện ở trong tay. Nắm chặt trường kích, Huyết Thần bất tử bất diệt huyết mạch, tản mát ra bén chiến ý, cả người giống như thượng cổ chiến thần vậy, sải bước đi về trước đạp đi, tiến vào hầm đá bên trong. Lúc này, các nhà các phái cường giả, vậy căn bản thương lượng xong, quyết định liên thủ giết chết Huyết Thần. Đám người theo đuôi tới, thấy Huyết Thần tiến vào hầm đá, đều là một hồi kinh ngạc. Huyết Thần lại có thể vào kim nghê quật. Kim nghê quật, đó là kim nghê thú tụ cư xào huyệt à. Lấy Huyết Thần bây giờ tu vi, khẳng định không đánh lại kim nghê thú. Kim nghê thú, là cao nhất nguyên thú, vì sao là cao nhất? Chính là thiên địa bên trên,
Mấu chốt cái này kim nghê thú vô cùng hung tàn, huyết thần đây là muốn đi vào chịu chết sao? Đám người bàn luận sôi nổi, đứng ở kim nghê quật bên ngoài, cũng không dám đi vào theo. Bởi vì, kim nghê quật bên trong kim nghê thú, đặc biệt đáng sợ, là cao nhất nguyên thú cấp bậc tồn tại, đủ để xé nát thái chân cảnh cường giả. Hầm đá là một cái ổ huyệt, kim nghê thú không chỉ một đầu, toàn bộ bầy thú cũng cư ở bên trong, người nếu như tiến vào, bị nhóm thú vây công, đó là chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía, chỉ lo lắng huyết thần phải bị kim nghê thú giết chết, nếu như là như vậy, vậy thì đáng tiếc, lãng phí một cách vô ích thiên đại khí vận. Mà ở đám người trông chờ thời điểm, huyết thần đã sải bước vào kim nghê quật bên trong. Vừa tiến vào kim nghê quật, huyết thần chỉ thấy chung quanh kim quang diễm diễm, linh hà trào đãng, từng luồng tiên hà thủy tường, không ngừng từ hầm đá bốn phía bên trong kẽ hở, phun tràn ra, linh khí đặc biệt đậm đà. Hiển nhiên, nơi này là một phiến bảo địa, đúng là ở tập trung trước kim nghê thú. Kim nghê thú là cao nhất nguyên thú, khu dân cư linh khí vô cùng dư thừa, đối với nguyên thuật tu luyện rất có ích lợi. Huyết thần chỉ tưởng nhớ chôn giấu kiếm, đi hầm đá chỗ sâu đi tới. Hống. Nhưng mà, huyết thần đi còn không hai bước, một hồi lanh lảnh tiếng thú gào vang lên. Chỉ gặp hai đầu cả người màu vàng, hình dáng như sư hổ cự thú, trầm thấp gầm thét, một trái một phải, từ trong hang núi bay tấn công ra, cảnh giác nhìn huyết thần. Không muốn chết liền cút. Huyết thần ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn cái này hai đầu kim nghê thú. Là huyết thần, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Một đầu kim nghê thú mở miệng, miệng phun tiếng người, tựa hồ nhận ra huyết thần. Ha ha, ngươi tu vi làm sao rơi vào như vậy bước? Nếu như đỉnh cấp cảnh giới, ta còn kiêng kỵ 30 phút, nhưng ngày hôm nay, ngươi chỉ là một phế vật thôi. Một đầu khác kim nghê thú, cũng là châm chọc đứng lên. Ngày xưa huyết thần, uy trấn huyết tử ngục, chúng kim nghê thú chỉ phối làm huyết thần thú cưng, xem con chó như nhau. Nhưng ngày hôm nay, huyết thần tu vi lại rất rơi xuống, cái này hai đầu kim nghê thú, thấy báo thù cơ hội sẽ đến, nhất thời mắt lộ ra hung quang. Hai đầu xúc sinh, coi như ta là phế vật, đối phó các ngươi đủ rồi. Huyết thần hừ lạnh một tiếng, vậy lười được nói nhảm, trực tiếp cua múa trường kích, hung hăng bạo giết ra. Ác liệt trường kích. Tựa như ẩm huyết vậy, thoáng chốc đổi được xích mang bạo tăng, kiêu căng đại thịnh, kích thân trên khảm nạm đá quý, lại là toát ra sáng chói màu mè. Một kích giết ra, liền như vũ động thương khung, uy thế muôn vàn. Vậy hai đầu kim nghê thú, trong tròng mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới huyết thần tu vi rơi xuống dưới, lại còn có khí thế như vậy. Chúng nhưng là không biết, huyết thần cùng nho tổ tranh đấu qua, gặp mạnh khỏi bệnh mạnh, mặc dù tu vi rơi xuống. Nhưng võ đạo tâm cảnh, ngược lại là tiến bộ, cho nên trường kích múa để gặp, tinh thần chiến ý vô cùng là ngút trời, sát phạt dọn ra, làm người ta sợ hãi. Đáng chết! Hai đầu kim nghê thú vội vàng rút người ra né tránh, hình dáng có chút chật vật. Huyết thần nhưng là anh dũng vô cùng, trường kích hung hăng múa, mang theo hàng loạt cương phong, quét bốn phía, làm được thạch bích rạn nứt, từng cục loạn thạch rớt xuống. Hai đầu kim nghê thú chật vật né tránh. Tựa hồ hoàn toàn không địch lại. Huyết thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy có điểm kỳ hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trường kích khí thế bừng bừng, ngang dọc bãi hạp. Mắt xem vậy hai đầu kim nghê thú, thì phải mất mạng ở hắn trường kích dưới. Nhưng đột nhiên, hai đầu kim nghê thú, con người cũng nổ lên sắc bén kim mang, trong miệng phát ra cổ xưa ngâm sướng. Thái thượng đạo pháp, cổ hống chấn thiên. Tiếng ngâm sướng rơi xuống, tầng tầng đạo pháp ánh sáng. Từ hai đầu kim nghê thú trên mình nổ tung ra. Chúng miệng khổng lồ dương ra, từng trận lảnh lót kéo dài tiếng gào, từ trong cổ họng cuồng nổ ra. Cái này tiếng gào, không phải đơn thuần thú hống, mà là tràn đầy thái thượng đạo pháp hơi thở, giống như chín tầng trời chiến hống, trong thanh âm lại có thể kẹp theo thiên quân vạn mã, chống trận thật mệt mỏi, còn có đao thương kiếm kích, tên khói báo động vân. Vân khí tượng, đều ở đây chiến hống lộ ra hóa đi ra. Vô cùng lanh lảnh chiến hống, thiếu chút nữa đem huyết thần màng nhĩ đâm thủng, óc tử cắn nát. Tiếng gào to đánh vào, lại là trực tiếp đột phá huyết thần bất tử bất diệt huyết mạch, đánh vào đến tim hắn bên trong, rung động hắn thần hồn, phải đem hắn sống sờ sờ nghiền nát. Thật là giảo hoạt xúc sinh. Huyết thần sắc mặt chợt biến, rốt cuộc biết, lúc đầu từ vừa mới bắt đầu,
cái này hai đầu kim nghê thú, liền cố ý yếu thế, dẫn hắn buông lỏng cảnh giác. Làm hắn thật buông lỏng cảnh giác, hắn cái này hai đầu kim nghê thú, lại đồng thời thả ra lá bài tẩy, kêu Thái Thượng Thiên Hống Đạo, là Thái Thượng 36 đạo một trong, lấy tiếng gào sóng âm giết người. Huyết thần bất tử bất diệt, huyết mạch vô cùng là đặc thù, nhưng hết lần này tới lần khác khó khăn để phòng ngự âm sát. Cái này âm sát công, là trực tiếp xung chuyển tinh thần, nghiền ép người thần hồn, đặc biệt độc ác, thân xác huyết mạch mạnh hơn đi nữa, cũng là không đỡ được. Cái này một tí, huyết thần gặp phải chiến hống đánh vào, nhất thời đầu choáng váng, như muốn ngất xỉu. Mà bên ngoài, các nhà các phái cường giả, nghe được bên trong tiếng gào truyền tới, không ít người cũng có loại tâm hồn đong đưa cảm giác. Tu vi kém một chút người, lại là trực tiếp nôn mửa liên tu, hoặc là dứt khoát ngất đi. Huyết thần chết chắc, hẳn là chúng kim nghê lão tổ mưu kế. Truyền thuyết kim nghê lão tổ sát phí khổ tâm, lấy được một môn Thái Thượng Thiên Hống Đạo, chính là vì chuẩn bị đối phó huyết thần. Cái này Thái Thượng Thiên Hống Đạo là cao nhất chiến hống chi đạo, đủ để sống sờ sờ nghiền nát người não tủy, huyết thần lần này chết chắc. Đám người đều cảm giác được, huyết thần số mạng đã hết, ngày hôm nay là chết chắc. Hang bên trong, hai đầu kim nghê thú, thành công công kích được huyết thần, đi hai bên lui về phía sau. Huyết thần, lão tổ vì ngươi chuẩn bị lễ vật lớn, như thế nào? Thật ra thì phần đại lễ này, mấy chục ngàn năm trước nên đưa cho ngươi, đáng tiếc ngươi khi đó bỏ mình, ngày hôm nay mới trở về. Cùng giết ngươi, cắn nuốt hết ngươi khí vận, chúng ta kim nghê nhất tộc, liền có thể hùng bá huyết tử ngục, ha ha ha. Đây đều là lão tổ bày mưu lập kế. Hai đầu kim nghê thú nói chuyện với nhau trước, chí đắc ý đầy. Chúng nhưng mà cao nhất nguyên thú, thực lực tự nhiên sẽ không kém, mới vừa bộ dáng chật vật, chỉ là ngụy trang thôi. Hiện tại xé rách ngụy trang, một chiêu chiến hống thuận lợi, đánh bại huyết thần, chúng nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái. Có huyết thần bóng mờ ở đây, chúng từ đầu đến cuối không dám rời đi hầm đá, nhưng hiện tại, chỉ cần giết huyết thần, chúng cái này nhất tộc, coi như tự do. Hơn nữa, cướp đoạt cắn nuốt hết huyết thần khí vận, còn có thiên đại chỗ tốt, đủ để độc bá huyết tử ngục. Huyết thần chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, trong tay trường kích loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều bị kịch liệt chiến hống tiếng lật, thống khổ dị thường. Nhưng, hắn cắn răng chống đỡ, không để cho mình ngã xuống. Hắn rất muốn rớt ngã xuống, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng mà, huyết thần lại biết, mình tuyệt không thể ngã xuống. Hắn và Nho Tổ, còn có trăm ngày ước hẹn, tuyệt không thể để cho Nho Tổ khinh thường. Còn nữa, Diệp Thần, hắn cũng không muốn để cho Diệp Thần thất vọng. Ta làm sao sẽ ngã ở chỗ này? Chính là hai đầu xúc sinh, vậy muốn giết chết ta? Huyết thần vành mắt hết sức nứt ra, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhưng là mang máu đỏ chiến ý. Hai đầu kim nghê thú, thấy được hắn ánh mắt, đều là kinh hãi. Kiếm tới. Huyết thần lảo đảo lắc lư đứng lên, bàn tay xa xa hướng về phía hang chỗ sâu, mãnh quát một tiếng. Ở nơi này sống chết trước mắt, huyết thần trong chỗ u minh, thức tỉnh trí nhớ trước kia. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mình ngày xưa chôn ở chỗ này kiếm, ngay tại hầm đá chỗ sâu nhất. Tiếng quát to này, giống như kêu gọi. Hầm đá chỗ sâu nhất, một đầu già nua kim nghê thú, ngồi xổm nằm ở ổ trên. Đầu này kim nghê thú, chính là thủ lĩnh của bầy thú, kim nghê lão tổ. Huyết thần thức tỉnh. Kim nghê lão tổ tái nhợt thú râu, hơi rung rung, tang thương ánh mắt lộ vẻ rung động. Khách lạt lạt. Hắn tọa hạ đất bùn, chấn động mãnh liệt đứng lên, ánh lửa bạo dũng. Sau đó, một cái dịch thấu trong suốt, giống như khắc quang đãng bầu trời trường kiếm, mang một đoàn cuồn cuộn ánh lửa, như dòng lửa vậy từ lòng đất bắn ra, hướng huyết thần phương hướng bay đi. Khắc tình ly hỏa kiếm, lúc đầu, liền chôn ở ta tọa hạ. Kim nghê lão tổ suy nghĩ xuất thần, năm đó huyết thần ở kim nghê quật bên trong, chôn một thanh kiếm. Thanh kiếm này, giống như nguyền rủa ác mộng vậy, ngăn cản kim nghê thú nhất tộc xuất ngoại nhịp bước. Muốn giải quyết hết cái này nguyền rủa, hoặc là đào ra kiếm này, hoặc là giết chết huyết thần. Mấy chục ngàn năm qua, kim nghê lão tổ vẫn luôn không tìm được, thanh kiếm này ở nơi nào, lại không nghĩ rằng ngay tại mình tọa hạ. Suy, ly hỏa kiếm phóng, như sao rơi, ngay tức thì bay xuống đến huyết thần trong tay. Trường kiếm vào tay, huyết thần trong thoáng chốc, cảm thấy cực kỳ quen thuộc hơi thở,
đây là hắn mấy chục ngàn năm trước, chôn ở trong chỗ này kiếm, 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, đại biểu bát quái ly hỏa. Kiếm là sáng long lanh hình dáng, như ẩn chứa trời trong, chuôi kiếm chỗ có một từng đạo ly hỏa khắc văn, hiện tại tất cả khắc văn, đều là toát ra sáng chói hoa quang, vô số xích mang lao nhanh ra, để cho được đúng thanh kiếm ngọn lửa cuồn cuộn, giống như bản vòng quanh chín tầng trời viêm long. Một kiếm nơi tay, cuồn cuộn bát quái hơi thở tràn vào, huyết thần tinh thần, nhất thời khôi phục bình thường. Chấn động trong đầu bẩn chiến hống tiếng, cũng bị áp chế xuống. Huyết thần trong mắt, lần nữa khôi phục trong suốt. Trí nhớ trước kia, điên cuồng tràn vào. Thần võ hám thiên kích. Huyết thần một kiếm tự nhiên, thi triển ra một chiêu hồng mông thuật pháp, như muốn lay trời, hướng một đầu kim nghê thú lướt đi. Vậy kim nghê thú cả kinh thất sắc, căn bản không dám là địch, muốn tránh lui. Nhưng mà lần này, nó nhưng là không tránh khỏi. Huyết thần một kiếm nơi tay, uy mãnh phách liệt tới cực điểm, kiếm ra như viêm long đụng, phịch đích một tiếng, hung hăng đánh vào vậy kim nghê thú trên mình. Phốc xích. Vậy kim nghê thú máu tươi cuồng phún, tại chỗ bị trọng thương, thoi thóp. Một đầu khác kim nghê thú, thấy đồng bạn trọng thương, kinh hãi được ngây tại chỗ, thân thể bốn chân đều là phát run, không nói ra lời. Huyết thần hừ một tiếng, đi lên, đang muốn lại bổ một kiếm, hoàn toàn giết chết. Chậm đã. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên. Nhưng gặp một đầu hình dạng lão mộ, hiện ra hết tang thương cự thú, từ hang chỗ sâu chậm rãi đi ra, chính là kim nghê thú nhất tộc lãnh chúa, kim nghê lão tổ. Lão tổ. Tại chỗ đầu kia không bị thương kim nghê thú, thấp giọng cúi đầu. Kim nghê lão tổ, lúc đầu ngươi còn chưa có chết. Huyết thần cười lạnh một tiếng. Kim nghê lão tổ cúi đầu nói, huyết thần bất giận, tộc ta nguyện ý quy thuận. Huyết thần nói, làm sao, ngươi chịu cúi đầu. Mấy chục ngàn năm trước, ngươi không chịu quy thuận, ngày hôm nay ta tu vi rơi xuống, ngươi ngược lại nguyện ý. Kim nghê lão tổ nói, huyết thần xin bất giận, ngươi huyết mạch đã lột xác, tiềm lực càng hơn năm xưa, tất có thể dẫn ta kim nghê tộc, lại thuộc về thái thượng. Cao nhất nguyên thú huyết thống. Đều là xuất xứ từ thái thượng thế giới, kim nghê thú tộc cũng không ngoại lệ, cho nên cao vô cùng ngạo, mấy chục ngàn năm trước huyết thần có muốn thu phục ý, nhưng không có thể thành công. Ta huyết thần lột xác. Huyết thần ngưng thần cảm ứng một tí, phát hiện tự thân huyết mạch, đúng là so với trước kia mạnh hơn nhiều, nhiều một phần tính dẻo. Hơi thêm suy tư, huyết thần nhất thời rõ ràng, nhất định là hắn chịu đựng qua thái thượng thiên hống đạo sát phạt, cho nên huyết mạch lột xác. Từ nay về sau, huyết mạch hắn, là chân chánh bất tử bất diệt, coi như là chiến hống âm sát công kích, cũng không tổn thương được hắn. Ha ha, rất tốt, người muốn dùng thái thượng chiến hống thần thông giết chết ta, không nghĩ tới nhưng làm ta lột xác. Huyết thần mắt lạnh nhìn kim nghê lão tổ, trong tay nắm chặt khắc tình ly hỏa kiếm, suy tính muốn không muốn nhổ cỏ tận gốc. Kim nghê lão tổ nói, huyết thần đại nhân khí vận thông trời, gặp dữ hóa lành, là phúc khí của ngươi. Ta cũng là bội phục. Kim nghê lão tổ, ngươi làm sao già yếu như thế nhiều. Huyết thần bỗng nhiên phát giác, và mấy chục ngàn năm trước so sánh, kim nghê lão tổ là già nua nhiều, ánh mắt đều mang đục ngầu, dã thú dâu vậy hoa dâm. Kim nghê lão tổ nói, năm tháng không buông tha người, bị kẹt ở chỗ này mấy chục ngàn năm, còn có thể sống được, cũng là vận khí. Nghe vậy, huyết thần trong lòng nhưng là có chút kích động, đổi thành trước kia. Hắn là tuyệt đối máu lạnh, nhưng ngày hôm nay, nhưng là có nhiệt huyết cảm tình. Thôi, vậy ngươi sau này liền đi theo ta, ta và nho tổ có trăm ngày ước hẹn, chính là cần người giúp đỡ thời điểm, ngươi trong tộc còn lại bao nhiêu người tay. Huyết thần buông xuống kiếm trong tay, đáp ứng kim nghê lão tổ quy thuận. Kim nghê lão tổ nói, toàn tộc trừ ta, còn có 12 đầu thú, nhưng chúng không trải qua luyện, không thích hợp tham chiến, ta bảo đao không già, đủ để giúp ngươi một tay. Huyết thần ha ha cười nói, ngươi là muốn bảo vệ chúng. Ta hiểu, dẫu sao ta cùng nho tổ ước hẹn, sống chết khó liệu, ngươi muốn để lại chút máu mạch, vậy dễ hiểu. Cảm ơn huyết thần đại nhân thông cảm. Kim nghê lão tổ cung kính nói cảm ơn, chỉ cảm thấy hôm nay huyết thần, và so với trước kia, lại cũng không có như vậy hung ác tàn bạo. Huyết thần khoát tay một cái, nói, không cần cảm ơn, ngươi dùng ngươi thiên hét pháp, toàn lực công kích ta, để cho ta xem ngươi thực lực. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm một tí, mình huyết mạch lột xác sau đó, lại có khắc tình ly hỏa kiếm nơi tay,
có thể hay không ngăn trở Kim Nghê lão tổ thiên hống nhất kích. Huyết thần đại nhân, cái này. Kim Nghê lão tổ trần chờ một chút, chỉ lo lắng sẽ thương tổn tới huyết thần. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, đối với các ngươi thú tộc mà nói, há chẳng phải là tốt hơn chuyện. Động thủ đi. Huyết thần nhắc tới trường kiếm, mỉm cười nói. Huyết thần đại nhân, đắc tội. Kim Nghê lão tổ trong mắt đục ngầu bên trong, bỗng nhiên bung ra kim quang. Hống. Hạ một sát, không có chút nào triệu chứng, Kim Nghê lão tổ cổ họng đột nhiên dương ra, vô cùng dâng trào, vô cùng kịch liệt, vô cùng vang dội chiến hống song âm, như thiên quân vạn mã đánh vào, điên cuồng từ nó cổ họng phá giết ra. Cuồn cuộn âm sát tiếng gào, giống như sóng gió kinh hoàng, hung mãnh đánh vào đến huyết thần trong lỗ tai, cũng nhanh chóng lan tràn toàn thân. Cái này tiếng gào, là như vậy bá đạo uy mãnh, trực tiếp chui vào người mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Coi như huyết thần mới vừa là đóng chặt lỗ tai, cũng không thể ngăn trở. Tới thật tốt. Huyết thần hít sâu một hơi, bất tử bất diệt huyết mạch bùng nổ đến mức tận cùng, ngăn cản gào to đánh vào. Huyết mạch hắn lột xác sau đó, đối với âm sát chiến hống công kích, quả nhiên là có đặc thù ngăn cản. Một cảm thấy đánh vào hạ xuống, huyết thần huyết mạch, tự động hình thành một tầng bảo vệ màng, bảo vệ được hắn toàn thân. Lần trước, huyết thần bị cái này chiến hống thanh âm, thiếu chút nữa liền ngũ tạng lục phủ cũng cắn nát, nhưng lần này, có tầng này đặc thù bảo vệ màng, nhất thời liền dễ chịu hơn. Hơn nữa, trong tay hắn khắc tình ly hỏa kiếm, cũng là thả ra tí ti lũ lũ ấm áp hơi thở, hòa tan hết chiến hống thái thượng đạo pháp uy áp. Thậm chí, đúng thanh kiếm đều là đung đưa, phát ra từng cơn thanh âm vo ve, vừa vặn đánh loạn Kim Nghê lão tổ chiến hống tiết tấu, dùng kiếm minh đối kháng chiến hống phương thức, thật to tiêu biết chiến hống đối với huyết thần lực sát thương. Này tiêu người dài dưới, Kim Nghê lão tổ toàn lực thả ra chiến hống, cũng không có thể dung chuyển huyết thần thân thể. Thấy một màn này, Kim Nghê lão tổ không khỏi rung động, hoàn toàn thật lòng khâm phục. Mà ở bên ngoài, các nhà các phái các cường giả, đang mắt lom lom. Kim Nghê lão tổ già nua chiến hống chuyển tới, mọi người đều là xôn xao. Là Kim Nghê lão tổ thanh âm. Lần này huyết thần chết chắc, liền Kim Nghê lão tổ cũng ra tay. Mau vào đi xem, ít nhất phải đoạt lại huyết thần thi thể, cũng đừng làm cho Kim Nghê lão tổ ăn. Rất nhiều cường giả trao đổi một tí ánh mắt, rối rít gật đầu, sử dụng binh khí pháp bảo, toàn bộ tinh thần phòng bị, nhanh chóng liên hiệp chung một chỗ, đi hầm đá bên trong chạy đi. Ở trong mắt bọn họ, huyết thần là chết chắc, bọn họ chỉ muốn cướp đoạt huyết thần thi thể, miễn được trắng trắng để cho Kim Nghê lão tổ nuốt ăn. Dẫu sao, huyết thần trên người có đại khí vận. Huyết mạch truyền thuyết vẫn là bất tử bất diệt thuộc tính, nếu như ai có thể chiếm đoạt huyết thần huyết mạch, đem sẽ có nghịch thiên chỗ tốt. Từng cái cường giả, phân tới bước vào hang bên trong. Sau đó, bọn họ thấy được một màn trọn đời khó quên. Huyết thần thân thể, an ổn như núi, đang đứng ở bên trong, căn bản không có chút nào suy vong hình dáng. Mà Kim Nghê lão tổ, trước mắt cung kính hình dáng, hầu hạ ở huyết thần bên người, tựa hồ đã thần phục. Hang bên trong, còn có chiến hống hồi âm, vang vọng ở mọi người bên tai, tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói ra lời. Huyết thần hai mắt nhắm chặt trước, còn ở cảm ngộ nhớ lại. Mới vừa Kim Nghê lão tổ chiến hống đánh vào, vậy tiến một bước kích thích huyết thần huyết mạch, để cho hắn trí nhớ khôi phục được càng nhiều. Cảm thấy được rất nhiều cường giả xông vào, huyết thần nhướng mày một cái, mở mắt. Các ngươi muốn làm gì? Huyết thần lạnh lùng vẫn nhìn toàn trường. Giờ khắc này, hắn lực lượng, đã khôi phục được thời kỳ tột cùng 80% chừng. Mặc dù, phần lực lượng này, như cũ không đạt tới nho tổ, nhưng chí ít, sẽ không chật vật. Mà 80% lực lượng, muốn chấn áp trước mắt những võ giả này, nhưng là dư sức có thừa. Rất nhiều cường giả, nhìn huyết thần lãnh khốc ánh mắt, trong lòng đều là xông lên một cổ khí lạnh. Ánh mắt này, bọn họ quá quen thuộc. Ngày xưa cái đó sát phạt vô số. Như địa ngục ma vương vậy kinh khủng người, hoàn toàn trở về. Ở cực đoan sợ hãi bên trong, đám người hồi tưởng lại ngày xưa, huyết thần sát phạt vô số khủng bố hình dáng, nhất thời cả người run rẩy. Cùng tiến lên, giết hắn. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, toàn trường rất nhiều cường giả, nhất thời bạo động, tựa như điên hướng huyết thần lướt đi. Ở trong lòng bọn họ, huyết thần quá đáng sợ, là chân chánh địa ngục ma vương, nếu như tại chỗ không nhúc nhích.
chắc là phải bị huyết thần tiêu diệt, chỉ có liên thủ đánh ra, mới có một đường sinh cơ. Oanh! Vô số đạo thần thông, vô số kiện pháp bảo, như nước thủy triều vậy, ngay tức thì đánh về phía huyết thần, trong địa quật nhất thời toát ra đủ loại thần quang, các loại quy luật trào đáng, dị hà bốc hơi lên, úy như vậy nguy nga. Kim Nghê lão tổ lui về phía sau, lại không có ra tay, bởi vì nó biết, tại chỗ các cường giả, thực lực coi như mạnh hơn đi nữa, ở bây giờ huyết thần trước mặt, đều là gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích, căn bản không cần nó quá mức trợ giúp. Hừ, huyết thần nhìn cuồng xông lên mà đến mọi người, nhưng là không kinh hoàng chút nào, khắc tình ly hỏa kiếm đột nhiên giết ra. Ly hỏa thiên uy, cho ta trấn áp. Khoáng đạt vô cùng lửa cháy mạnh, giống như nham thạch nóng chảy vậy, từ ly hỏa kiếm bên trong lao nhanh ra, diễn biến thành động trời kiếm mang, ngang nhiên giết hướng bốn phía các võ giả. À, một tiếng hét thảm, trước nhất liều chết xung phong đi lên võ giả, ngay đầu gặp phải huyết thần ly hỏa kiếm chém chết, thân thể ngay tức thì bị hừng hực lửa lớn cuộn sạch, hoàn toàn hóa thành cho tàn, liền thi thể cũng không có để lại. Cái này ly hỏa kiếm, ngọn lửa sát thương cực kỳ cường hãn, kiếm khí một quyển, thân xác mạnh mẽ đi nữa võ giả, đều phải bị ngọn lửa đốt chết, tan thành mây khói, liền một chút mảnh xương vụn đều sẽ không còn dư lại. Huyết thần quơ ly hỏa kiếm, giống như địa ngục bên trong sát thần, lập tức chém giết mười mấy người, những người còn lại cửa, thấy huyết thần hung mãnh như vậy hình dáng, nhất thời kinh hãi được tâm đảm câu liệt. Thời gian đạo ấn, năm tháng vô tình. Huyết thần trong mắt ác liệt, bàn tay mạnh nữa mãnh liệt phung lên, một đạo kinh khủng quy luật ánh sáng, từ hắn lòng bàn tay nổ lên. Cái này quy luật ánh sáng, phơi bày hỗn độn vậy thâm thúy màu sắc, giống như thời gian năm tháng, vội vã vô tình. Tầng tầng thời gian pháp tắc, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, hướng chung quanh các võ giả bao phủ đi. Không tốt, là thời gian đạo ấn. Đám người một hồi kêu lên, lật đật bay ngược về phía sau, né tránh quy luật tia sáng bao phủ. Huyết thần ngón này, tên là thời gian đạo ấn, và hủy diệt, chế sinh cùng nhau, cùng xưng là nguyên thủy tam đạo. Đây là huyết thần ngày xưa tuyệt kỹ, theo trí nhớ khôi phục, hắn khôi phục thực lực đến thời kỳ tột cùng 10/8. Cái này thời gian đạo ấn diệu pháp, cũng là lần nữa lĩnh ngộ. Rắc rắc sát, thời gian đạo ấn ánh sáng, một bao phủ đi ra ngoài, nhất thời không gian vặn vẹo, linh khí bạo động, huyết thần vùng lân cận đá, một hồi nổ tung vang động, lại có thể ngay tức thì hóa thành cho tàn. Những thứ này đá, không phải là bị cái gì man lực phá hủy, mà là bị thời gian 5 tháng ăn mòn. Nếu như thời gian đủ rất lâu, biển cả đều có thể biến thành tang điền. Nham thạch đều có thể biến thành bụi bặm. Hiện tại huyết thần thi triển ra thời gian đạo ấn, nhất trọng trọng thời gian đạo ấn, chính là ở bàn tay hắn nổi lên hiện, phàm là tiếp xúc tới hắn đạo pháp, đều phải giả yếu điêu mất, bị thời gian giết chết, bị năm tháng ăn mòn. Hu hu hu, chung quanh như có gió lớn cuộn sạch, có mười mấy võ giả, không kịp tránh huyết thần công kích, lập tức gặp phải thời gian đạo ấn nghiền ép. Một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ gặp những võ giả này. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giả yếu đi xuống, tóc đen lập tức đổi được ban trắng, trên khuôn mặt nhảy ra nếp nhăn, cả người máu thịt khô héo, dung mạo héo rút, cơ hồ là ngay lập tức, liền hoàn toàn già đi, thành một cái cương thi, lại ca bót một tiếng, liền thi thể cũng phong hóa, biến thành một đống xương mảnh vỡ, rào 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 rớt xuống đất. Một màn này, đích thực quá đáng sợ. Mới vừa vẫn là người sống sờ sờ cửa, một lần đến thời gian đạo ấn công kích. Biến thành giả yếu thi thể, thậm chí cuối cùng còn trực tiếp gió hóa thành cho. Quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, so với tầm thường sát phạt thần thông, không biết muốn khủng bố nhiều ít, đây là trực tiếp lợi dụng thời gian quy luật, để cho năm tháng uy lực, phát huy đến trình độ cao nhất. Mặc dù tại chỗ các võ giả, tuổi thọ cơ hồ không có cuối, nhưng cái này thời gian đạo ấn, lại có thể đem thời gian pháp tắc, lần nữa đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ, để cho bọn họ xem người phàm như vậy. Thê thảm già đi, cuối cùng điêu mất. Không hổ là huyết thần. Phía sau Kim Nghê lão tổ, cũng là khen ngợi không dứt. Ở huyết tử ngục bên trong, huyết thần thời gian đạo ấn, uy danh vô cùng hừng hực, làm người ta sợ hãi. Hiện tại, thấy huyết thần bén nhọn như vậy thủ đoạn, Kim Nghê lão tổ cũng là kính nể, xem ra không bao lâu, huyết thần là có thể trở lại đỉnh cấp, thậm chí là vượt qua ngày xưa thành tựu. Huyết thần tha mạng à. Mà còn lại còn sống võ giả, thời là một cái sợ vỡ mật, rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Huyết thần nhìn bọn họ ngoác đuôi xin xỏ tư thái, ánh mắt lạnh lùng như nước. Nếu như đổi thành trước kia, hắn nhất định là đại khai sát giới, muốn chém giết toàn trường. Nhưng, bây giờ huyết thần, đã không có ngày xưa hung như vậy lệ, hắn ánh mắt quét nhìn toàn trường, nhàn nhạt nói ta có thể tha các ngươi, nhưng... Cái gì? Đám người nghe được huyết thần mà nói, một hồi ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn họ vậy không ngờ tới, huyết thần lại có thể thật chịu thả người. Huyết thần đại nhân, người có gì phân phó? Nghe được có thể còn sống, đám người trong mắt người cũng là hiện ra hy vọng thần sắc, chỉ là không biết huyết thần sẽ sách xảy ra cái gì điều kiện. Quy thuận ta và Nho Tổ, có một cái trăm ngày ước hẹn đến một cái, ta sẽ giết tới Nho Tổ thần điện, và hắn tranh cao thấp một cái, ta cần các ngươi trợ lực. Huyết thần chậm rãi mở miệng, hắn còn tưởng nhớ trăm ngày ước hẹn sự việc, muốn chiến thắng Nho Tổ, hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản. Nếu như có thể thu phục huyết tử ngục bên trong võ giả, liên hiệp các nhà các phái lực lượng, như vậy đối kháng Nho Tổ, chắc chắn liền lớn một phần. Những võ giả này, đều có thể trở thành trợ lực của hắn. Cái gì, sẽ đối kháng Nho Tổ? Rất nhiều cường giả nghe vậy, nhất thời cả kinh thất sắc. Nho Tổ uy danh, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói qua, gần đây còn có tin tức truyền tới, nghe nói hỗn độn cửu tinh bên trong, cường hãn nhất nguyện vọng thiên tinh, ngay tại Nho Tổ trên tay. Viên này nguyện vọng thiên tinh, tín ngưỡng năng lượng kinh khủng, thậm chí đủ để thay đổi thực tế quy luật, để cho nguyện vọng mơ ước trở thành sự thật. Nho Tổ thực lực, đó là vô biên vô tận khủng bố, thần thông nghịch thiên, cho dù là so với thời kỳ tột cùng huyết thần, đều cường hãn hơn. Hiện tại, nghe huyết thần nói, hắn lại có thể và Nho Tổ, có một cái trăm ngày ước hẹn, muốn quyết tử chiến một trận, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Nếu như quyết chiến đứng lên, sợ rằng toàn bộ huyết tử ngục thế lực cộng lại, cũng không địch lại Nho Tổ thần điện. Làm sao, các ngươi không muốn? Huyết thần nghiêng nắm ly hỏa kiếm, trong mắt như sương tuyết vậy lạnh như băng. Không phải, không phải. Đám người thân thể phát run, nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt. Nếu như dám cự tuyệt huyết thần, sợ là tại chỗ sẽ bị chém chết. Nhưng, đám người cũng không có đáp ứng, bởi vì, và Nho Tổ thần điện quyết chiến, đó cũng là một con đường chết. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Yên tâm, chúng ta không phải đơn độc tác chiến, ta còn có bạn. Huyết thần đầu óc bên trong, hiện ra Diệp Thần bóng người. Hắn và Diệp Thần tới giữa, đã vào sanh ra tử quá nhiều lần, hắn và Nho Tổ quyết chiến, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đến lúc đó, có Diệp Thần tương trợ, đối kháng Nho Tổ thần điện, vậy thì có nắm chắc hơn. Đám người nghe được huyết thần mà nói, chố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Lằng nhằng làm gì, chẳng lẽ các ngươi còn có được chọn? Lúc này, Kim Nghê lão tổ dày, huyết thần muốn cùng Nho Tổ quyết chiến, nó Kim Nghê thú tộc vậy chuẩn bị tương trợ. Nghe được Kim Nghê lão tổ mà nói, đám người run run một tí. Đúng là, bọn họ không có lựa chọn khác. Hiện tại huyết thần lực lượng, đã khôi phục lại thời kỳ tột cùng 10/8. Phần lực lượng này, đủ để lần nữa chân áp huyết tử ngục, không có thế lực có thể chống lại. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Rất nhiều các cường giả, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận thực tế, cúi đầu quy thuận. Thà hiện tại phản kháng, bị huyết thần thời gian đạo ấn tiêu diệt, ngược lại không như trực tiếp và Nho Tổ khai chiến, như vậy cho dù chết, ít nhất cũng chết được có giá trị một chút. Rất tốt. Huyết thần ánh mắt híp lại, gật đầu một cái, nội tâm cũng là rất hài lòng. Huyết tử ngục các cường giả, lần nữa biến thành của hắn dưới quyền, đây là đối kháng Nho Tổ một lớn trợ lực. Nho Tổ, hôm nay ta thực lực, mặc dù còn khó hơn lấy chiến thắng ngươi, nhưng chí ít, sẽ không giống như trước nữa chật vật như vậy. Huyết thần ánh mắt chớp động chiến ý, trước kia hắn đối mặt Nho Tổ, vô cùng chật vật, thậm chí ngay cả tay cánh tay cũng bị chém đứt. Nhưng giờ khắc này, chấp trưởng khắc tình ly hỏa kiếm, khôi phục thời gian đạo ấn thần thông. Lần nữa khống chế huyết tử ngục, hắn đã là lột xác, Nho Tổ muốn sau đó là giết hắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mà bên kia, Diệp Thần còn ở chỗ kia tường đổ tàn viên chi địa, yên lặng tu luyện. Ngày xưa Diệt Vô Cực, và Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong quyết đấu, những thứ này chiến đấu hình ảnh, Diệp Thần thật sâu cảm ngộ, vậy thu được ích lợi lương hơn. Còn có Diệt Vô Cực chỉ điểm, hủy diệt đạo ấn phương pháp tu luyện, Diệp Thần vậy toàn bộ hiểu ra ở tim. Giờ phút này, Diệp Thần thân thể bên trong,
có kinh khủng hủy diệt năng lượng thả ra ngoài, hình thành một tầng hủy diệt gió bão, ở hắn quanh thân vần quanh, khí thế khá là khủng bố. Nhưng, những thứ này hủy diệt gió bão, vẫn là tầng 6 tiêu chuẩn. Diệp thần hủy diệt đạo ấn, còn dừng lại ở tầng 6, cũng không có chân chính đột phá. Đáng chết, làm sao còn không có thể đột phá? Diệp thần cắn răng, không nghĩ tới tu luyện hủy diệt đạo ấn, lại có thể sẽ gian nan như vậy. Hiện tại hắn đã mò tới thất trọng thiên ngưỡng cửa, nhưng thủy chung là thiếu chút xíu nữa, thật giống như cách một tầng cửa sổ giấy, từ đầu đến cuối không cách nào thoát phá. Không nghi ngờ chút nào, diệp thần hủy diệt đạo ấn uy lực, so trước kia là tăng lên rất nhiều, nhưng cái này tăng lên, còn chưa tới chất biến bước, cũng không có chân chính đột phá tới thất trọng thiên. Nếu như ở trăm ngày ước hẹn trước, không cách nào đột phá hủy diệt đạo ấn những ràng buộc, vậy diệp thần thất bại, tuyệt không thể nào là nho tổ địch thủ. Tiền bối, ta vì sao vẫn không thể đột phá? Diệp thần không kềm chế được, mở mắt ra, hướng một bên diệt vô cực hỏi. Diệt vô cực một mực ở diệp thần bên người, nhìn hắn tu luyện, thay hắn hộ pháp. Nghe được diệp thần bây giờ hỏi, diệt vô cực nhưng là ha ha cười một tiếng, nói, hủy diệt, là nguyên thủy tam đạo một trong, nơi nào có đột phá dễ dàng như vậy. Năm đó ta hủy diệt đạo ấn từ tầng 6 đến thất trọng thiên, ước chừng hao phí hơn ngàn năm thời gian, người cái này mới qua bao lâu. Không nên quá gấp nóng này. Hơn ngàn năm, diệp thần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn cũng không có như thế nhiều thời gian có thể lãng phí. Không được, tiền bối, ta không kịp đợi, nhưng có nhanh chóng biện pháp đột phá. Nhanh chóng đột phá, ha ha, trừ phi ngươi có thiên võ ngọa long kinh. Diệt vô cực cười một tí, nói. Thiên võ ngọa long kinh. Diệp thần tim nhất thời co rút nhanh. Hắn tuy ở thiên võ thánh vò tiếp xúc qua thiên võ ngọa long trải qua một phần chia, nhưng cuối cùng không phải nguyên vẹn. Diệt vô cực nói, không sai, hủy diệt đạo ấn cần tích lũy, mà thiên võ ngọa long kinh chú trọng hậu tích bạc phát, người võ đạo nội tình cực sâu, nếu như có thiên võ ngọa long trải qua nổ, đủ để ngay tức thì đột phá, đáng tiếc cái này bản kinh thư, là võ tổ thần thông, từ võ tổ chết sau đó, đã sớm tán mất, liền thượng vị giả cũng không biết rơi ở nơi nào. Diệp thần cười khổ một tí, sử dụng thiên võ ngọa long trải qua tổng cương, nói thiên võ ngọa long kinh, ta đây là có một trang. Vẫn là tổng cương. Cái gì? Diệt vô cực vừa nghe, nhất thời bị sợ hết hồn, ánh mắt nhìn về tờ kia kinh thư tổng cương. Chỉ gặp vậy một trang tổng cương, bị tầng tầng cấm chế xiềng xích, gắt gao chất khốc, căn bản không thấy rõ nội dung. Tiền bối, trừ thiên võ ngọa long kinh, còn có không có biện pháp khác. Trang này kinh thư tổng cương, ta đã lĩnh ngộ qua một lần, ở cấm chế mở ra trước, ta cũng không có thể lại dẫn ngộ lần thứ hai. Diệp thần không biết làm sao, thu hồi trang này kinh thư. Ban đầu ở thiên võ thánh vào thời điểm, hắn bắt được trang này kinh thư, cũng đã hiểu qua một lần, hiện tại tạm thời là vô dụng, trừ phi đem cấm chế hoàn toàn mở ra. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ có loại vật này. Diệt vô cực một hồi rung động, tự nhiên biết thiên võ ngọa long trải qua giá trị, không nghĩ tới lại có thể sẽ ở diệp thần trong tay, coi như chỉ là một trang tổng cương, vậy cũng không được. Thật không hổ là luân hồi chi chủ. Vậy ngươi Hồng Mông Đại Tinh không luyện thành chưa? Diệt vô cực khen ngợi không dứt. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, quả nhiên là khí vận mạnh mẽ, coi như là thái thượng thiên nữ, Hồng Thiên Kinh này đám nhân vật, cũng không có thiên võ ngọa long kinh nơi tay. Diệp thần nói, may mắn luyện thành. Diệt vô cực trầm ngâm một hồi, nói, ngươi nếu đã luyện thành Hồng Mông Đại Tinh không, ta có một nơi, có thể đề cử ngươi đi thử một chút. Nói không chừng có thể đột phá ngươi hủy diệt đạo ấn. Diệp thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi nói, không biết là địa phương nào, xin tiền bối chỉ giáo. Hiện tại diệp thần muốn nhất, chính là mau sớm tăng lên hủy diệt đạo ấn uy lực, là trăm ngày ước hẹn làm chuẩn bị. Nhưng, hủy diệt, là nguyên thủy tam đạo một trong, đột phá dị thường khó khăn, càng về sau, càng khó khăn tăng lên, diệp thần đã gặp cổ trai. Diệt vô cực do dự một tí. Nói ta ở mấy chục ngàn năm trước, có một cái kết vợ chưa cưới tử, nàng kêu Huyễn Trần Yên, tinh thông hồn kỹ cùng ảo thuật, càng có một đạo thuật pháp, có thể để cho võ giả trải qua vạn năm ảo cảnh, đối với võ giả đạo tâm cùng với lĩnh ngộ, có trợ giúp cực lớn. Vạn năm ảo cảnh. Diệp thần trong lòng động một cái, hắn dưới mắt thiếu nhất, chính là thời gian, nếu quả thật có thể trải qua vạn năm ảo cảnh, dựa vào vạn năm tháng bể dâu tích lũy,
vậy hủy diệt đạo ấn nhất định có thể đột phá. Diệt Vô Cực nói, vậy vạn năm ảo cảnh, bố trí ra sau đó, chỉ cần 10 ngày, là được để cho người trải qua vạn năm, người nếu như muốn nhanh chóng đột phá, đây là biện pháp duy nhất. 10 ngày chính là 10.000 năm. Diệp Thần con ngươi hơi co rút lại, nếu quả thật có cường hãn như vậy thần thông, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, chỉ cần 10 ngày, là có thể ở trong ảo cảnh tu luyện vạn năm, chật vật đi nữa thần thông, đều có thể đột phá. Diệt Vô Cực thở dài một cái, nói, nhưng, ta cái này thê tử, ở mấy chục ngàn năm trước, liền và ta mỗi người một ngã, người nếu như muốn cầu nàng ra tay, nàng chưa chắc chịu. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, nói tiền bối, ta muốn đi thử một chút. Đây là dưới mắt duy nhất biện pháp, Diệp Thần không muốn bỏ qua, nếu như cần muốn trả giá cái gì thù lao nói, Diệp Thần vậy nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể luyện chế ra một đống lớn đan dược đi ra, làm thù lao. Diệt Vô Cực khẽ gật đầu một cái, nói, không như vậy dễ dàng, vậy vạn năm ảo cảnh bí pháp, đối với thê tử ta mà nói, chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt, thi triển một lần, liền phải hao phí hàng loạt linh lực và máu tươi, nàng sẽ không dễ dàng giúp người. Diệp Thần nói, ta có thể tặng hàng loạt đan dược và đạo tinh dùng làm thù lao. Diệt Vô Cực nói, nàng tính tình cổ quái, người coi như đưa lại hơn lễ vật cho nàng, nàng cũng chưa chắc chịu ra tay. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ lóe lên, nhìn Diệt Vô Cực bộ dáng này, hiển nhiên hắn và hắn thê tử tới giữa, ngăn cách không nhỏ, đã đến gặp nhau sinh oán bước. Tiền bối, ta cũng không muốn ngươi làm khó, chỉ cần ngươi nói cho ta địa chỉ, chính ta đi trước. Diệp Thần nói, Diệt Vô Cực trần chờ một tí, cuối cùng thở dài nói, được, ta nói cho ngươi, thê tử ta ở tại Huyễn Trần Phong, chỗ đó ở thiên nhân vực trung tâm. Lập tức Diệt Vô Cực đem Huyễn Trần Phong vị trí cụ thể, tiết lộ cho Diệp Thần. Huyễn Trần Phong. Diệp Thần trong lòng động một cái, âm thầm nhớ. Diệt Vô Cực nói, ngươi nếu quả thật phải đi, không muốn tiết lộ ta tên chữ, miễn được chọc nàng tức giận, nếu như bị nàng biết, ngươi là ta kêu đi, nàng nhất định phải giết ngươi hả giận. Diệp Thần nói, hụ hụ, tốt, tiền bối, ta biết. Xem ra Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên, cái này vợ chồng tới giữa. Thủ oán xác thực không cạn, lại còn muốn giết phạt mặt đối mặt. Được, người đi đi, chúc người thuận lợi. Diệt Vô Cực phất phất tay, nhưng là có chút ý hưng lan san hình dáng, ánh mắt phiêu phiêu miểu miểu, hiển nhiên là hồi tưởng lại ngày xưa trải qua. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng này, cũng biết hắn và Huyễn Trần Yên tới giữa, ân ái bất hòa sợ rằng không nhẹ. Tiền bối, vậy ta cáo từ. Diệp Thần cũng không hỏi nhiều, chắp tay một cái, tạm biệt Diệt Vô Cực. Lúc này biến dạng hư không, hướng Huyễn Trần Phong đi. Huyễn Trần Phong, không biết là một cái địa phương nào, vì sao ta mơ hồ tới giữa, sẽ có nhân quả tương liên kích động. Diệp Thần một đường chạy tới Huyễn Trần Phong, trong sâu thẳm, nhưng trong lòng thì dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Đó là nhìn trời cơ hội nhân quả bén nhạy bắt. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được, ở Huyễn Trần Phong bên trong, có thể sẽ gặp người quen. Ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không đi qua Huyễn Trần Phong, sẽ gặp cái gì người quen. Diệp Thần cau mày, cái này cổ nhân quả tương liên kích động, để cho người cảm thấy hết sức quen thuộc cùng ấm áp, hắn cũng là kỳ quái. Thôi, cùng đi đến Huyễn Trần Phong, tự nhiên liền biết được. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều, liền tiếp tục hướng Huyễn Trần Phong đi. Hư không biến dạng dưới, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một nén hương thời gian không tới. Liền chạy tới mục tiêu. Trước mắt, là một tòa mây mù vòng đỉnh núi, như người gian tiên cảnh, giữa núi có từng con bạch hạc, chậm rãi bay vút lên trước, trên núi mơ hồ truyền tới chuông vang thanh âm, du dương bay xa. Nơi này chính là Huyễn Trần Phong sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhưng phát hiện cả tòa Huyễn Trần Phong, cũng bao phủ vô số ảo cảnh trận pháp, rất nhiều trận pháp ánh sáng, biến thành ảo ảnh ảo cảnh, giữa không trung bên trong có phủ động hòn đảo. Thành phiến cung điện kiến trúc, vô cùng lộng lẫy nguy nga. Vãn bối Diệp Thần, cầu gặp Huyễn Trần Phong chủ nhân, mời khai sơn gặp nhau. Diệp Thần cao giọng kêu lên, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, truyền tới Huyễn Trần Phong bên trong. Nhưng, Huyễn Trần Phong bên trong, nhưng là không có bất kỳ người trả lời, nơi đây một phiến ninh vắng vẻ, tựa như không có người ở, chỉ có mây khói bạch hạc. Vãn bối Diệp Thần, cầu gặp Huyễn Trần Phong chủ nhân. Diệp Thần lần nữa tướng kêu, nhưng vẫn là không có trả lời. Chuyện gì xảy ra,
chẳng lẽ cái này Huyễn Trần Phong, một người cũng không có sao? Diệp Thần trong lòng tò mò, ngự gió bay về phía Huyễn Trần Phong, nhưng đỉnh núi tới giữa, cấm chế lực cản cực lớn, trừ phi dùng sức mạnh đánh, nếu không không cách nào bay vào đi. Thấy vậy, Diệp Thần nhướng mày một cái, không thể làm gì khác hơn là đi tới dưới chân núi, từ dưới chân núi đi bộ đi đường, bước vào Huyễn Trần Phong bên trong. Vừa đi vào Huyễn Trần Phong, Diệp Thần liền cảm giác tinh thần sảng khoái, nơi này thiên địa linh khí, tựa hồ so ngoại giới đậm đà rất nhiều, để cho người hít thở một cái, liền cảm giác tâm thần sảng khoái. Nhưng mà, đi không mấy bước, Diệp Thần nhưng đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt vặn vẹo, nhưng là xuất hiện hư ảo cảnh tượng, lại có thể sống sờ sờ xuất hiện thiên quân vạn mã, có vô số binh mã chiến tướng, điên cuồng hướng hắn tập sát tới. Không tốt, là ảo cảnh. Diệp Thần vừa thấy, nhất thời tỉnh ngộ, biết mình lâm vào ảo cảnh bên trong. Chỗ tòa này Huyễn Trần Phong, bố trí nhiều vô cùng ảo cảnh trận pháp, đã hoàn toàn sáp nhập vào trong không khí. Lúc ở bên ngoài, Diệp Thần dựa vào bén nhạy trận pháp tu vi, vẫn có thể thấy rõ, nhưng hiện tại đi sâu vào trong núi, người trong cuộc mơ hồ, cũng không cẩn thận xúc động ảo trận. Trước mắt thiên quân vạn mã, xung phong chém giết, cũng là ảo cảnh. Nhưng Diệp Thần biết, ảo cảnh có thể vặn vẹo người tinh thần, ở trong ảo cảnh bị giết chết, người óc, vậy sẽ phán định thân thể tử vong, trong thực tế vậy sẽ trực tiếp chết đi. Hồng Mông đại tinh không, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt như điện, rất nhanh tỉnh táo lại, bàn chân đạp một cái, lập tức thả ra Hồng Mông đại tinh không. Rào! Một phiến tinh không sáng chói, lúc này ở Diệp Thần trên đỉnh đầu tạo ra, vô số ngôi sao ánh sáng, cuồn cuộn trút xuống. Ngay tức thì, Diệp Thần đắm chìm trong tinh thần chói lọi bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, đầu óc liền rõ ràng. Cái này Hồng Mông đại tinh không, đối kháng ảo cảnh, có đặc biệt hiệu quả, có thể trấn áp hết thảy ảo ảnh. Xuy xuy xuy, ngôi sao ánh sáng, từ chân trời ào ào rơi xuống, Diệp Thần trước mắt thiên quân vạn mã, các loại chiến trường ảo ảnh, một lần đến ánh sao cọ rửa, lập tức phân giải hòa tan, biến thành khói trắng, lượn lờ bốc hơi lên tiêu tán. Trong phút chốc, tất cả ảo cảnh dị tượng, đều là biến mất, hoàn toàn bị Hồng Mông tinh không nghiền nát. Diệp Thần trước mắt, lần nữa khôi phục sơn thanh thủy tú hình dáng, tựa như hết thảy cũng không có phát sinh qua. Người trong cuộc mơ hồ, ta có thể được cẩn thận một chút. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, lên tinh thần, tiếp tục đi Huyễn Trần Phong đỉnh núi đi tới. Hắn quanh thân, từ đầu đến cuối còn quấn Hồng Mông tinh không khí tượng, vững vàng bảo vệ được mình. Diệp Thần rất rõ ràng, đi sâu vào trong cuộc, muốn lại biết rõ ảo cảnh trận pháp, tuyệt không phải chuyện dễ, rất có thể sẽ lần nữa kích động ảo trận. Cho nên, trước thời hạn dùng Hồng Mông tinh không bảo vệ, là tốt nhất lựa chọn. Diệp Thần hồn lực, cũng là thả ra ngoài, cẩn thận đề phòng. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, rốt cuộc bị ta tìm được ngươi. Đột nhiên, một đạo già nua tiếng quát, ở Diệp Thần bên tai nổ vang. Chỉ gặp một cái mái tóc suy trắng ông già, cả người kéo xích sắt, trong tay xách một cái sát phạt ngập trời trường kiếm, từ một bên trong rừng cây liều chết xung phong đi ra, cười lớn khua kiếm giết hướng Diệp Thần. Lại là Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần đột nhiên thấy Hồng Thiên Kinh, nhất thời bị sợ hết hồn, ra đầu phát nổ. Hồng Thiên Kinh không phải bị phong ấn ở lòng đất sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hồng Thiên Kinh múa kiếm chém về phía Diệp Thần đầu lâu, kiếm chiêu không có chút nào xinh đẹp, tràn đầy cực hạn mũi nhọn. Diệp Thần vội vàng nghiêng người chớp mắt, né tránh Hồng Thiên Kinh nhất kích, sau đó mau chóng tỉnh ngộ. Không đúng, đây là ảo giác. Hồng Thiên Kinh còn bị phong ấn, hiển nhiên không thể nào xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần trước mắt Hồng Thiên Kinh, chỉ là nội tâm hắn ảo giác mà thôi. Thật là cường hãn ảo trận, lại còn có thể làm nhân tâm ở giữa ác mộng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra Diệt Vô Cực vị kia thê tử, Huyễn Trần Yên ảo thuật thủ đoạn, đích xác là vô cùng cao minh. Nhưng mà, cho dù là ảo giác, Diệp Thần trước mắt Hồng Thiên Kinh, đều là vô cùng đáng sợ, nếu như hơi lơ là, Diệp Thần liền phải bị giết, bị trong lòng mình ác mộng giết chết. Hồng Mông tinh không, hồn lực mở hết. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đem Hồng Mông tinh không thi triển đến trình độ cao nhất, vô cùng tinh không sáng chói đồ cảnh, hoàn toàn đem hắn cùng Hồng Thiên Kinh bao phủ ở. Mà hắn tinh thần hồn lực,
cũng là mở đến cực hạn, quanh thân hồn lực trào đáng, như thủy triều đánh vào đi ra ngoài. Oanh! Hồng Thiên Kinh ảo ảnh thân hình, gặp phải Diệp Thần Hồng Mông tinh không và hồn lực đả kích, nhất thời kịch liệt lay động, sau đó giống như lưu tán khinh yên vậy, theo gió tan mất. Chỉ là nhất kích, Diệp Thần liền kích phá ảo ảnh, lần nữa trở lại thế giới hiện thật. Hô! Diệp Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy tinh thần lanh lẹ, không nói ra được thoải mái thông suốt. Hiển nhiên, đánh bại Hồng Thiên Kinh ảo ảnh, Diệp Thần coi như là đánh vỡ trong lòng ác mộng, tâm cảnh lại có tiến bộ, sau này thì coi là đối mặt chân chính Hồng Thiên Kinh, cũng sẽ không lùi bước sợ. Cái này ảo trận, ngược lại là có chút ảo diệu. Diệp Thần trong lòng động một cái, xem ra Diệt Vô Cực nói là sự thật, ảo ảnh bí cảnh vậy có thể trợ giúp người đột phá. Hắn chiến thắng Hồng Thiên Kinh ảo ảnh, tâm cảnh ngay tức thì tiến bộ, nếu quả thật cho hắn vạn năm thời gian, ở vạn năm trong ảo cảnh cảm ngộ tu luyện, khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Ôm tâm tình mong đợi, Diệp Thần sải bước đi đỉnh núi bay vút đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đạp phải ảo trận, quả thực không thiếu, thật may hồn của hắn lực đủ quá cường hãn, hơn nữa Hồng Mông đại tinh không, cũng vừa tốt có thể khắc chế ảo ảnh, cho nên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Những thứ này ảo trận đối với người bình thường mà nói, có thể vô cùng khó giải quyết, nhưng cũng không thể thương tổn tới Diệp Thần. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần chính là đi tới Huyễn Trần Phong đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, xây dựng trước một tòa cổ xưa cung điện, khói mù vần quanh. Nơi này còn quấn khói mù, lại là 33 thiên hồng mông cổ pháp, mưa bụi phúc thiên sương mù. Đi tới nơi này, Diệp Thần ngay tức thì bắt được nhân quả, thiên cơ thấy rõ dưới. Lại phát hiện giả thiên ma đế hồng nhan chi kỷ, vị kia kêu phi giao đại đế vũ chỉ giao cô gái, kiếp trước chính là ở chỗ này tu luyện. Nơi đây, là ngày xưa phi giao đại đế vũ chỉ giao sư môn thánh địa. Lúc đầu lại là phi giao đại đế trước kia sư môn. Diệp Thần rất là ngạc nhiên, đi tới cung điện lối vào, phát hiện có cái giữ cửa nữ đệ tử. Nơi này là có người, ta còn lấy là không người. Diệp Thần trong lòng động một cái. Bước qua trùng trùng khói mù, đi lên phía trước. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Vậy giữ cửa nữ đệ tử, vừa nhìn thấy Diệp Thần, nhất thời kinh hãi, vội vàng uống trở, ánh mắt tràn đầy phòng bị. Tại hạ Diệp Thần, là phi giao đại đế bằng hữu, đặc biệt đi cầu gặp Huyễn Trần Phong chủ nhân Huyễn Trần Yên, xin thông báo một tiếng. Diệp Thần chắp tay, ghi tên số. Hắn cũng không có đề cập Diệt Vô Cực, chỉ nói là phi giao đại đế bằng hữu. Năm đó thất đại thần quốc, có thiên ma chi loạn, phi giao đại đế, sùng quang đại đế cùng nhóm cao thủ, đã từng tổ chức qua liên minh, cùng chống lại. Ngươi là phi giao tỷ tỷ bằng hữu. Vậy giữ cửa nữ đệ tử nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, quả nhiên bắt được một chút phi giao đại đế nhân quả hơi thở, xem ra Diệp Thần không có nói láo, hắn đúng là và phi giao đại đế từng có sự giao hảo. Đúng vậy. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Không được. Huyễn Trần Phong chỉ cho phép cô gái bước vào, tuyệt không cho phép người đàn ông đi vào. Phi giao tỷ tỷ không thể nào không hiểu quy củ, làm sao sẽ để cho ngươi tới đây. Ngươi nói thật. Vậy giữ cửa nữ đệ tử, giọng vẫn là mang một chút cảnh giác, không để cho Diệp Thần đi vào, ngược lại hỏi Diệp Thần ý đồ. Ta có chuyện rất trọng yếu, muốn thỉnh giáo Huyễn Trần Yên tiền bối, xin cô nương châm trước một chút. Diệp Thần mỉm cười, đưa tới một nhóm đan dược. Nữ đệ tử kia cũng không dám thu, nói, sư phụ đang bế quan, chăm sóc huấn luyện một vị đệ tử mới, người bất kỳ đều không gặp, người đi về trước đi, nàng trăm năm sau xuất quan, người đến lúc đó lại tới. Trăm năm sau đó, Diệp Thần sắc mặt cứng đờ, nụ cười nhất thời đọng lại, hắn cũng không thời gian đến khi trăm năm sau đó. Làm sao, chẳng lẽ người muốn xông vào sao? Vậy giữ cửa nữ đệ tử đề phòng, hơi lui về phía sau một bước. Tựa hồ là lo lắng Diệp Thần muốn xông vào. Cô nương đừng hiểu lầm, ta không có địch ý. Diệp Thần nhất thời nhức đầu không thôi, nếu như không thể thấy Huyễn Trần Yên mà nói, chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Diệp Bức Phương, ta cảm ứng được ngươi hơi thở, quả nhiên là ngươi. Ngay tại Diệp Thần lấy là muốn không công mà về lúc đó, một đạo thon nhỏ lại quen thuộc bóng người, nhưng là từ trong đại điện chạy như bay ra. Đó là một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Không phải người khác, chính là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần thấy Kỳ Lâm, nhất thời mừng rỡ không thôi, không dám tin tưởng mình ánh mắt.
Diệp Bức Vương, thật lâu không gặp à. Kỷ Lâm cũng là vô cùng hưng phấn, chim non vậy chạy như bay tới, lao vào Diệp Thần trong ngực. Hai người ôm thật chặt ôm một tí, biểu đạt sau khi chia tay nhớ nhung. Thánh nữ đại nhân, ngươi làm sao đi ra? Ngươi, các ngươi quen biết. Vậy giữ cửa nữ đệ tử, thấy Kỷ Lâm và Diệp Thần như vậy quen thuộc hình dáng, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hắn kêu Diệp Thần, là ta bạn thân nhất, ngươi không nên làm khó hắn. Kỷ Lâm hì hì cười một tiếng, kéo Diệp Thần cánh tay, hướng nữ đệ tử kia nói. Phải, thuộc hạ biết tội. Nữ đệ tử kia lật đật cúi đầu nhận sai, hiển nhiên vô cùng là kính sợ Kỷ Lâm. Diệp Bức Vương, chúng ta vào đi thôi. Kỷ Lâm rất là cao hứng, kéo Diệp Thần nghênh ngang, tiến vào Huyễn Trần Phong trong cung điện đi. Cung điện bên trong, rất nhiều các nữ đệ tử, thấy Kỷ Lâm lại có thể kéo một người đàn ông đi vào, đều là chố mắt nghẹn họng, hoảng sợ không thôi, có người cẩn thận đi lên hỏi, đều bị Kỷ Lâm đuổi đi. Kỷ Lâm, ngươi, là nơi này thánh nữ. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Diệp Bức Vương, ban đầu ta và trước kia sư phụ Tham Lang Đại Đế, sau khi tách ra, liền bất ngờ đụng phải một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ. Kỷ Lâm mặt mày hớn hở, hướng Diệp Thần giải thích gần đây gặp gỡ. Lúc đầu, Kỷ Lâm nói tạm biệt Tham Lang Đại Đế sau đó, bất ngờ đụng phải một vị cô gái thần bí, chính là Huyễn Trần Phong chủ nhân, Diệt Vô Cực trước kia thê tử, Huyễn Trần Yên. Huyễn Trần Yên gặp Kỷ Lâm thông minh, lại thân trong lòng độc thể. Chính là các nàng bố trí Huyễn Độc Thần trận cần, liền mời Kỷ Lâm tới Huyễn Trần Yên, sắc phong nàng thành thánh nữ. Nơi này các tỷ tỷ, cũng đối với ta rất tốt. Kỷ Lâm cười hì hì nói, hiển nhiên đối với trở thành thánh nữ sau sinh hoạt, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng bởi vì còn tấm bé và tính cách đòi vui, thật ra thì đã thành Huyễn Trần Phong đoàn cương triều, người người đều thích nàng, chỉ là bởi vì phong chủ Huyễn Trần Yên nóng nảy nghiêm nghị quái gỡ, ngày thường dạy dỗ cực nghiêm. Môn hạ người đều là nơm nớp lo sợ thói quen, cho dù thích Kỷ Lâm, ngoài mặt vẫn là phải duy trì tôn ti có khác biệt, cung kính sợ hãi hình dáng. Không nghĩ tới ngươi lại có này cùng kỳ ngộ. Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, khó trách ở lúc tới, hắn thì có một loại nhân quả tương liên dự cảm, lúc đầu Kỷ Lâm lại có thể thành nơi này thánh nữ, địa vị đứng sau phong chủ Huyễn Trần Yên. Kỷ Lâm, vậy ta mới vừa ở bên ngoài kêu khai sơn môn, các ngươi không nghe được sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Không có à, Diệp Bức Vương, chúng ta chỗ tòa này Huyễn Trần Phong, có trăm ngàn tòa ảo trận bao phủ, cái gì nhân quả cũng ngăn cách chạy đi. Sư phụ nói muốn bế quan bày trận, ở Huyễn Độc Thần trận bố trí xong trước, tuyệt đối không thể nào đi ra ngoài, nếu không chắc là phải bị sau lưng kẻ địch để mắt tới. Kỷ Lâm giọng mang vẻ ngưng trọng. Diệp Thần hỏi, Huyễn Độc Thần trận, các ngươi phải đối phó địch nhân gì? Kỷ Lâm nói, sư phụ bảo là muốn đối phó Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần cả kinh nói, Hồng Thiên Kinh. Kỷ Lâm nói, ừ, sư phụ nói, Hồng Thiên Kinh là rất lợi hại, rất đại nhân vật lợi hại, một đầu ngón tay, liền có thể cầm chúng ta toàn bộ giết chết, cho nên chúng ta muốn ẩn núp, không thể tùy tiện bại lộ, hơn nữa nhất định phải bố trí ra Huyễn Độc Thần trận, mới có thể đối kháng Hồng Thiên Kinh dưới quyền. Còn như Hồng Thiên Kinh đây, đó là không có thể có thể đánh thắng hắn. May mắn sư phụ tốt nói, hắn thứ đại nhân vật này, là khinh thường cùng chúng ta là địch, phải ra tay cũng là dưới tay hắn con cờ ra tay, cho nên chỉ cần ngăn trở dưới tay hắn con cờ, vậy là được rồi. Diệp Thần nghe xong Kỷ Lâm mà nói, ánh mắt chớp động. Xem ra, năm đó Diệt Vô Cực, bị Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh để mắt tới, vậy liên lụy đến Huyễn Trần Yên. Cho nên, Huyễn Trần Yên mới sẽ ẩn núp, cũng ở sau lưng âm thầm bày trận. Muốn dựa vào vậy Huyễn Độc Thần trận, đối kháng có thể uy hiếp. Mà Kỷ Lâm thành tựu nghịch thiên độc thể tồn tại, chính là bố trí Huyễn Độc Thần trận mấu chốt. Cho nên, Kỷ Lâm thành Huyễn Trần Phong thánh nữ, hưởng thụ được liền cực lớn tôn vinh. Mặc dù Huyễn Trần Yên có lợi dụng Kỷ Lâm hiềm nghi, nhưng từ Kỷ Lâm trong giọng nói tới xem, Huyễn Trần Yên đối với Kỷ Lâm là thật không tệ. Đúng rồi, Diệp Bức Vương, ngươi là làm sao đi lên? Trên núi có như thế nhiều ảo trận. Người bình thường đã sớm bị giết chết. Kỷ Lâm tươi ngon mọng nước mắt to, nhìn về Diệp Thần, nhưng là một mặt ngây thơ hình dáng. Hiển nhiên, nàng là không có tim không có phổi thói quen, cũng không để ý nhân vật lớn gì tranh đấu, chỉ biết là Huyễn Trần Yên đối nàng cực tốt, nàng tự nhiên vậy thì nguyện ý trợ giúp báo đáp.
Chỉ là, nàng thật là tò mò, Diệp Thần rốt cuộc là làm sao đi lên. Xem Diệp Thần ung dung tự nhiên hình dáng, dọc theo con đường này núi, hiển nhiên không có bị thương. Ngươi cũng gọi ta Diệp Bức Vương, ngươi cảm thấy chính là ảo trận, có thể ngăn ta lại. Diệp Thần cười một tiếng, xoa xoa Kỷ Lâm đầu nhỏ. Lại đang khoác lác, biết ngươi lợi hại. Kỷ Lâm le lưỡi một cái. Đúng rồi, ta muốn gặp sư phụ ngươi Huyễn Trần Yên, ngươi giúp ta truyền đạt một tí. Dừng một chút, Diệp Thần nghiêm mặt nói. Gặp sư phụ ta, ngươi muốn làm cái gì? Kỷ Lâm hồ nghi hỏi. Ta nghe nói nàng có một môn thần thông, có thể để cho người ở trong ảo cảnh mặt, trải qua vạn năm, mà ngoại giới chỉ trải qua 10 ngày, ta muốn cầu nàng ra tay, để cho ta tiến vào ảo cảnh, ta muốn ở bên trong tu luyện đột phá. Diệp Thần đạo minh ý đồ. À, ngươi nói là Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật. Kỷ Lâm cả kinh, kêu lên. Diệp Thần nói, Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật. Kỷ Lâm gật đầu nói, ừ, đây là 33 thiên hồng mông nguyên thuật một trong. Là từ mưa bụi phúc thiên sương mù lột xác thăng cấp mà thành, vô cùng khó tu luyện, cái này thế gian chỉ có sư phụ ta Huyễn Trần Yên nắm giữ, đích xác có thể để cho người tiến vào ảo cảnh, nhưng đối với tinh thần hồn lực yêu cầu, cao vô cùng. Diệp Thần cười nói, ta hồn lực, cường độ hẳn đủ. Kỷ Lâm nói, không phải, Diệp Bức Vương, ngươi không nên tùy tiện khoác lác, vậy Yên Vũ Huyễn Cảnh rất đáng sợ, ngươi nếu là tiến vào, liền không cẩn thận. Liền sẽ bị lạc ở ảo cảnh trong thế giới, vĩnh viễn cũng không ra được, sư phụ ta cũng nghĩ tới để cho ta vào đi tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối không dám, sợ ta xảy ra chuyện. Diệp Thần trầm ngâm một tí, nói, bất kể như thế nào, người đi gọi sư phụ ngươi đi ra, ta muốn cùng nàng nói một chút. Kỷ Lâm bĩu môi, nói, được rồi, nếu ngươi không sợ chết, vậy thì tùy ngươi, mọi người bằng hữu một chàng, nếu như ngươi chết, ta sẽ thay ngươi nhặt xác. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, ngươi con bé này, biết nói sao đây, mau đi đi. Kỷ Lâm hừ một tiếng, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng xoay người tiến vào đại điện chỗ sâu. Diệp Thần nhìn nàng rời đi hình bóng, trong lòng cũng biết Kỷ Lâm là ở quan tâm mình. Nhưng, tiến vào ảo cảnh tu luyện, đây là Diệp Thần trước mắt biết, duy nhất có thể được nhanh chóng đột phá phương pháp. Nếu như hủy diệt đạo ấn không đột phá, cùng trăm ngày ước hẹn tới. Hắn nhất định là không địch lại Nho Tổ. Chờ đợi một hồi, Diệp Thần chợt thấy, trong không khí tràn ra từng luồng khói hơi nước khí, vô số sương mù cuồn cuộn lững lờ, có từng cái xinh xắn cô gái, từ sương mù bên trong nổi lên. Nhưng quỷ dị chính là, cái này từng cái đàn bà xinh đẹp, Diệp Thần đều là vô cùng quen thuộc. Vì sao Diệp Thần sẽ xuất hiện như vậy diễn cảm? Chính là bởi vì những thứ này đàn bà xinh đẹp chính là Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tôn Di. Hạ Nhược Tuyết, Tử Ngưng Vân. Vân, hắn một đám hồng nhan chi kỷ, lại có thể mắt mang thu thủy, mặt đầy quyến rũ, bước liên tục mang thơm gió, hướng hắn đi tới. Mà bọn hắn miệng anh đào nhỏ bên trong, cũng là phát ra tất cả loại mỹ mi âm, cái gì nhớ nhung tiếng nói, muốn bị thương yêu tiếng nói, đều là thổ lộ, chọc người trìu mến. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Trong phút chốc, hắn hồng nhan chi kỷ cửa, cũng vây lại. Oanh oanh yến yến, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa không nhìn được muốn trái ôm phải ấp, hưởng thụ một tí tề nhân chi phúc. Không đúng, cái này là ảo ảnh. Nhưng mà, Diệp Thần tâm tính bén nhạy, lập tức liền phát hiện, những thứ này hồng nhan cảnh đẹp, cũng là ảo giác mà thôi, cũng không phải là chân thực. Muốn trái ôm phải ấp, nơi nào có như thế đơn giản. Nhưng, coi như biết rõ là ảo giác, thấy chung quanh từng tờ một mặt tuyệt mỹ bàng. Cái mũi ngửi đến bọn hắn mùi thơm, Diệp Thần đều có loại tâm hồn câu cảm giác say, thật không muốn tỉnh lại, chỉ muốn vĩnh viễn chìm đắm vào ở ảo mộng bên trong, quên mất nhân gian hết thảy ưu sầu. Võ tổ đạo tâm, lăng tiêu võ ý, bảo vệ chân linh. Diệp Thần hít sâu một hơi, biết mình còn gánh vác vô cùng trọng yếu trách nhiệm, tuyệt không thể ở chỗ này bị lạc. Võ tổ đạo tâm bùng nổ, Diệp Thần tâm thần khôi phục lạnh lùng, mà lăng tiêu võ ý cũng là mở, thần uy như ngục. Đem chung quanh tất cả hồng nhan ảo ảnh, toàn bộ phá hủy. Thấy từng cái hồng nhan chi kỷ, mất đi ở bên trong tay mình, Diệp Thần trong lòng mơ hồ kích động, coi như biết rõ là ảo giác, nhưng dẫu sao là người phụ nữ mình, như vậy phá hủy, hắn trong lòng thực là yêu thương, thậm chí lo lắng rất nhiều hồng nhan, trong thực tế sẽ gặp liên lụy. Được, tốt, thật là cường hãn đạo tâm,
lại có thể thoát khỏi ta ảo ảnh trói buộc, tâm tính cương nghị mà không tàn nhẫn, đáng quý. Một hồi tiếng vỗ tay truyền tới. Diệp Thần trước mắt ảo giác biến mất, mưa bụi mờ ảo gian, một cái cung trang người Mỹ phụ nổi lên. Cái này cung trang người Mỹ phụ, cả người khói nước tràn ngập, không có một chút người sống hơi thở, tựa như chỉ là một đoàn khói mù, một món ảo ảnh, để cho người không thấy rõ hư thật. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, tựa hồ ở tán thưởng Diệp Thần. Mới vừa Diệp Thần phá hỏng ảo ảnh, không chỉ là thủ đoạn cao minh, hơn nữa tâm tính cũng đáng được khẳng định. Diệp Thần không phải là tuyệt đối lãnh khốc, cho dù đối mặt ảo ảnh, cũng là mang thương tiếc ý niệm. Hiển nhiên ở trong thực tế, hắn cũng là vô cùng là chân coi mình hồng nhan chi kỷ. Mà đây cái cung trang người Mỹ phụ, tựa hồ là từ thương xót thân thế, vỗ tay tán thưởng bên trong, lại có mấy phần tịch mịch. Phu nhân chính là nơi đây chủ nhân, Huyễn Trần Yên. Diệp Thần chắp tay một cái, cung kính hỏi nói. Không sai, là ta. Cung trang người Mỹ phụ nhẹ khẽ gật đầu. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua phu nhân. Diệp Thần thi lễ một cái. Huyễn Trần Yên hôm nay từ thương xót thân thế, hiển nhiên là nhớ lại và Diệt Vô Cực trải qua, năm đó nàng và Diệt Vô Cực mỗi người một ngã, nhưng là không có tạm biệt cơ hội. Là ai kêu ngươi tới? Huyễn Trần Yên tựa hồ bắt được cái gì, nhìn Diệp Thần nói. Là ta mình tới, ta là Phi Giao Đại Đế bằng hữu. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng là không có tiết lộ Diệt Vô Cực tên chữ. Thật sự là ngươi mình tới, không có ai chỉ điểm ngươi. Huyễn Trần Yên giọng hơi có vẻ cảnh giác, nói. Không có, vãn bối nghe nói phu nhân ảo thuật thủ đoạn, vô cùng là cao minh, cho nên muốn mời phu nhân tương trợ, như vãn bối tu vi có thể đột phá, nhất định trùng trùng báo đáp. Diệp Thần kiên quyết không ra bán Diệt Vô Cực. Huyễn Trần Yên nói, ừ. Ta nghe Kỷ Lâm vậy nha đầu nói, ngươi muốn gọi ta thi triển Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật, để cho ngươi vào trong ảo cảnh lịch luyện vạn năm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, đúng vậy, đúng rồi, Kỷ Lâm đi nơi nào? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Kỷ Lâm bóng người. Huyễn Trần Yên nói, nàng gặp được ngươi, tâm tình quá mức kích động hưng phấn, bất lợi tu luyện, hơn nữa nàng tùy tiện mang một người đàn ông đi vào, phá hư quy củ. Ta đã để cho nàng đi vách núi hối lỗi tính tọa, trễ giờ liền có thể đi ra, ngươi không cần lo lắng. Phải không? Diệp Thần cười khổ một tí, đây có thể hại khổ liền Kỷ Lâm, vậy nha đầu tung tăng tính cách, phạt nàng đi tính tọa tư qua, chắc là tương đương hành hạ. Huyễn Trần Yên nói, ta chỗ này, là không cho phép bên ngoài người đàn ông tiến vào, ngươi là vạn năm tới cái đầu tiên, khá tốt ngươi hơi thở, không giống những người đàn ông khác như vậy tục tiểu, nếu không... Ta tuyệt không thể nào tha ngươi. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, liền nói, đa tạ phu nhân tha thứ, vãn bối mạo phạm. Huyễn Trần Yên trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta vậy Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật, thi triển ra, đối với linh lực máu tươi hao phí cực lớn, đối với ta chỉ có chỗ xấu, người muốn cho ta ra tay, có thể phải trả ra chút gì. Vãn bối có hàng loạt đan dược, có thể giúp phu nhân tư bổ thân thể. Diệp Thần móc ra một ít đặc chế đan dược, thậm chí còn có dùng sa la cây trà lá cây, luyện chế thành thiên trà đan. Những đan dược này, hẳn là đủ Huyễn Trần Yên bổ thân. Huyễn Trần Yên lại không có thu, nói, những đan dược này ngươi giữ đi, ta không cần, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, à, không biết phu nhân có gì phân phó. Huyễn Trần Yên nói, sau này như có cơ hội, giúp ta giết hai người. Diệp Thần nói, người nào? Huyễn Trần Yên nói, Công Dã Phong, còn có Yên Tịch Thiên Kiếm Kiếm Linh. Người muốn giết bọn họ. Diệp Thần nghe được cái này hai cái tên của người, nhất thời con người có rúc lại. Mình muốn giết chính là cái này hai tên à? Đây không khỏi vậy thật trùng hợp. Huyễn Trần Yên nói, không sai, bọn họ đều là thượng vị giả, cực kỳ cường hãn. Ta trước kia có cái trượng phu, kêu Diệt Vô Cực, đắc tội bọn họ, ta cũng bị liên lụy. Mấy chục ngàn trong thời kỳ một mực ẩn cư, không dám đi ra ngoài. Ta từ trên mình ngươi, thấy được phi phàm đại khí vận, ngươi sau này thành tựu, không thể giới hạn, ngày khác ngươi nếu có thể quật khởi, thay ta chém chết cái này hai người, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần chắp tay nói, phu nhân, xem ra chúng ta thật là có duyên, cái này hai người vừa vặn cũng là ta kẻ địch, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đích thân chu diệt bọn họ. Huyễn Trần Yên ánh mắt sáng lên. Nói, à, phải không?
nàng hiển nhiên là cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Dẫu sao cái này hai vị cửu nhân tồn tại, ở thiên nhân vực đều là để cho rất nhiều võ giả ngửa mặt trông lên tồn tại. Lại có bao nhiêu người dám đối với cái này hai người trả thù. Xem ra, Diệp Thần thân phận không đơn giản, lại có thể cùng thượng vị giả là địch. Nếu như là người bình thường, liền bị thượng vị giả nhìn một cái tư cách cũng không có. Khó trách Kỳ Lâm như thế thích ngươi, xem ra ngươi thật sự không phải người đàn ông giống vậy. Nguyễn Trần Yên tán thưởng nói. Diệp Thần cười một tí, nói phu nhân chê cười, vãn bối còn cần phu nhân tương trợ, xin phu nhân tác thành. Nguyễn Trần Yên mắt đẹp đông lại một cái, nói, ngươi quyết định xong. Một khi tiến vào Yên Vũ huyễn cảnh, vậy không phải là đùa, vạn năm ảo mộng, ngươi hồn lực có thể chống đỡ. Diệp Thần nói, vãn bối đã quyết định xong, nếu như vãn bối bất hạnh chết, phu nhân có thể kêu Kỳ Lâm đi ra, thay ta nhặt xác. Nguyễn Trần Yên nói, ha ha, người có thể thật biết nói đùa, vậy đã như vậy, ta hiện đang làm phép, người ngồi xếp bằng xuống tới, chuẩn bị bước vào ảo cảnh đi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lúc này ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển công pháp, cả người tiến vào trạng thái, hồng mông tinh không mở, tùy thời chuẩn bị bước vào ảo cảnh. Thế sự một chàng nằm mộng, đời người mấy độ trời thu mát mẻ. Yên Vũ huyễn mộng thuật, sắc. Nguyễn Trần Yên cả người cung trang phiêu động, bàn tay liền bắt pháp quyết kết ấn, từng luồng khói hơi nước khí, từ nàng quanh thân hô trào lên, cũng không ngừng hướng bốn phía tràn ngập ra. Trong phút chốc, chung quanh biến thành một cái mưa bụi mờ mịt thế giới, vô số sơn xuyên cổng thành, bạch ngọc kinh thành, thác nước biển cả kỳ quan, ở nơi này mưa bụi trong thế giới hiển hóa đi ra. Thậm chí, còn có một bụi cổ xưa cây bồ đề, tràn đầy huyền diệu linh cơ. Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú xem chừng, chỉ cảm thấy mình tinh thần, một chút xíu rơi vào thế giới này bên trong đi. Nguyễn Trần Yên ngón này, chính là 33 thiên hồng mông nguyên thuật một trong, Yên Vũ huyễn mộng thuật, có thể sáng lập huyễn mộng thế giới, để cho người chìm đắm trong đó. Mộng bên trong, thời gian pháp tắc cũng bị thay đổi, bên ngoài 10 ngày thời gian, nhưng mộng bên trong ước chừng đi qua vạn năm, vô cùng kỳ diệu. Này cùng hồng mông nguyên thuật, tu luyện tự nhiên không dễ. Dõi mắt vực ngoại, có thể nắm giữ, chỉ có Nguyễn Trần Yên một người. Cho dù là nàng trước kia đệ tử, Phi Giao Đại Đế, cũng chỉ là luyện thành mưa bụi phúc thiên sương mù, không có thể tu luyện thành cửa này Yên Vũ huyễn mộng thuật. Vô cùng mưa bụi, dần dần che khuất bầu trời, đậm đà đến trình độ cao nhất. Nguyễn Trần Yên gương mặt, cũng là hoàn toàn trắng bệch, thở hồng hộc, hiển nhiên dây dưa lực lớn vô cùng. Vì để cho Diệp Thần nhập cảnh, nàng máu tươi và tu vi cũng lớn tính tiêu hao. Diệp Thần trong lòng âm thầm cảm kích, cũng là buông lỏng tâm tình, chuẩn bị tiến vào ảo cảnh tu luyện. Người đi vào ảo cảnh bên trong, nếu như thấy ta trước kia trưởng phu Diệt Vô Cực, ở thích hợp thời điểm, cầm phong thư này giao cho hắn. Bỗng nhiên tới giữa, Nguyễn Trần Yên bắn ra một phong thơ, giao cho Diệp Thần. À! Diệp Thần cả kinh, tiếp phong thư, còn chưa kịp nói chuyện, cả người đã chóng mặt, bị cuốn vào vô cùng khói mù bên trong đi. Diệp Thần rên lên một tiếng, vội vàng bùng nổ hồng mông tinh không, vững vàng bảo vệ tâm thần, đồng thời trong tay vậy nắm chặt phong thư. Nguyễn Trần Yên lại muốn liên lạc Diệt Vô Cực, cử động này, để cho Diệp Thần khá để ý bên ngoài, xem ra cái này hai vợ chồng người, trong lòng thật ra thì cũng còn không quên hết đối phương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần trước mắt sương mù dày đặc, dần dần tiêu tán. Hắn phát hiện tự mình tới đến một nơi u cốc bên trong. Cái này u cốc bên trong, có một tòa cỏ nhỏ lư, thảo lư bố trí, để cho Diệp Thần hết sức quen thuộc. Cỏ này lư, lại có thể và Diệt Vô Cực địa phương ẩn cư, bố trí giống nhau như đúc. Hiển nhiên, đây là Diệt Vô Cực lúc còn trẻ, chỗ ở. Trải qua năm tháng bể dâu, hằng cổ thánh đế cũng phi thăng, Diệt Vô Cực ẩn cư núi rừng, chỗ ở bố trí và trước kia giống nhau như đúc. Rõ ràng cho thấy có hoài niệm ý. Phu nhân, người thương thế còn chưa lành, không nên ra ngoài. Phơi một chút mặt trời cũng tốt, cả ngày im lìm ở trong phòng, ta cũng mau im lìm ra bệnh. Lúc này, Diệp Thần nghe được hai đạo thanh âm quen thuộc. Liền thấy vậy thảo lư bên trong, có hai đạo thân ảnh đi ra, một cái là trẻ tuổi bướng bỉnh nam tử, thân mặc áo đen, một chòm tóc nhuộm thành màu đỏ, tràn đầy thô bạo. Một cái khác, thời là một tướng mạo tươi đẹp cô gái trẻ, lớn bụng, lại có thể trong bụng mang thai. Cô gái sắc mặt hơi trắng bệch,
trên đầu vai băng bó vải mang, hiển nhiên là bị thương, nàng chính là lúc còn trẻ Huyễn Trần Yên. Mà cái đó nam tử, lộ vẻ lại chính là Diệt Vô Cực. Diệt Vô Cực tiền bối lúc còn trẻ, hơi thở lại có thể như vậy bướng bỉnh cuồng thả. Diệp Thần hơi có điểm bất ngờ, lại thấy Huyễn Trần Yên bụng bự, Diệt phu nhân lại có thể mang thai. Trong phảng phất có loại dự cảm bất tường. Người nào? Đột nhiên, trẻ tuổi Diệt Vô Cực, tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần phương hướng. Diệp Thần không giấu vết thu hồi phong thư, sải bước đi đi ra ngoài, hướng Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên chắp tay, nói tại hạ Diệp Thần, là một cái tán tu, thích du lịch thiên hạ, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, không ngờ quấy rầy đến hai vị, xin hãy tha lỗi. Diệt Vô Cực nhướng mày một cái, nói chỉ là một tán tu sao. Huyễn Trần Yên vậy quan sát một tí Diệp Thần, hướng Diệt Vô Cực nói, tướng công, hắn không có địch ý, người đừng lại giết người lung tung, người đã đáp ứng ta, và ta chung một chỗ sau đó, liền phải cải tà quy chánh, lại nữa giết người. Diệt Vô Cực sắc mặt vừa chậm, nói, phu nhân. Diệp Thần trên mình, đích xác không có địch ý. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên, đều cảm thấy Diệp Thần khí tức trên người nhân quả, thong thả ôn hòa, chỉ có lòng tốt, không có địch ý. Xem bọn họ loại cấp bậc này cao thủ, nếu như người khác có mang địch ý, một mắt là có thể nhìn ra, giả không chứa nổi. Vị phu nhân này, ngươi nhưng mà bị thương. Diệp Thần nhìn một cái Huyễn Trần Yên, nói. Huyễn Trần Yên còn chưa lên tiếng, một bên Diệt Vô Cực nói, vợ ta bị ta kẻ thù đả thương, thương thế không nhẹ, hơn nữa sát phạt nhân quả cực lớn, phỏng đoán muốn trăm năm thời gian, mới khá hoàn toàn hết bệnh, à. Huyễn Trần Yên nói, trăm năm liền trăm năm, cùng ngươi chung một chỗ, nhiều ít năm ta đều nguyện ý. Diệt Vô Cực ho khan một tí, nói, phu nhân, còn có người ngoài ở đây. Diệp Thần nhìn cái này hai vợ chồng, như vậy tư thủ hình dáng, trong lòng cũng là cười một tiếng, nói tiền bối, nha, không phải, vị huynh đài này, nếu như ngươi không ngại, ta có thể thay phu nhân ngươi chữa trị. Diệt Vô Cực nói, ngươi biết chữa thương thuật. Diệp Thần cười nói, hiểu sơ một hai. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần trực tiếp thả ra bát quái thiên đan thuật, từng luồng dịu dàng đạo ra linh khí, giống như nước chảy vậy, bơm vào nhập Huyễn Trần Yên trong thân thể. Ngay tức thì, Huyễn Trần Yên gương mặt tái nhợt, chính là khôi phục màu máu, tinh thần sáng láng. Tướng công, ta thương lành. Huyễn Trần Yên ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng, trực tiếp đem băng bó vết thương vải mang giải hết, eo mở rộng, linh lợi gân cốt một chút. Động tác đặc biệt linh hoạt, nhưng là không có nửa điểm bị thương hình dáng. Cái gì? Diệt Vô Cực có vẻ rung động, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Vợ ta bị Yên Tịch Kiếm Linh đả thương, vô thượng thiên kiếm sát phạt, các hạ lại có thể vậy có thể trị hết. Diệt Vô Cực kinh hãi không dứt, vô cùng rung động nhìn Diệp Thần. Là bị Yên Tịch Kiếm Linh đả thương sao? Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, xem ra Diệt Vô Cực và Yên Tịch Kiếm Linh ân oán giữa. Mấy chục ngàn năm trước lại bắt đầu. Vị này huynh đệ, vô cùng cảm kích, ngươi chữa hết vợ ta, muốn thù lao gì, cứ mở miệng, ta kêu Diệt Vô Cực, vợ ta kêu Huyễn Trần Yên, chúng ta tuy không phải nhân vật lớn gì, nhưng một chút tích góp vẫn phải có. Diệt Vô Cực hưng phấn không thôi, chỉ muốn báo đáp Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, một cái nhấc tay, đếm xỉa đến làm gì, nếu như không chê, ta muốn quấy rầy huynh đài một lần cơm rượu. Diệt Vô Cực sửng sốt một chút, chợt cáp ha ha cười to nói, không thành vấn đề. Địa phương đơn sơ, xin huynh đệ không nên phiền lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 285.